Quan thần, hạ tưởng. Tập 66. Phó Tiên Phong âm thầm để người của mình nắm giữ quyền khống chế thương mại Trường Cơ, để cho bọn họ tiếp xúc với tập đoàn Đạt Tài, bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ, trao đổi lấy giá cả thị trường hiện tại bán hết các khu chung cư trong tay. Tuy rằng một ra một vào, không duyên cớ tổn thất chính là tiền của thương mại Trường Cơ, tiền đều để cho mấy công ty kiếm đi rồi, nhưng Phó Tiên Phong cũng muốn mở, xét đến cùng tổn thất chính là tiền của Nguyên Minh Lượng, gã làm bước đầu tiên chính là để tổn thất giữa gã và Triệu Tiểu Phong giảm xuống sau cùng. Bởi vì Nguyên Minh Lượng cũng thật không ngờ sẽ có ngày hôm nay, lúc trước trong cơ cấu quyền lực của công ty, cho Phó Tiên Phong giữ lại kẽ hở rất lớn, để giờ Phó Tiên Phong lợi dụng gã phải nằm viện, nhúng tay công việc của công ty, cũng đủ quyền lực điều khiển công ty. Trải qua một loạt đàm phán khó khăn gian khổ, Phó Tiên Phong lục tục bán ra các khu chung cư được khoảng 5 tỷ. Dựa theo ước định với Triệu Tiểu Phong, trước đưa lại Triệu Tiểu Phong 3 tỷ tiền vốn, lại trả một phần lợi nhuận, còn lại một phần, tính toán cầm lại rồi nói tiếp, liệu có cho Triệu Tiểu Phong hay không, phải xem sự hữu dụng của Triệu Tiểu Phong đến đâu rồi mới quyết định. Điều duy nhất khiến Phó Tiên Phong cảm thấy vui mừng là, mấy công ty kia cũng coi như phối hợp, không có cố đưa giá thấp để bắt ép, chưa đến một tuần, gã đã đem các khu chung cư của thương mại Trường Cơ chuyển nhượng ra ngoài 70%, 70% trong tay đã có được 6,5 tỷ rồi. Đang lúc gã tiến thêm một bước bán hết các khu chung cư, Nguyên Minh Lượng tỉnh lại. Tuy nhiên sau khi Nguyên Minh Lượng nghe được hành động của Phó Tiên Phong, nằm ngoài Phó Tiên Phong dự kiến chính là, gã cũng không có chỉ trích những gì Phó Tiên Phong đã làm, cũng không tỏ vẻ tán thành, chỉ có điều trầm mặc tỏ vẻ cam chịu. Nguyên Minh Lượng biết rõ, đại thế đã mất, Phó Tiên Phong làm vậy, cũng là con đường duy nhất có thể đi vào lúc này. Chỉ có điều về sau gã làm thế nào trả lại số nợ lớn, chính là chuyện từ về sau, hiện tại có thể sống mà xuất viện chính là vạn hạnh. Một tuần sau, lặng yên không một tiếng động, thị trường bất động sản quận Hạ Mã lại lần nữa sóc bài, tất cả khu chung cư lại vào tay các nhà đầu tư, tuy nhiên một ra một vào, làm phần đông nhà đầu tư lãi lớn, tất cả giao dịch đều ở trong quy luật kinh tế thị trường, vừa không có bất cứ chuyện bắt buộc gì, tất cả dựa theo quy luật thị trường làm việc, Nguyên Minh Lượng có nỗi khổ không nói nên lời. Nói gì, có gì đáng nói chứ? Tất cả mọi người ở cái gọi là kinh tế thị trường cạnh tranh công bằng, thắng, là do thực lực và vận may đều tốt. Bại, không nhất định là thực lực không bằng người khác, cũng không thể hoàn toàn do vận may không tốt, chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính, hoặc nói là, thua dưới thủ đoạn xuất thần nhập hóa của Hạ Tưởng. Bại vì Hạ Tưởng, Nguyên Minh Lượng không cam lòng, nhưng vẫn là tâm phục khẩu phục thủ đoạn của Hạ Tưởng. 13 tỷ tiền vốn, sau khi trải qua thử thách của thị trường, trải qua sự ép giá trong sáng trong tối, trải qua sóng gió thị trường, cuối cùng chỉ biến thành trên dưới 9 tỷ. Trả Triệu Tiểu Phong 3,5 tỷ, còn lại 5,5 tỷ phân chia như thế nào, Phó Tiên Phong muốn từ giữa thu lợi bao nhiêu, Nguyên Minh Lượng hiện tại không có tâm tư suy nghĩ, gã chỉ biết, gã ở quận Hạ Mã thất bại thảm hại, tổn thất 4 tỷ đầu tư. 4 tỷ lớn làm phong phú thị trường bất động sản quận Hạ Mã, vì mấy công ty lớn ở quận Hạ Mã mà thêm vào sức sống mới, từ nay về sau bất động sản quận Hạ Mã sẽ có hướng đi mới. Qua một trận chiến này, các công ty cũng sẽ biết khống chế giá nhà tăng lên hợp lý, để cho ai muốn dùng vốn nổi đầu cơ ở quận Hạ Mã sẽ phải lùi bước. Bởi vì quận Hạ Mã không chỉ có Hạ Tưởng, còn có tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh hai con cá voi lớn, còn có mấy công ty đồng tâm hiệp lực đều nghe theo hiệu lệnh của Hạ Tưởng, quận Hạ Mã thực sự làm được thống nhất Giang Sơn, không ai có thể thừa cơ mà vào. Nguyên Minh Lượng tâm lực lao lực quá độ, tinh thần giảm sút. Nằm ở trên giường bệnh, khép hờ hai mắt, một chuỗi nước mắt đục ngầu tràn mi. Hiện tại gã đã chân chính cảm nhận được tâm tình sảng khoái của Hạng Võ, thật là không mặt mũi nào gặp lại mọi người ở Giang Đông. Từ trước tới nay chinh chiến vô số, công thành chiếm đất, không nghĩ đi vào quận Hạ Mã, lại có thất bại này. Mà lại là thất bại thảm hại, tâm tính vô cùng khó chịu. Nước mắt của Nguyên Minh Lượng không đả động được Hạ Tưởng, bởi vì trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, Nguyên Minh Lượng không khóc. Vô số dân chúng quận Hạ Mã sẽ rơi lệ, nỗ lực và tâm huyết của vô số người ở quận Hạ Mã sẽ biến mất. Là lúc nên xây dựng lại trật tự thị trường, đầu tháng 8, Hạ Tưởng triệu tập mọi người mở một hội nghị trọng yếu, Lý Thấm đem hội nghị này đặt tên là xây dựng lại sau mùa thu. Kỳ thật tháng 8 thành phố Yến vẫn là thời tiết nóng như lửa, đang là giữa hè, còn xa mới đến mùa thu.
Hội nghị nhất trí thông qua quyết định, bắt đầu từng bước chỉnh đốn trật tự thị trường, bác bỏ tin đồn, giải thích các khu chung cư vẫn trong tay các công ty đầu tư, sau đó giá cả từng bước tăng trở lại bình thường, không phải là giá càng thấp càng tốt, giá cực thấp chẳng những không tạo được tiêu thụ bình thường, còn tạo ra ảnh hưởng xấu lâu dài tới thị trường. Đồng thời, tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh cũng phối hợp sự tuyên bố của mấy công ty đầu tư, thả ra tin tức, phiên giao dịch giá siêu thấp đưa ra thị trường, chỉ giới hạn có 300 căn, mặc kệ là tiểu khu hình thức vườn cảnh của tập đoàn Viễn Cảnh, hay là khu nhà ở sinh thái vạn mẫu của tập đoàn Đạt Tài, chia đều giá cả trung bình đều ở trên dưới 2.500 tệ. Ngày 10 tháng 8, sau khi trải qua một loạt biện pháp, nhất là sự tuyên bố của hai đại tập đoàn, rốt cục ổn định được lòng dân, củng cố sự tin tưởng của người tiêu thụ, giá nhà quận Hạ Mã tăng trở lại đến mức bình thường là trên 2.500 tệ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có khả năng tăng, nhưng tăng chậm, tốc độ tăng hợp lý, tuyệt đối ổn định theo trình tự. Số liệu tiêu thụ của các khu chung cư lớn lục tục hâm nóng lên, mùa xuân của thị trường bất động sản quận Hạ Mã, hiện ra một mảnh trời trong nắng ấm, yên bình. Ngày 13 tháng 8, thứ Bảy, thời tiết rất tốt, nhiệt độ nóng bức. Hiếm có lúc được thả lỏng thư nhàn như Hạ Tưởng đang ở trong nhà chơi đùa với Hạ Đông, điện thoại liền vang lên. Sau khi nghe, bên trong truyền tới tiếng một người vừa quen thuộc lại xa lạ, là Nguyên Minh Lượng. Bí thư Hạ, đều nói thủ đô đắt đỏ, không dễ để ở, kỳ thật thành phố Yến nóng bức, cũng không thích hợp tôi ở lâu. Tôi phải rời khỏi thành phố Yến, lần này đi trăm núi ngàn sông, có lẽ không bao giờ quay về chốn cũ, trước khi đi, muốn nói một câu tâm huyết với cậu. Chương 751, chờ đợi thời cơ sau cùng. Hạ Tưởng nghe được tiếng nói trầm mà có chút mất mát của Nguyên Minh Lượng, cũng là hơi cảm khái, liền nói. Ông Nguyên cứ nói, tôi chăm chú lắng nghe. Cán bộ trong nước, giống như cậu, chân chính làm việc vì dân chúng thật sự quá ít. Cậu tại thành phố Yến có thể mây mưa thất thường, nhưng rời khỏi thành phố Yến, cách xa lực lượng phụ trợ bên cạnh, tôi dám nói, hôm nay kẻ bại sẽ là cậu. Tuy nhiên đời người đã không có đường rút lui, tôi thua, cũng nguyện đánh cuộc chịu thua. Cái tôi muốn nói chính là, một ngày nào đó cậu rời khỏi thành phố Yến, tới địa phương khác nhậm chức, hy vọng cậu còn giữ được sự trí công vô tư, hy vọng lúc đối mặt thế lực mà so với tôi hiểm ác gấp trăm lần, cậu vẫn có thể giữ được sự chính trực. Điện thoại đã tắt, chỉ còn tiếng, tút tút, như thể là lời cáo biệt cuối cùng của Nguyên Minh Lượng. Hạ Tưởng sửng sốt trong chốc lát, tâm tư chợt xa chợt gần. Lời tâm huyết của Nguyên Minh Lượng kỳ thật là nhắc nhở, hay gọi là cảnh cáo, nói cho chính mình, gã sẽ luôn luôn ở sau lưng quan sát con đường sau này của mình, xem sau khi mình rời thành phố Yến, còn có dũng khí đối mặt nhiều khiêu chiến nữa không? Có lẽ sẽ phấn đấu quên mình, có lẽ cũng có lúc lùi bước, hiện tại Hạ Tưởng không dám khẳng định mà trả lời. Chính trị trong nước, phức tạp nhiều thay đổi, lại có nhiều quan hệ ẩn tính chôn giấu dưới tận đáy. Không biết đi về đâu thì sẽ trong lúc vô ý sẽ chạm vào trận địa lôi. Giải trừ tai họa ngầm về kinh tế cho quận Hạ Mã, nhưng vấn đề với Phó Tiên Phong, thực sự còn chưa có giải quyết, bởi vì còn có một quả bom tứ nghiêu chưa phát nổ. Lần trước sau khi đem Đàm Quảng Hồng chuyển giao đến Cục Công an thành phố, thể xác và tinh thần của Hạ Tưởng lại tập trung giải quyết vấn đề Nguyên Minh Lượng, không hề quan tâm tới vận mệnh Đàm Quảng Hồng. Không quan tâm, không tỏ rõ, không lo lắng. Nhưng hắn vẫn đang âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Phó Tiên Phong, để xem Phó Tiên Phong thi triển thủ đoạn như thế nào, để thả Đàm Quảng Hồng ra. Sự thật và dự tính của Hạ Tưởng cũng không khác nhau lắm, trải qua sự thẩm tra xử lý của Cục Công an thành phố, sau khi Đàm Quảng Hồng giải thích sự tình cần giải thích, liền từ Trần Ngọc Long tự mình ra mặt, lại có thị trưởng Phó trực tiếp gọi điện thoại cho Tôn Định Quốc, yêu cầu chiếu cố tập đoàn Tứ Nghiêu, nếu sự thật đã xác định, Đàm Quảng Hồng không có tội danh. Nên mau chóng thả người. Tôn Định Quốc chỉ kéo dài 2 ngày, cũng rất nể tình mà thả người. Sau khi được thả, Đàm Quảng Hồng trở lại tập đoàn Tứ Nghiêu. Không ngờ 2 ngày sau lại truyền ra tin tức, Đàm Quảng Hồng bị tập đoàn tạm thời cách chức quay về tỉnh, khi nào trở về cương vị công tác cũ, ban giám đốc tạm thời chưa có quyết định. Đàm Quảng Hồng biết rõ ý của ban giám đốc như thế nào, căn bản là Dương Quốc Anh thấy gã đã không còn giá trị lợi dụng, một cước đá văng gã bay đi. Gã trong lòng buồn bực bất an, tức giận bất bình, nghĩ tìm Phó Tiên Phong để phân xử, bởi vì gã tự nhận quan hệ với Phó Tiên Phong coi như khá tốt. Không ngờ Phó Tiên Phong trực tiếp cự tuyệt, còn chuyển cáo gã, an tâm phục tùng mệnh lệnh của tập đoàn, sẽ luôn có một ngày khôi phục địa vị, nếu không từ nay về sau sẽ khó mà nói.
Đàm Quảng Hồng hiểu rằng gã không có hy vọng gì để ở lại tập đoàn Tứ Ngưu, càng cảm thấy bực bội thêm. Mặc kệ Đàm Quảng Hồng biết thế, hiện tại gã đang ở đầu gió ngọn sóng, về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, cũng là sách lược bình thường xử lý khiêm tốn, là biện pháp ổn thỏa nhất cho giai đoạn này. Nhưng gã phải có được một câu hứa hẹn của Phó Tiên Phong hoặc Dương Quốc Anh, bởi vì gã cũng không có lộ ra bất cứ bí mật buôn bán gì của tập đoàn Tứ Ngưu với Cục Công an thành phố và Phòng Công an quận, đem cái chết của Tiếu Lão Tuyền cũng che giấu được rất tốt, có thể nói vì tập đoàn Cúc Cung tận tụy, một mình gánh vác toàn bộ tội danh, gã cần chính là tập đoàn cho gã một câu an ủi, một hứa hẹn, một hy vọng. Phó Tiên Phong còn đỡ một chút, nhiều ít an ủi vài câu. Còn lúc gặp mặt Dương Quốc Anh, thì không hề được quan tâm cũng chẳng để ý tới tiền đồ và sự ủy khuất của hắn, một chút cũng không để vào trong lòng, làm cho gã hoàn toàn cảm thấy cực kỳ bất mãn, cho rằng tập đoàn bạc đãi mình. Đàm Quảng Hồng mặt ngoài là ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng làm sao mà nhàn nhã nghỉ ngơi cho được. Gã vô cùng chú ý việc của tập đoàn, e sợ sau một cuộc hội nghị, gã sẽ bị người ta hất cẳng. Cũng may, còn tạm thời giữ lại vị trí phó tổng của gã, tuy nhiên công việc của gã đã do phó tổng khác tạm thời quản lý, cũng làm gã yên tâm không ít, liền an tâm chờ đợi một ngày khôi phục địa vị. Đồng thời, Đàm Quảng Hồng cũng vô cùng căm hận Tiếu Lão Tuyền, chết đẹp không bằng sống vô ích. Đã nhiều tuổi rồi, còn giống như thanh niên chơi trò nhảy sông tự sát, thật sự là ăn no rừng mỡ. Hiện tại thì tốt rồi, người thì đã chết, lại làm cho bốn phương bất an, mẹ nó, người không chết tử tế được đâu. Đàm Quảng Hồng được thả ra không lâu, vụ án cái chết của Tiếu Lão Tuyền kết thúc, cảnh sát vừa không công bố ra ngoài, cũng không có thông báo tin tức truyền thông, chỉ như vụ án hình sự bình thường chấm dứt. Hai ngày sau, Tiếu Lão Tuyền được hỏa táng. Một lão nhân nghèo khổ đã đi hết cuộc đời bình thường, sắp chết, cũng không có bao nhiêu người biết ông vì sao mà chết, có phải chết có ý nghĩa hay không. Tiếu Ba và Tiếu Lệ khóc đến mức chết đi sống lại, Hạ Tưởng tuy rằng biết Tiếu Lão Tuyền sẽ không oan uổng, sẽ chờ thời cơ chín muồi, sẽ đem quả bom Tứ Ngưu dẫn nổ, có thể cứu hạnh phúc vô số gia đình. Tuy rằng không phải sống quang vinh, ít nhất ở trong sự cảm nhận của hắn, cũng coi như là cái chết vĩ đại rồi. Chỉ là có một số chuyện vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể an ủi Tiếu Ba và Tiếu Lệ, tận khả năng sắp xếp cho bọn họ một công việc tốt. Tiếu Ba và Tiếu Lệ đều nghỉ việc ở tập đoàn Tứ Ngưu, tiền kiếm được dù nhiều hơn, đi làm ở nơi đã ép chết phụ thân bọn họ, lương tâm không thanh thản. Tiếu Ba và Tiếu Lệ đều tới nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì đi làm, nghiêm tiểu thì cho bọn hắn vị trí không tồi, và đưa ra mức lương khá cao 3.000 tệ. Bởi vì cái chết của Tiếu Lão Tuyền, gián tiếp hóa giải áp lực và phỉ báng của tập đoàn Tứ Ngưu với nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, tập đoàn Tứ Ngưu lấy nước ô nhiễm để nhằm vào nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì chỉ trích, sau khi Đàm Quảng Hồng bị giam, lập tức lặng yên không một tiếng động. Nghiêm tiểu thì cũng từ vụ án Tiếu Lão Tuyền nhìn ra manh mối, cũng mơ hồ nghe nói số bò chết của tập đoàn Tứ Ngưu là bởi vì bọn họ đã cho chất gì đó vào thức ăn của bò, bọn họ làm không tốt lại còn muốn đem nước bẩn tạt vào người khác. Cô quá tức giận, liền gọi điện thoại trực tiếp cho Phạm Duệ Hằng, yêu cầu trả lại nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì một sự công bằng. Nhưng Phạm Duệ Hằng không có ý muốn ra mặt cho nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, còn khuyên bảo Nghiêm tiểu thì không cần nói nhiều, chuyện này cũng đã trôi qua, không cần nhắc lại. Tập đoàn Tứ Ngưu, trong tỉnh cũng nể mặt đôi phần, nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì của cháu chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, sự tình có thể giải quyết yên ổn là được rồi, không cần nhiều chuyện nữa. Nghiêm tiểu thì quá tức giận. Hừ, lập trường của chủ tịch tỉnh là tập đoàn Tứ Ngưu cố ý ức hiếp người khác. Từ góc độ là dượng mà thấy cháu gái bị oan khuất dượng lại không quan tâm, cháu tìm gì kể oan vậy? Phạm Duệ Hằng bất đắc dĩ mà cười, tắt điện thoại. Quả thật ông cũng không chiếu cố nhiều cho Nghiêm tiểu thì, cũng là do ông khá là giữ gìn danh dự, giữ mình trong sạch, làm việc luôn kín đáo một ít, không để người khác bắt được nhược điểm. Về phương diện khác, vợ ông chính là cô ruột của Nghiêm tiểu thì, vốn không hay hỏi đến chuyện chính trị, cũng rất ít khi bởi vì việc vặt vãnh của người trong nhà mà mở miệng xin ông, cho nên ông mới có thể ít quan tâm tới Nghiêm tiểu thì mà vẫn ổn định hậu phương. Nghiêm tiểu thì cũng chỉ là nói thế thôi, sẽ không đi nhờ cô, mà là đến chỗ Hạ Tưởng nhờ cứu trợ. Không ngờ Hạ Tưởng cũng là giống Phạm Duệ Hằng, khuyên Nghiêm tiểu thì không cần tính toán chi ly, chuyện đã qua rồi. An tâm làm tốt việc phát triển nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì mới là đúng. Nghiêm tiểu thì làm nũng với Phạm Duệ Hằng, với Hạ Tưởng chính là tranh luận, tức giận đến phát cười.
Anh sao lại giống dượng của tôi vậy, nói chuyện là dở giọng hừ hừ ha ha. Ngay cả dượng là chủ tịch tỉnh cũng không làm gì được tập đoàn Tứ Ngưu, anh chỉ là một bí thư quận ủy, càng phải thoái nhượng ba phần. Được rồi, không miễn cưỡng anh. Các người làm cán bộ thì chia cấp bậc lớn nhỏ, nhưng thói quan liêu lại chẳng phân chia lớn nhỏ, đều giống nhau hết. Hạ Tường lắc đầu cười, không có phản bác sự chỉ trích của Nghiêm Tiểu Thì. Hiện tại không phải lúc so đo việc nhỏ này với tập đoàn Tứ Ngưu, Hạ Tường muốn làm nổ thành công quả bom Tứ Ngưu mà không liên lụy tới mình, sẽ làm ra bộ dáng không quan tâm, chính là biết rõ tình hình tập đoàn Tứ Ngưu cố ý hãm hại nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì nhưng mặc kệ. Là muốn để bên ngoài nghĩ hắn cũng sợ hãi tập đoàn Tứ Ngưu, không dám hướng tập đoàn Tứ Ngưu đòi lại công đạo. Đòi lại công bằng có nhiều cách, không nhất định phải lý lẽ hùng hồn mà tìm tới tận cửa, hùng hổ lý luận cạnh tranh với đối phương, làm đối phương á khẩu không trả lời được mới là đúng, bởi vì nhiều lúc, trốn ở sau lưng chỉ huy hành động, nhìn đối phương bị vùi lấp trong sóng chiều dâng, cũng là một loại thắng lợi. Hai quân gặp nhau, người mạnh thắng, là thắng lợi. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở cách ngàn dặm, cũng là thắng lợi. Hạ Tường muốn hiệu quả chính là ẩn sâu thân và danh, chỉ để ý châm mồi lửa, không để cho người khác biết hắn là ai. Cuối tháng 8, trật tự ở quận Hạ Mã được khôi phục, tất cả ngăn nắp có thứ tự, giá nhà tăng theo xu thế ổn định, đâu vào chỗ đó, các công ty lại nắm giữ các khu chung cư, không có ai dám chủ động khơi mào chuyện gì, vết xe đổ ngay ở trước mắt, người tiêu thụ không rõ ràng lắm. Bọn họ thì đều rõ ràng chuyện này, Nguyên Minh Lượng thảm bại tổn thất có bao nhiêu thê thảm và nghiêm trọng, ai cũng không dám lại đi làm thử một lần, để đem triển vọng tốt đẹp trước mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chủ yếu cũng là tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh hai hạng mục lớn đã bắt đầu động thổ, lấy thực lực hùng mạnh và lực kêu gọi đem giá nhà quận Hạ Mã ổn định ở một mức hợp lý. Triệu Khang và Trịnh Nghị vốn luôn luôn thích quấy rối cũng đột nhiên thành thật rất nhiều, ngoan ngoãn mà đem giá cả định theo mức trung bình. Không bao giờ dám phát biểu lời gì mang tính kích động để đảo loạn thị trường. Hạ Tường hàng ngày cũng đi làm tan ca, dường như từ khi Nguyên Minh Lượng rời đi, quận Hạ Mã thật sự hoàn toàn tiến vào thời kỳ hòa bình, mà vấn đề tập đoàn Tứ Ngưu cùng với cái chết của Tiếu Lão Tuyền, đã theo gió cuốn đi xa, phiêu đãng tới một chân trời không biết tên, bị người ta quên đi không còn một chút gì. Thực ra đối với cái chết của Tiếu Lão Tuyền, Hạ Tường vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Tiếu Lão Tuyền và vô số dân nghèo thuộc tầng thấp nhất của xã hội đều giống nhau, lương thiện, yếu đuối, nhưng lương tâm chưa mất đi, muốn phản kháng, lại bị một tầng mạng lưới quan hệ bao phủ, vô lực phá tan cái lưới khổng lồ của ích lợi tập thể, cuối cùng chỉ có thể lấy cái chết để liều mạng. Cho dù là chết, cũng không chắc có thể dũng cảm giống như cá mà làm thành cá chết lưới rách, bởi vì có thể người đã chết rồi, nếu gặp không được người thích hợp để minh oan, có lẽ còn là chết vô ích. Chết vô ích. Người chết vì oan khuất rất nhiều, nếu không phải gặp được Hạ Tường, Tiếu Lão Tuyền cũng chỉ có thể ôm nỗi hận xuống suối vàng. Tuy nhiên cho dù gặp được Hạ Tường cũng chỉ có thể chọn phương pháp phức tạp mà mờ mịt để đạt tới mục đích, đối mặt tập đoàn Tứ Ngưu mạnh mẽ, cứng rắn, hắn cũng cảm thấy bất lực, tất cả mọi người sẽ bảo vệ tập đoàn Tứ Ngưu, không chỉ là phó tiên phong, hắn chỉ có một mình không chọi được nổi một tòa núi lớn. Cứ việc con đường phía trước dài dằng dặc mà hiểm trở. Hạ Tường lại tin dựa vào trí tuệ và bố cục khéo léo của hắn, có thể trước khi mùa thu đến, đem nổ quả bom Tứ Ngưu mà không ai biết, cho Tiếu Lão Tuyền một công đạo, cho Phó Tiên Phong một giáo huấn, để Đàm Quảng Hồng đau khổ, cũng đem chuyện melamin, nổi danh ở về sau bị bóp chết ở trong nôi. Kỳ thật lúc lựa chọn giữa hạnh phúc của vô số gia đình và tiền đồ của Phó Tiên Phong, Hạ Tường không chút do dự lựa chọn cái đầu tiên. Hắn rõ ràng, nếu hắn không khống chế Tứ Ngưu bây giờ. Đợi đến một ngày xảy ra chuyện, thì so với uy lực cho nổ bây giờ sẽ gia tăng vô số lần, bởi vì đã tử vong vô số trẻ con, hủy diệt hạnh phúc vô số gia đình. Phó Tiên Phong tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo tương ứng, ngay tại chỗ miễn chức là còn nhẹ. Nhưng lấy hạnh phúc vô số gia đình để làm cái giá đổi lấy sự vùi trong cát cho con đường làm quan của Phó Tiên Phong, thì cái giá phải trả rất đắt, cũng quá trầm trọng, dù hắn rất muốn để Phó Tiên Phong mất chức. Đều là người trong gia tộc. Phó Tiên Phong so với Khâu Tự Phong, Mai Thái Bình kém quá xa, đối nhân xử thế có rất nhiều chỗ làm cho người ta thấy trơ trẽn, nhưng so sánh với hạnh phúc của vạn gia đình, Hạ Tường vẫn tình nguyện làm nổ quả bom Tứ Ngưu trước, mà hắn cũng rõ ràng, lấy tình thế trước mắt phán đoán, sau khi quả bom Tứ Ngưu nổ, Phó Tiên Phong khả năng sẽ không bị liên lụy, nhiều lắm sẽ bị tỉnh ủy giáo huấn một chút, thậm chí còn có khả năng không bị làm sao.
Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng không có dự đoán được chính là, không lâu sau bất ngờ xảy ra một biến cố, làm cho sự việc xuất hiện một sự sai lệch rất lớn không thể đoán trước. Sau khi ổn định quận Hạ Mã và trật tự thị trường, Nguyên Minh Lượng ảm đạm chật vật rời khỏi quận Hạ Mã, tập đoàn Tứ Ngưu đầu voi đuôi chuột, hùng hổ muốn tìm nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì gây phiền toái, lại đột nhiên không làm gì nữa. Từng có tin đồn Hạ Tưởng làm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tức giận, còn có người đồn đại nói là Hạ Tưởng sẽ bị bắt, không ngờ tin đồn qua đi, Hạ Tưởng vẫn vững vàng mà ngồi trên ngai vàng của người số một ở quận Hạ Mã, vì thế ở quận Hạ Mã, các loại lời đồn đại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù tất cả mọi người biết bí thư Hạ không phải một người tính toán chi ly, không giống một số nhân vật số một có lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen, muốn truy trá là ai giải lời đồn. Nhưng tất cả mọi người là người trong quan trường, biết đạo lý nói nhiều là thiệt. Hạ Tưởng vẫn là nhân vật số một quận Hạ Mã, sau khi lòng người ổn định, sẽ luôn có người hiểu chuyện đến chỗ bí thư để báo cáo, hiện tại ai còn nói hưu nói vượt, không phải tự mình tìm phiền phức sao. Quận Hạ Mã lập tức khôi phục không khí khẩn trương, mỗi người đều cố gắng làm việc, chẳng những rất trật tự, hơn nữa quyền uy của Hạ Tưởng tiến thêm một bước tăng mạnh. Bởi vì Lý Hàm vô cùng thức thời mà kiềm chế rất nhiều. Chẳng những khi đi đường khí thế ảm đạm đi nhiều, còn là dù sự việc lớn nhỏ đều đến Hạ Tưởng xin chỉ thị, hoàn toàn trở về thái độ của một chủ tịch quận nên có, thậm chí thái độ so với nhân vật số 2 bình thường càng khiêm tốn lễ phép, càng giọng điệu mềm mỏng. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Lý Hàm đã nhận thua. Không thừa nhận đã thua là không được, sau khi trải qua một loạt sự kiện, Lý Hàm đã thấy rõ tình thế, Phó Tiên Phong thân là thị trưởng cũng bại vì Hạ Tưởng. Ở trong quá trình thương mại Trường Cơ thất bại thảm hại, thị trường của một thành phố cũng bó tay không làm gì được, bị Hạ Tưởng đánh cho liên tiếp, gã chỉ là chủ tịch quận, ở trước mặt Hạ Tưởng vừa không có ưu thế về cấp bậc, lại không có chỗ hơn người về trí tuệ chính trị, đấu với Hạ Tưởng kiểu gì. Hiện tại ngay cả Phó Tiên Phong đều lặng lẽ làm việc, gã còn ở trước mặt Hạ Tưởng cố làm ra vẻ để làm gì. Đè không được lại đấu không lại, Lý Hàm cũng chỉ cụp đuôi làm người cho tốt. Huống chi trong quá trình giao tiếp với Phó Tiên Phong gã cũng hiểu một điều, Phó Tiên Phong đối nhân xử thế có nhiều chỗ không ai ưa, mấu chốt là lúc không đáng tin cậy, theo sát gã, lúc hữu dụng thì còn tốt, còn đã vô dụng sẽ bị một cước đá văng ra. Lý Hàm liền quyết định từ nay về sau làm người thành thật, cần cù và thật thà làm việc, tranh thủ mượn gió xuân đang bay vút lên của kinh tế quận Hạ Mã, phối hợp công việc với Hạ Tưởng cho tốt, lấy được chiến tích, sau đó thuận lợi lên làm bí thư quận ủy. Rồi về sau, tiến vào danh sách giám đốc sở, cũng coi như có chút thành tựu rồi. Lý Hàm tỏ vẻ cúi đầu với Hạ Tưởng, bè phái của Lý Hàm tự nhiên cũng khiêm tốn làm việc, quận Hạ Mã tiến nhập thời kỳ phát triển yên bình trước nay chưa có. Hạ Tưởng cũng là trong lòng an tâm. Đầu tháng 9, lúc mời dự họp toàn thể hội nghị, Hạ Tưởng đưa ra 3 điểm ý kiến về phát triển kinh tế quận Hạ Mã sau này, một là tiếp tục ổn định giá nhà, duy trì trật tự thị trường tốt đẹp hiện có. Đã kích hành vi vốn nổi của bất kỳ sự đầu cơ nhà đất nào. 2 là nhanh chóng đưa ra kỹ thuật sản xuất công nghiệp hiện đại. 3 là phát triển lấy sông Hạ Mã làm đầu để thu hút khách du lịch, thực thi kế hoạch giai đoạn thứ 2 khôi phục quận Hạ Mã. Sông Hạ Mã vào cuối tháng 7 toàn tuyến đã thông nước, vừa thông nước xong, hai bờ sông đã bắt đầu dựng lên bến tàu du thuyền, hiện ra một cảnh tượng xây dựng với khí thế ngất trời. Lúc toàn tuyến thông nước, Diệp Thạch Sinh đích thân tới để tham dự lễ cắt băng thông nước, chấn động một thời. Sau khi thông thủy, Hạ Tưởng cũng ngồi thuyền đi trên sông Hạ Mã một vòng, có được nhận thức sâu nhất chính là, sông Hạ Mã nước mênh mông cuồn cuộn, quả thật có một hình ảnh của một con sông nhỏ, tuy rằng sông nhỏ chỉ hơn 100 km, nhưng mặt nước mênh mông cũng đem lại sự mát mẻ dễ chịu cho nơi ít mưa thiếu nước như thành phố Yến. Tuy nhiên hai bờ sông, không ít nơi hoang vắng, không phải núi hoang thì là đất hoang. Nhưng giá trị phát triển cũng thật lớn. Tin tưởng cùng theo với sự thông thủy toàn tuyến của sông Hạ Mã, ở tương lai không xa, sẽ hình thành một dải kinh tế trải dài 100 km hai bờ sông, tạo ra được nhiều việc làm và nhu cầu dịch vụ cho mọi người. Hạ Tưởng đứng ở trong văn phòng, nhìn về nơi xa xa hai bên sông Hạ Mã, công viên nước của tập đoàn Viễn Cảnh đang thi công trong khí thế hừng hực, náo nhiệt và ồn ào đập vào trước mắt, khiến tâm tình của hắn rất vui vẻ thoải mái. Có lẽ trước khi đợi thời cơ cuối cùng đến, có thể có một khoảng thời gian thả lỏng, Hạ Tưởng hơi duỗi người, đang nghĩ hết giờ thì về nhà, điện thoại lại ngoài ý muốn vang lên. Điện thoại kêu trước lúc tan tầm thường không có chính sự gì, không phải mời ăn cơm, thì là tặng quà,
tâm trạng Hạ Tưởng hôm nay không tồi, không muốn tiếp. Quay đầu nhìn thoáng qua số điện thoại, cảm thấy hơi quen thuộc, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ý thức được một trùng hợp phi thường thú vị, số điện thoại đúng là của Vệ Tân. Trước đây Vệ Tân dùng không phải số di động, là số. Sau khi cô quen biết hắn, vì hắn mới đổi sang di động, hơn nữa còn cùng hắn làm một cặp số tình nhân. Kiếp này Vệ Tân vẫn dùng là di động, hắn cũng lưu trong điện thoại di động, nhưng hôm nay điện thoại gọi tới không phải số ban đầu, mà là số tình nhân với hắn ở kiếp sau. Thời gian không gian thay đổi rồi, nhưng có một số việc vẫn có quán tính rất lớn, vẫn chưa thay đổi. Làm sao kiếp này Vệ Tân lại cố tình lựa chọn dãy số này? Hạ Tưởng kinh ngạc rất nhiều, vẫn là nghe điện thoại, bên trong truyền đến tiếng nói dịu dàng hơi khàn khàn của Vệ Tân. Này, buổi tối có thời gian chứ? Chương 752, một sự cố đột phát. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, nhưng vẫn nhận lời mời của Vệ Tân. Giữa hắn và Vệ Tân cho dù kiếp này không xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức của kiếp trước vẫn khiến hắn hận không thể quên Vệ Tân. Nơi Vệ Tân hẹn gặp hắn khiến hắn không thể nói gì, vẫn là nhà hàng nổi. Xem ra, nhà hàng nổi quả thật đại phát rồi. Khi đến được nhà hàng nổi, trời bỗng nhiên đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ lất phất, mang theo một hương vị khác, rất thích hợp với phong cách của những đôi nam nữ đang yêu đương. Vệ Tân đã đặt một chiếc thuyền lớn, duyên dáng yêu kiều mà đứng bên bờ sông. Cô với chiếc váy dài quá gối, giống như cây liễu bên bờ, thướt tha yêu kiều. Cho dù không trang điểm đặc biệt, nhưng vẫn mang vẻ đẹp tươi sáng, ở bên bờ sông Hạ Mã người đẹp như mây, cô vẫn như đóa hoa dạ lai hương làm ngất ngây lòng người. Hạ Tưởng đứng trước Vệ Tân, trong lòng vô cùng cảm khái. Cho dù từng giờ từng khắc so sánh với hậu thế, thời gian không gian, rất nhiều cảnh tượng đã xảy ra sự chênh lệch rất lớn, nhưng giữa hắn và Vệ Tân vẫn là sự tương ngộ của định mệnh ở cùng nhau, hơn nữa Vệ Tân với vẻ tươi cười duyên dáng đứng trước mắt. Cách trang điểm ăn mặc so với lần đầu tiên hắn gặp Vệ Tân ở hậu thế, giống nhau như đúc, thật khiến người ta không thể không tin ma lực rất lớn của vận mệnh. Vệ Tân nhẹ nhàng hướng Hạ Tưởng vẫy tay. Này, đến đây, nhanh lên thuyền đi, trời mưa rồi. Du thuyền là một con thuyền có thể chứa được hơn 10 người, trên thuyền có người lái, có nhân viên phục vụ, giống như một nhà hàng lưu động nhỏ. Vệ Tân đã gọi xong thức ăn, hỏi qua Hạ Tưởng không có ý kiến gì. Liền cho người khởi động thuyền. Con thuyền đi ra giữa dòng sông, từ từ mà hướng ra ngoài thành phố. Bây giờ nhà hàng nổi mượn ngọn gió đông toàn tuyến thông nước của sông Hạ Mã, thúc đẩy hạng mục du thuyền chạy ra ngoài thành phố, chỉ cần bỏ ra hơn 200 trăm tệ, thì có thể đi được hơn 20 cây số, sau khi đang thưởng thức bữa ăn, có thể cùng lúc ngắm phong cảnh hai bên bờ sông Hạ Mã, trải nghiệm niềm vui gần gũi thiên nhiên. Nhân viên phục vụ lui ra khỏi phòng, đều lên boong tàu bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Vệ Tân và Hạ Tưởng. Vệ Tân đánh bạo nhìn Hạ Tưởng một lúc, bỗng nhiên che miệng cười. Vừa vào hè thì sẽ gầy mất mấy cân, lại đen hơn chút, thật thú vị. Hạ Tưởng ha ha cười. Vừa đen vừa gầy làm sao lại thú vị chứ? Em đang nghĩ, anh có một người vợ tốt, hẳn là rất biết quan tâm người khác. Tuy nhiên em cảm thấy cô ấy chăm sóc anh chưa đủ, cô ấy nên chăm anh béo lên mới đúng. Hạ Tưởng của hậu thế quả thực béo hơn bây giờ không ít, đều là công lao của Vệ Tân. Vệ Tân quan tâm chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, lại tinh tế, khiến người ta phải mê muội. Chỉ là luôn có một số người sống trong phúc mà không biết phúc, chính là Hạ Tưởng. Nếu cuộc sống có thể quay trở lại, không tham gia chính quyền thường chỉ không ra làm cán bộ, lấy được Vệ Tân cũng là một chuyện hạnh phúc. Để Vệ Tân sinh cho hắn một cậu nhóc bụ bấm, cô ấy nhất định là một người vợ hiền mẹ tốt. Sẽ chăm sóc hắn và con trai vô cùng chu đáo. Chỉ đáng tiếc là, cuộc đời của hắn đã thực sự lặp lại, nhưng hắn vẫn không chọn Vệ Tân. Cuộc đời có lúc chính là bất đắc dĩ như thế, nhiều người đều đang cảm thán cuộc đời lặp lại nhất định phải chọn mối tình đầu, nhưng khi thực sự lặp lại, có lẽ tầm nhìn và cõi lòng đã thay đổi rồi, cùng mối tình đầu chỉ sợ vẫn sẽ là một lần nữa lướt qua mà thôi. Giống như Dương Bối. Dương Bối là mối tình đầu ở kiếp trước của Hạ Tưởng. Là sự tiếc nuối của hắn, nhưng không phải là người hắn yêu nhất. Kiếp trước, hắn không có người yêu nhất. Nếu như phải đưa ra một kết luận, Vệ Tân cũng có thể miễn cưỡng được xem là người hắn yêu nhất. Chỉ là tình yêu hắn dành cho Vệ Tân, kiếp trước lại không có nhận thức quá sâu đậm. Cho đến ngày hôm nay, trong đêm hè mưa nhỏ lất phất bay, hắn thoáng như trong mộng, mới nhận thức được kỳ thực trong sâu thẳm trái tim, hắn vẫn rất yêu Vệ Tân.
Đúng là bởi vì yêu Vệ Tân, mới không đành làm tổn thương cô, không đành để cô kiếp này lại trở thành người phụ nữ ở phía sau hắn. Hắn hy vọng tình yêu của Vệ Tân có một chỗ dựa, có một người đàn ông, có thể chất chứa mọi bi thương của Vệ Tân. Hạ Tưởng nâng chén hướng Vệ Tân ra hiệu. Cảm ơn sự chăm sóc của em từ trước tới giờ với Nhược Hạm, mời em một ly. Vệ Tân hôm nay rất hứng thú, sau khi cùng ly cùng Hạ Tưởng, một hơi uống cạn, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay em đi cửa hàng điện thoại di động đóng phí điện thoại, trong lúc vô ý phát hiện một dãy số tình nhân rất đẹp, nên đã mua. Chỉ đáng tiếc, em chỉ có thể dùng một số, số kia tạm giữ lại, để cho người có duyên. Hạ Tưởng nghe ra Vệ Tân có điều ám thị, liền cười. Quản Tân Vọng vẫn chưa đi vào được trái tim em sao? Vệ Tân không biết vì sao, hôm nay một chút cũng không có nét mặt tẻ ngắt thường ngày, mà là vô cùng thoải mái mà đáp. Thực là không miễn cưỡng nổi, em đã từng cố gắng để chấp nhận anh ta, nhưng luôn làm không được, rất kỳ lạ, đến cả bản thân em cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì trong lòng em cảm thấy buông xuôi một người, hẳn là có thể dung nạp một người khác, không ngờ, bỏ đã bỏ rồi, nhưng lại không có không gian để dung nạp người khác, thật là chuyện lạ. Nước chảy ào ào, không bao lâu du thuyền đã ra khỏi quận Hạ Mã, tiến ra ngoại thành. Bên ngoài thuyền một màn đen kịt. Mơ hồ có thể nhìn thấy từ phía xa thành phố đèn đuốc sáng trưng, còn một bên, là núi non tối như bưng. Hạ Tưởng hiểu rõ ý của Vệ Tân, đổi là trước kia, Vệ Tân sẽ có một chút uất ức, nhưng hôm nay lại khác, cô rất tùy ý rất thoải mái mà nói ra, hơn nữa còn mang vẻ mặt hớn hở, cũng khiến hắn có chút kinh ngạc về sự chuyển biến của Vệ Tân. Số của em trước hết cứ dùng tâm mà lưu lại là được rồi, một ngày nào đó, sẽ có một chiếc điện thoại di động thích hợp dùng nó. Hạ Tưởng không biết nên khuyên giải an ủi Vệ Tân, hay là nên khai sáng cho cô cái gì. Kỳ thật anh cảm thấy, Quản Tân Vọng là một người không tồi. Là không tồi, tuy nhiên không thích hợp với em. Không nhắc đến anh ta nữa được không, hôm nay em tìm anh, không phải nói chuyện tình cảm, vấn đề tình cảm, tự em sẽ giải quyết, không phiền anh bận tâm. Vệ Tân lườm Hạ Tưởng một cái, lộ ra tình ý, trong nhất thời lại khiến Hạ Tưởng ngực đập thình thịch. Không động lòng không được, hậu thế hắn và Vệ Tân đã cùng sống với nhau mấy năm, đối với sự vui buồn, nũng nịu và tình ý của cô, rõ như lòng bàn tay, sự trừng mắt vừa rồi của Vệ Tân là hình thức làm nũng mà cô hay thể hiện với hắn. Năm tháng tuần hoàn, người vật biến đổi, khuôn mặt của Vệ Tân vẫn thế, sự điềm đạm vẫn thế, cô ở trước mặt lại mặc bộ quần áo mà trong lần gặp đầu tiên ở hậu thế cô đã mặc, khiến Hạ Tưởng thoáng như cảnh trong mơ. Này, em tìm anh là có chuyện khác. Hy vọng anh có thể giúp em. Vệ Tân thấy Hạ Tưởng có chút thất thần, liền giơ bàn tay nhỏ hơ hơ trước mắt hắn. Nhớ ai mà ngây người ra thế? Nhớ em. Hạ Tưởng phút chốc không phản ứng kịp, buột miệng thốt ra, lập tức nghĩ đến lời nói có chút mờ ám, liền vội giải thích thanh minh. Nghĩ em hôm nay tìm tới anh khẳng định có chuyện muốn nhờ, quả nhiên là vậy, người đẹp có lời, lại có thêm thức ăn ngon, bên ngoài cảnh đẹp ý vui, tất nhiên không thể ăn không trả tiền. Hạ Tưởng vốn là che giấu sự ngượng ngùng, không ngờ Vệ Tân lại không biết là hiểu lầm thật, hay là cố ý khiêu khích. Đối với em mà nói, chuyện tốt ăn không trả tiền vẫn thật không ít, chỉ xem anh đã có ý tưởng hay chưa. Giúp chuyện gì, em cứ nói ra. Hạ Tưởng ho khan một tiếng, tuy hắn biết trên thuyền còn có người khác, nhưng bây giờ hai người cùng một phòng, rất có ý cô nam quả nữ, nếu trong lời nói có những ám chỉ có chút mờ ám, hắn nhất thời động tình cũng không thể tránh được. Dù sao cô gái trước mặt, toàn thân cô từ trên xuống dưới, không một chỗ nào hắn không quen thuộc, thậm chí đến cả lời nói mê và sự rên rỉ khản tiếng của cô, hắn đều nhớ như in. Tuy rằng nói là đàn ông khá là lý tính, nhưng đàn ông cũng là người, dưới sự làm nền của bầu không khí và sự hấp dẫn nào đó, thì càng có một loại tình cảm dị dạng trở về chốn cũ. Cho nên Hạ Tưởng phải vội chuyển chủ đề, hắn thật không muốn cùng Vệ Tân có thêm một sai lầm giống như với Mai Hiểu Mộc. Em muốn mở một nhà hàng ở quận Hạ Mã, một nhà hàng tình nhân có không khí lãng mạn có hương vị có phong cách, còn hy vọng đại bí thư Hạ chiếu cố. Cũng may Vệ Tân cũng đúng lúc nói ra vấn đề chính, không rằng có thêm sự mờ ám và tâm trạng mơ hồ. Ý nghĩ mở nhà hàng của Vệ Tân đã có từ lâu, chỉ là thời gian trước Hạ Tưởng luôn bận tối mày tối mặt, cô cũng không tiện mở miệng. Bây giờ biết Hạ Tưởng được thoải mái một chút, liền đề xuất với hắn. Kỳ thực theo toan tính riêng tư mà nói, Vệ Tân là muốn ở quận Hạ Mã có sản nghiệp của cô,
là muốn có cơ hội có thể ở gần Hạ Tưởng một chút. Cô cũng nghĩ thoảng hơn nhiều, trên thế giới có nhiều chuyện miễn cưỡng không được, cô có thể ở cự ly gần mà nhìn Hạ Tưởng, là thỏa mãn tâm nguyện lắm rồi. Về phần có thể đi bao xa, có thể đi bao lâu, tất cả đều xem ở duyên phận. Không bắt buộc, thuận theo tự nhiên là tốt nhất, gặp được điều khiến cô động lòng, cô sẽ xem Hạ Tưởng là giấc mộng đẹp nhất trong kiếp này của cô. Không gặp được điều khiến cô động lòng, cô sẽ xem Hạ Tưởng thành một chỗ gửi gắm trong cuộc sống của cô. Hạ Tưởng lập tức đáp ứng yêu cầu của vệ tân, mở một nhà hàng là một chuyện nhỏ rất đơn giản, hắn nói một câu dặn dò xuống, tự sẽ có người làm hết tất cả, chuyện dễ như trở bàn tay, lại là vệ tân mở miệng, khẳng định phải sảng khoái đáp ứng. Vệ tân thấy Hạ Tưởng đồng ý rất vui vẻ, rất phấn chấn, cười tươi như hoa. Cảm ơn anh, bí thư Hạ. Tuy nhiên có một chuyện em vẫn muốn làm phiền anh một chút, có thể giúp em thiết kế nhà hàng được hay không? Đương nhiên rồi, chi phí thiết kế em sẽ không keo kiệt đâu. Hạ Tưởng có chút khó xử, suy nghĩ một chút nhưng vẫn đồng ý. Khó được một lần chiều theo vệ tân, nhìn dáng vẻ lương thiện hồn nhiên của cô ấy, hắn đã nhiều năm không đích thân thiết kế, cũng phải phá lệ một lần. Hạ Tưởng lại gật đầu đồng ý. Vệ tân vui mừng mà nhảy dựng lên. À, tốt quá rồi. Rất cảm ơn anh. Cô vừa nhảy, liền đụng phải nóc phòng không quá cao trên chiếc thuyền, cốc một tiếng, đau đến mức cô toét cái miệng ra, tủi thân mà ngồi sụp xuống, dùng sức xoa đầu. Đau quá. Để anh thổi giúp em. Hạ Tưởng đứng dậy, đi tới phía sau vệ tân, ngửi mùi thơm cơ thể quen thuộc của cô, ngắm cái cổ trắng mềm của cô, không khỏi có chút ý loạn tình mê, vội định thần, cẩn thận hà hơi thổi lên đỉnh đầu của vệ tân. Vệ tân có một đặc trưng lớn nhất đó là đỉnh đầu có hai xoáy, nghe nói người có hai xoáy làm việc bướng bỉnh, bền bỉ, một khi nhận định mục tiêu, rất khó thay đổi. Hạ Tưởng một bên thổi giúp cô, một bên nhìn thấy trên đầu cô nổi lên một khối u nhỏ, không khỏi nói. Em cũng không còn nhỏ nữa, làm việc còn bộp chộp như vậy, không thể được, sau này phải sửa đi. Vệ tân bỗng chốc xoay người lại, đột nhiên bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng, chợt thút thít mà khóc. Em sửa không được. Cũng không muốn sửa, em cả đời sẽ khư khư giữ như vậy, anh nói em phải làm thế nào? Anh nói đi. Hương thơm thoang thoảng ra thịt mềm mại tràn khắp lòng, Hạ Tưởng có thể nói gì đây? Lại có thể làm được gì? Hạ Tưởng biết sự đau khổ và kiên trì của vệ tân, cũng biết tâm sự của cô, chỉ là, hắn đã kiên định kiếp này không cùng vệ tân có thêm ý tưởng rằng con nữa, không thể vì cô vừa khóc mà dao động. Chỉ có điều vệ tân cứ khư khư ôm lấy hắn, rất dùng sức, không chịu buông ra. Giống như năm đó vệ tân vì hắn không chịu kết hôn mà đưa ra lời chia tay với hắn, cũng là cái cảnh ôm hắn mà đau khổ thất thanh, trái tim hắn đã dần mềm nhũn. Hai tay vô lực mà giơ lên, rồi chậm rãi buông xuống, rơi vào lưng của vệ tân, vỗ nhẹ nhẹ. Vệ tân ngang bướng mà ngẩng mặt, đưa đôi môi đỏ mọng lên, Hạ Tưởng có chút nén không nổi, có chút muốn đầu hàng. Trong lúc hắn vừa không muốn làm tổn hại sự chờ mong của vệ tân, lại không muốn vứt bỏ nguyên tắc của bản thân, thì có tiếng gõ cửa phòng. Thưa quý khách, trời mưa lớn rồi, cần phải quay lại. Là giọng nói của nhân viên phục vụ. Vệ tân như giật mình mà buông ra, vẻ mặt ửng đỏ, thầm oán mà nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi lại oán trách mà trừng mắt ra phía cửa phòng. Nhưng Hạ Tưởng tức khắc đã không còn ý tưởng dịu dàng đẹp đẽ, tĩnh tâm nghe, quả nhiên là trời mưa to hơn, rơi xuống thuyền những tiếng lộp bộp, hơn nữa gió còn rất mạnh. Thổi mạnh khiến cho chiếc du thuyền lắc lư. Không tốt, quả nhiên trời mưa to rồi, Hạ Tưởng một bước lớn đẩy cánh cửa phòng, chạy ra bên ngoài xem, mưa gió rất mạnh, trong đêm tối tuy không nhìn rõ mây đen, nhưng bóng đêm áp chế và cảm giác âm u, vẫn mang lại cho người ta sức áp chế vô tận. Điềm báo của cơn bão. Hạ Tưởng vội nói với nhân viên phục vụ. Lập tức quay về. Nhân viên phục vụ lái mũi thuyền quay lại, tăng tốc trở về bến tàu. Hạ Tưởng đứng bên ngoài chỉ một lát, đã bị ướt hết người, sau khi quay lại trong phòng, nói với vệ tân. Ngồi yên đừng cử động, có thể đêm nay có bão. Lời tuy nói như vậy, Hạ Tưởng lại không lo lắng nhiều lắm, bởi vì thành phố Yến từ trước tới nay mùa đông ít tuyết, mùa hè ít mưa, thỉnh thoảng có mưa rông, cũng chỉ là một trận mưa xối xả, không có những thời điểm mưa tầm tã liên miên. Trong ký ức của hắn, thành phố Yến từ khi xây dựng thành phố đến nay, chưa từng xảy ra qua thảm họa bão lụt. Mười mấy phút sau, du thuyền đã trở về bến đậu, mưa đã to đến kinh người, kết thành một mảnh, giống như chuỗi hạt nối nhau rơi không ngừng.
Từ trên thuyền đi tới nhà hàng chỉ có khoảng cách mấy bước chân, đã khiến toàn thân ướt sũng. Vệ tân không lái xe, Hạ Tưởng đã lái xe đưa cô về nhà. Chiếc váy liền thân của vệ tân dính sát vào người, đường cong lộ ra, giống như không mặc quần áo vậy. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua, liền vội rời ánh mắt đi. Vệ tân đã hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, đỏ mặt nói. Không được nhìn trộm. Hạ Tưởng lại không có một chút ý nghĩ trong đầu là trộm hương cắp ngọc, hắn cố ý mở máy sưởi. Đừng để bị cảm, tuy là mùa hè, nhưng cơn mưa giông hôm nay đến rất nhanh, mang theo khí lạnh, bị lạnh cũng không tốt. Vệ tân bĩu môi. Không sợ, thể trạng của em rất tốt, rất ít khi bị bệnh. Tuy nhiên cơn mưa hôm nay đến rất kỳ quái, dự báo thời tiết nói, chỉ có mưa nhỏ, tại sao đột nhiên lại biến thành mưa to rồi. Thể trạng của vệ tân quả thực rất tốt, Hạ Tưởng hiển nhiên biết rõ, trong ấn tượng, hình như cô chưa từng bị bệnh, từ trước đến giờ đều là cô chăm sóc hắn, từ trước đến giờ không có khi nào cô bị cảm bị sốt phải cần hắn chăm sóc, vi vi, trong đầu hắn vầng sáng chợt lóe lên, cũng nghĩ tới dự báo thời tiết nói hôm nay trời âm u có mưa nhỏ, tại sao đột nhiên lại đổ mưa to. Không, xem ra muốn mưa bão rồi. Cần gạt nước được mở với tốc độ nhanh nhất, nhưng gần như vẫn không nhìn rõ được đường đi trước mặt. Kỳ thực trước mắt đã không còn đường đi, mặt đường rất nhanh đã tích nước sâu đến nửa thước, nhìn về phía xa, những nơi ánh đèn chiếu đến, một vùng mênh mông. Hệ thống thoát nước của thành phố phương Bắc từ trước tới nay luôn qua loa, trên cơ bản luôn không nghiêm khắc dựa theo thiết kế thi công, đều ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Bởi vì thành phố Yến có tỷ lệ xảy ra thảm họa lũ lụt là trăm năm một lần. Đời người đến cả 100 năm cũng không có, ai sẽ bất hạnh như vậy mà gặp phải. Cho nên khi thi công, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm được, chính là lợi nhuận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết quả của việc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chính là, vừa có mưa to, trên đường liền mênh mông một vùng, nhất là đường hầm dưới lòng đất. Trong nháy mắt nước đã ngập sâu 1 mét, ô tô đi vào tuyệt đối là tắt máy. May mắn con đường đưa vệ tân về nhà, không phải qua đường giao thông ngầm. Sắp xếp cho vệ tân xong, Hạ Tưởng vội vàng về nhà, bởi vì trong lòng hắn luôn lo lắng mưa sẽ rơi không ngừng. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, nếu hạt mưa rơi xuống mặt nước, có nổi bong bóng lên, chứng tỏ lượng mưa trong mây tích mưa rất lớn, sức mạnh dự trữ rất đủ, là dấu hiệu của mưa dầm liên miên. Dọc đường cẩn thận về đến nhà, cơn mưa vẫn không giảm, chỉ có gió nhỏ đi không ít. Khi trời mưa to, gió lớn không đáng ngại, bởi vì gió lớn sẽ thổi mây tích mưa đi. Nhưng một khi gió ngừng, mây tích mưa sẽ dừng lại bất động, là dự báo sự đến gần của thời tiết mưa dầm liên miên. Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng cuối cùng đã về tới nhà, lo lắng đến muốn chết. Cô đóng chặt cửa sổ, vội vàng đi thay áo cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng áy náy mà ôm lấy cô. Rồi an ủi cô mấy câu, sau đó ngồi trong thư phòng gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi một chút mấy người bạn ở đài khí tượng tỉnh. Câu trả lời nhận được là một trận mưa xối xả, dựa theo dự đoán, ngày mai có thể tạnh mưa, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hạ Tưởng liền hơi an tâm một chút, bây giờ tỉnh Yến không như trước đây, bởi vì tỉnh Yến đã có sông Hạ Mã. Sông Hạ Mã mới thông nước toàn tuyến được mấy ngày, một khi mưa to không ngừng, rất có khả năng gây thành thảm họa lũ lụt. Mà quận Hạ Mã đứng mũi chịu sào. Tuy đã có được dự đoán của chuyên gia đài khí tượng tỉnh, trong lòng Hạ Tưởng vẫn không quá yên lòng, mơ mơ màng màng mà ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, mở cửa sổ nhìn, lập tức trong lòng trầm xuống, bên ngoài tiếng mưa rào rào, tuy so với đêm qua có nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn là mưa to tầm tã, mấu chốt là, thế mưa vô cùng ổn định, rõ ràng là dấu hiệu của một trận chiến lâu dài. Hạ Tưởng vội vàng ăn sáng. Cũng không đợi tài xế đến đón, tự mình lái xe đến quận ủy, vừa đến quận ủy liền lập tức mời dự họp hội nghị khẩn cấp, bố trí biện pháp chống lũ. Lý Hàm đối với Hạ Tưởng quá mức mẫn cảm đến không hiểu, ông ta ở thành phố Yến làm cán bộ nhiều năm, tuổi tác lại nhiều hơn Hạ Tưởng không ít, tự nhận có kiến thức rộng rãi. Bí thư Hạ, một trận mưa lớn, không có gì to tát lắm. Tôi cũng là người thành phố Yến, nghe các cụ nói. Thành phố Yến từ sau khi xây dựng thành phố, chưa từng phát sinh qua nạn lụt. Tôi vừa mới hỏi ý kiến chuyên gia của đài khí tượng tỉnh, nói là buổi chiều thì sẽ từ mưa to chuyển thành mưa nhỏ. Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm khắc. Dự báo thời tiết hôm qua còn nói là mưa nhỏ, kết quả là mưa to. Lời của chuyên gia khí tượng phải nghe, nhưng quận Hạ Mã là nội thành duy nhất có sông trong thành phố, tình thế chống lũ khá là nghiêm trọng.
quan hệ đến an toàn sinh mệnh của 100.000 quần chúng quận Hạ Mã, không thể lơ là. Từ bây giờ trở đi, tất cả mọi người đều huy động, tận khả năng mà trước khi sự việc xảy ra chuẩn bị tốt vật tư chống lũ, đề phòng nếu chẳng may. Cuộc họp mở ra hơn 2 giờ, bố trí xuống một loạt nhiệm vụ. Nhưng ngoại trừ Hạ Tưởng ra, những người khác dường như đều không lo lắng, đều lấy thái độ ứng phó cho qua rồi chậm chậm mà triển khai công việc. Vào lúc hơn 2 giờ chiều, mưa dừng một lát, nhưng mây đen trên trời vẫn âm u đến ghê người, không lâu sau đã nổi gió to, đúng lúc mọi người cho rằng cuồng phong một khi đến, thì sẽ xua tan mây đen, đột nhiên, đài khí tượng tỉnh khẩn cấp gửi tới dự đoán khí tượng nội bộ cho quận Hạ Mã, lại có hình thành một vùng hội tụ mây mưa, thành phố Yến, sắp tới sẽ chịu một trận mưa vô cùng lớn trăm năm chưa gặp. Buông điện thoại xuống, bao gồm cả Hạ Tưởng trong đó, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ẩn ý của đài khí tượng chính là, sông Hạ Mã rất có khả năng trở thành con sông tai họa cuộn sạch quận Hạ Mã, trận mưa vô cùng lớn trăm năm chưa gặp, sắp khiến mực nước sông Hạ Mã dâng lên trên 5 mét, mà bây giờ mực nước sông Hạ Mã chỉ cách đê có 1 mét. Càng chủ yếu là, sông Hạ Mã là sông đóng kín, không có năng lực xả lũ lớn, một khi hồng thủy úp đến, bên trong sông Hạ Mã tụ thành thế nước cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch. Nếu sông Hạ Mã vừa mới thông nước toàn tuyến chưa lâu lại tạo thành trận hồng thủy cho quận Hạ Mã, thì việc mượn sông Hạ Mã nâng cao hình tượng quận Hạ Mã, nỗ lực tạo dựng một quận mới có sông trong nội thành đầu tiên của thành phố Yến và quận mới cho ngành du lịch phó cho dòng nước cuốn trôi. Nền kinh tế của quận Hạ Mã không bị Nguyên Minh Lượng phá hoại, sắp bị nước sông cuồn cuộn của sông Hạ Mã cuốn trôi ngàn dặm, làm cho toàn tuyến tan tác. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, sông Hạ Mã một khi vỡ đê, quận Hạ Mã sẽ trở thành một tòa thành trống. Bao gồm cả Hạ Tưởng, tất cả mọi người đều vô cùng sốt ruột, lập tức huy động, tổ chức nhân lực, vật lực, toàn lực ứng phó mà chuẩn bị chống lũ. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng mời đến nhà thiết kế của tập đoàn Viễn Cảnh và nhân viên thi công sông Hạ Mã, thương thảo phương án xả lũ, và ở nơi yếu nhất của sông Hạ Mã lập tức ra cố đê. Rất không may đó là, xuất phát từ nhu cầu du lịch ngắm cảnh, nơi yếu nhất của sông Hạ Mã chính là nằm ở phần đê mấy cây em thuộc quận Hạ Mã, chẳng những cùng với nội thành gần như không bố trí phòng vệ, còn khó ra cố đê điều để ngăn hồng thủy tập kích, bởi vì hai bên bờ một đoạn đường sông của nội thành, gần như không có đê, để tiện cho việc xây dựng bến sông, để lại toàn là đất đai có tính mềm, không có khả năng chống đỡ hồng thủy. Cũng không thể trách nhân viên thiết kế không chú ý, trên lịch sử thành phố Yến từ trước tới giờ thiếu mưa ít nước. Dựa vào ghi chép lượng mưa rơi xuống trong lịch sử của thành phố Yến phân tích được kết luận, sông Hạ Mã đừng nói là phát sinh thảm họa lũ lụt, có thể duy trì mực nước không bị bốc hơi và giảm thấp việc sói mòn đất bên bờ sông đến bước khó mà bảo vệ đã là không tồi rồi. Bởi vậy, khi thi công, còn cố ý ở đáy sông sắp đặt tầng chống rò rỉ, ngăn chặn đất màu bị sói mòn. Không ngờ mọi thiết kế chống sói mòn đất màu lúc trước, vào hôm nay, đều trở thành tiền đề cho nước lũ sông Hạ Mã cuồn cuộn. Thật sự là trước khác nay khác, khiến người ta dở khóc dở cười. Chả trách đều nói cán bộ chủ quản một phương, đúng là có phần may mắn trong đó, quả thực như thế. Trăm năm gặp một lần, nghìn năm gặp một lần, mà vẫn bị gặp phải, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Tuy nhiên Hạ Tưởng không phải người chịu thua, hắn chờ cho kỹ sư kỹ thuật của tập đoàn Viễn Cảnh nói xong, nhìn chàng trai hào hoa phong nhã, đeo kính ở trước mắt một cái, bỗng nhiên cười. Quản Tân Vọng, cậu nói xem, chẳng may mực nước sông Hạ Mã báo nguy, nếu để cậu chịu trách nhiệm xả lũ, cậu sẽ làm thế nào? Quản Tân Vọng cho dù hết sức điềm đạm, làm một người đàn ông, hơi thiếu chút nam tính, nhưng y vẫn mang vẻ kiên định. Bí thư Hạ, sông Hạ Mã là sông khép kín, không có cửa xả lũ, cho nên khá là phức tạp. Bắt đầu từ trận mưa lớn hôm qua, mực nước bây giờ đã dâng lên 50 cm, nếu mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng, đến tối hôm nay. Mực nước sẽ ngập đê, nhưng dựa vào thế mưa bây giờ phán đoán, sẽ không hình thành vỡ đê, sẽ không dẫn phát hồng thủy, nhưng có khả năng khơi dậy sự khủng hoảng của dân thành phố. Tôi đã trưng cầu ý kiến các chuyên gia của đài khí tượng, mưa lớn đến ngày mai sẽ dừng, lạc quan một chút, quận Hạ Mã ở hai bên bờ sông Hạ Mã, sẽ tích nước với độ sâu 2 thước, đại khái cần phải có 2 ngày mới có thể thoát hết nước. Suy nghĩ của quản Tân Vọng rất rõ ràng, không chút hoang mang. Trả lời vấn đề của Hạ Tưởng rất điềm tĩnh, hiện rõ trong lòng đã có dự tính trước, đối với thiết kế của sông Hạ Mã và công trình thoát nước của quận Hạ Mã, rõ như lòng bàn tay. Hạ Tưởng tán thưởng mà gật đầu,
so với cục trưởng cục xây dựng đô thị, so với người cầm đầu ngành thị chính, lời của nhân viên kỹ thuật mới đáng tin nhất, bởi vì bọn họ không dở giọng quan, không nói những lời khách sáo giả, sâu rộng, trống không. Nếu mưa cứ rơi không ngừng, liên tục trên 3 ngày 3 đêm thì làm thế nào? Hạ Tường tiếp tục hỏi, làm quan phụ mẫu, chính là muốn vào tình hình xấu nhất, đưa ra những chuẩn bị vẹn toàn nhất, việc liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của 100.000 dân chúng quận Hạ Mã, bất kỳ sai sót nào, đều là cái giá mà hắn không gánh vác nổi. Dựa vào thế mưa bây giờ mà tính toán, cho dù mưa trên 3 ngày 3 đêm, cũng không thể hình thành hồng thủy, vì quận Hạ Mã là quận mới, hệ thống thoát nước tiên tiến hơn so với các quận thành khác của thành phố Yến, ống dẫn thoát nước cũng cơ bản đạt tiêu chuẩn, tình trạng ăn bớt ăn xén không quá nghiêm trọng. Khụ khụ, theo cách nhìn chuyên nghiệp của tôi, miễn cưỡng mà nói thì có thể qua được. Trên cơ bản mưa bây giờ, có hơn một nửa được hệ thống thoát nước thoát bớt, bộ phận còn lại bị sông Hạ Mã tiêu hóa. Khi thông nước toàn tuyến sông Hạ Mã, vì nước tích trữ trong hồ chứa nước Nam Sơn không đủ, cho nên ngoại trừ lượng nước ở một đoạn quận Hạ Mã đủ lượng ra, 100 km đường sông ngoại thành, trên cơ bản chỉ tháo được một nửa lượng nước. Tập đoàn Viễn Cảnh đã phái người đi tháo nước rồi, đưa nước sông nội thành đổ ra nước sông ở ngoại thành, tin rằng trong thời gian nửa tiếng, mực nước sông Hạ Mã sẽ hạ xuống thấp không ít. Quản Tân Vọng cứ có câu hỏi là đưa ra câu trả lời, hơn nữa mạch lạc rõ ràng. Dễ nhận thấy đã làm đủ bài tập, hơn nữa không khuếch đại, không kiểu cách, Hạ Tường liền âm thầm tán thưởng, cũng quả thực là một người thanh niên chuyên nghiệp ưu tú, làm việc chăm chỉ. Kỳ thực hắn và Vệ Tân rất xứng đôi, chỉ đáng tiếc, Vệ Tân lại không có cảm giác với y. Vấn đề tình cảm trong cuộc sống, đơn giản nhất lại phức tạp nhất, đơn giản đến có thể mới gặp đã đem lòng yêu thương, phức tạp đến có thể quen biết cả đời nhưng lại không có cách nào để yêu nhau. Nghe câu trả lời của Quản Tân Vọng, Hạ Tường dần thấy an tâm hơn. Sau đó lại tỉ mỉ hỏi ý kiến chuyên gia đài khí tượng tỉnh, nhận được câu trả lời là, thế mưa tạm thời có thể sẽ không dừng, nhưng khả năng hình thành mưa bão lớn là không nhiều, tình hình xấu nhất chính là mưa có thể rơi trên 3 ngày 3 đêm. Mưa vẫn to như hạt đậu, rơi xuống mặt, hơi có chút đau. Hạ Tường một hàng mười mấy người đến bờ sông Hạ Mã, nhìn thấy nước sông Hạ Mã đang rút dần, cách đê đã có được khoảng cách hơn 1 mét. Hơn nữa mực nước vẫn đang từ từ giảm xuống, hắn cuối cùng cũng chậm rãi mà thở phào nhẹ nhõm. Hai bên bờ sông Hạ Mã, vây quanh không ít dân thành phố, cho dù mưa rất to, gió cũng không nhỏ, dân thành phố tụm năm tụm ba, đều không chịu rời đi, đều đang lo lắng vấn đề nước sông Hạ Mã liệu có tràn bờ gây ngập hay không. Hạ Tường đứng trong đám người, giơ cao cái loa với công suất lớn, hướng về phía dân thành phố mà nói. Các đồng chí, tôi là Hạ Tường. Tại đây tôi đảm bảo với mọi người, sông Hạ Mã sẽ không vỡ đê, sẽ không xảy ra thảm họa lũ lụt. Tôi đứng bên bờ sông Hạ Mã xin hứa với mọi người, sông Hạ Mã nếu xảy ra lũ lụt, người đầu tiên bị cuốn đi, chính là tôi. Sự bảo đảm của Hạ Tường vang dội khỏe khoắn, hùng hồn, lập tức tạo nên một trận vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt của người dân xung quanh. Không ít dân thành phố hướng Hạ Tường vẫy tay, một số đứng gần còn tiến lên trước muốn bắt tay với Hạ Tường. Chào Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ, chúng tôi tin anh. Chúng tôi cùng với Bí Thư Hạ, bảo vệ sông Hạ Mã. Hạ Tường hơi có chút cảm động, dân chúng là người tốt bụng nhất, họ dễ thỏa mãn nhất, dễ phát động nhất, cũng dễ chịu thương tổn nhất. Chả trách người xưa coi huyện lệnh là quan phụ mẫu, có lúc nắm trong tay quyền lớn, nhìn thấy người dân với vẻ tươi cười đầy mặt, lương thiện và khiêm tốn, quả thực có một loại cảm giác như bậc làm cha mẹ. Nếu như mỗi cán bộ ở vị trí nào nghĩ việc chỗ ấy, đều xem dân chúng như con cái của mình mà yêu thương, đều có giác ngộ và mối thâm tình của bậc làm cha làm mẹ, thiên hạ đại đồng sớm đã được thực hiện rồi. Chỉ đáng tiếc là, người người đều có ý nghĩ tư lợi, người làm quan còn hơn thế, bởi vì có quyền lớn trong tay, có lợi ích dễ như trở bàn tay, càng bởi vì dân chúng yếu đuối có thể bắt nạt, đối với tiền đồ của cá nhân không chút ảnh hưởng, bởi vậy gần như tất cả cán bộ đều xem dân chúng là đầy tớ. Xem dân chúng là thứ dân tầm thường. Đáng thương lại thêm cảm khái. Chương 753, tình thế nguy cấp. Hạ Tường người hai thế hệ, đối với thứ cảm khái này đậm nhất. Kiếp trước tuy rằng làm buôn bán, cũng từng có được hàng triệu tệ của cải, nhưng trong mắt người làm quan, cũng là một người dân tầm thường nhỏ mọn, một trưởng phòng lớn như hạt vừng hạt đậu đã có thể khiến hắn táng ra bại sản, thật đúng là ứng với câu nói thời xưa, huyện lệnh diệt môn. Kiếp này hắn đã hoàn thành bước chuyển biến từ dân sang cán bộ,
Kỳ thực trong xương tủy, hắn vẫn không tự xem mình là một cán bộ ở tiết trên cao, vẫn xem mình là thành viên trong quần chúng nhân dân bình thường. Cán bộ của xã hội phong kiến sau khi dựng nước làm dùm beng như thế nào không thể chịu nổi, kỳ thực thật muốn so sánh, cán bộ bây giờ lòng người bất chính, mạnh hơn gấp trăm lần so với người xưa. Cổ nhân đều là phần tử tri thức, đều là tinh anh mới có thể làm quan. Nhưng từ thời Mãn Thanh Từ sau khi có chế độ quyên quan, con chó con mèo gì đó đều có thể làm quan. Bây giờ cũng như thế, những người không biết chữ từ sớm có thể lên làm người lãnh đạo quốc gia, đến bây giờ tạo bằng cấp giả, làm thăng quan giả, hoặc là chỉ có bằng cấp không có phẩm hạnh, hoàn toàn phá vỡ phẩm chất tốt của truyền thống. Cho nên mới có không ít các chuyên gia học giả gào thét, bây giờ giáo dục trong nước trọng bằng cấp không trọng phẩm đức, là giáo dục hoàn toàn thất bại. Bởi vì một người không có phẩm đức, không có đạo đức, bằng cấp càng cao, đối với sự nguy hại của xã hội càng lớn, làm ra những chuyện xấu cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, bởi vì gã ta có năng lực nhưng không chỗ nào kiêng dè. Giống như đã từng có một vị có công lớn khai quốc đã nói, Trung Quốc mới là dùng sinh mệnh của 30 triệu dân để đổi, ai tới cướp Giang Sơn, người đó sẽ phải lấy 30 triệu cái đầu người đến đổi. Lời nói hào hùng như vậy không phải mạnh bạo, không phải ma lực, là xem sinh mệnh dân chúng như cỏ rác để thể hiện thực tế. Hạ tưởng có một người cha xuất thân bần hàn, có một người mẹ văn hóa không cao, có những người họ hàng thân thích bây giờ vẫn đang ở nông thôn làm nghề nông, cũng có nhiều bạn bè bình thường sinh sống ở tầng lớp thấp trong thành phố, nhất là hắn đã trải qua sự đại bùng phát tin tức ở hậu thế, trải qua sự thử thách của, biết được sự bất đắc dĩ và hò hét của tiểu dân đói kém, tầm thường, bản thân cũng sâu sắc mà nhận thức được sự bi ai và bất lực của dân chúng tầng lớp thấp, hắn mới không xem bản thân là nhân vật ở tiết trên cao. Hắn chính là một thành viên trong dân chúng bình thường. Từ một góc độ khác mà nói, theo sự phổ biến của, có bao nhiêu cán bộ không có tầm nhìn, không chỉ một đời, bị cư dân mạng cho lên xuống ngựa tới tấp, rơi xuống kết cục thân bại danh liệt. Một điểm nhiều người không hiểu rõ là, giữa cán bộ và nhân dân không có sự khác biệt về bản chất, đều là những người bình thường có lòng tham có dục vọng như nhau, nếu thật muốn đem bản thân đặt lên chỗ cao, thì phải luôn luôn đề phòng nguy hiểm bị rơi xuống. Hơn nữa điều Hạ Tưởng càng rõ ràng là, hắn có thể làm được việc giữ mình trong sạch, cũng là bởi vì tự bản thân có đủ thực lực, có rất nhiều tiền, nếu không hắn cũng không dám bảo đảm là không nhận hối lộ, chỉ cần làm quan, sự hấp dẫn ở các mặt đã quá lớn rồi. Người biếu quà sẽ biếu theo trăm phương nghìn kế, quyền lớn nắm trong tay, khó tránh khỏi sẽ có những thiên hướng, một khi thiên hướng, thì có thể nhận được một lợi ích rất lớn. Nhưng một khi nhận quà, sẽ bị người ta nắm thóp. Sẽ luôn có một ngày bị người ta tung ra. Có tật giật mình, thử hỏi cán bộ tham ô nào, không phải là mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ sẽ có nhân viên ủy ban kỷ luật đột nhiên xuất hiện trước mặt, mang gã ta đi. Tâm tư của Hạ Tưởng có chút bồng bềnh, một cơn gió lớn thổi đến, làm hắn thức tỉnh, hắn dùng tay chỉ vào nơi cách bờ sông không đến 10 mét, lớn tiếng nói. Ban chỉ huy chống lũ sẽ dựng ở đây, còn người còn đê. Tiếng vỗ tay xung quanh như tiếng sấm sét vang lên, cùng với tiếng gió quyện vào nhau, khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào. Quản Tân Vọng đứng ở phía sau, nhìn Hạ Tưởng dõng dạc nói chuyện, trong lòng phức tạp khó tả. Hạ Tưởng chỉ lớn hơn y một tuổi, nhưng đã đường đường là một bí thư quận ủy quận Hạ Mã rồi, cán bộ cấp phó giám đốc sở, quyền lớn trong tay, chủ quản một phương. Vốn dĩ khi y quen Vệ Tân, ngỏ lời với Vệ Tân. Còn cho rằng bản thân là kỹ sư kỹ thuật của tập đoàn Viễn Cảnh, lương tháng trên 3.000 tệ, lại là một nhân tài, so sánh với nhiều người, cần tướng mạo có tướng mạo, cần tài hoa có tài hoa, cần lương cao có lương cao, hơn nữa y còn bởi vì những cống hiến đặc biệt, được tập đoàn đặc biệt cấp cho một căn hộ, thuộc hàng có nhà có xe, tầm mắt Vệ Tân có cao, cũng có thể bị y làm lay động mới đúng. Ai ngờ, ở trước mặt Vệ Tân lại đụng phải sự từ chối. Quản Tân Vọng quả thật rất có tài hoa, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng trong nước, lại ra nước ngoài học thêm 2 năm, sau khi trở về, gia nhập vào tập đoàn Viễn Cảnh, rất nhanh nhận được sự trọng dụng và tán thưởng. Tập đoàn đạt tài đến phát triển ở thành phố Yến, y được lão Cao chỉ đích danh đưa đến thành phố Yến, chỉ vì trình độ ở phương diện công trình thoát nước và xây dựng dân dựng, không ai có thể sánh bằng. Quản Tân Vọng sau khi gặp Vệ Tân, tình yêu sét đánh. Bị sự duyên dáng và dịu dàng như nước của Vệ Tân hấp dẫn. Cho tới giờ, y cho rằng chỉ có con gái phương Nam mới có khí chất huyền chuyển dịu dàng, không ngờ Vệ Tân lớn lên ở phương Bắc, lại có một sự dịu dàng động lòng người hơn hẳn những cô gái phương Nam mà y đã từng gặp,
đã khiến y tim đập thình thịch. Chỉ tiếc, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Đối diện với sự theo đuổi mãnh liệt của y, vệ tân ngay từ đầu đã lạnh lùng từ chối, về sau lại ngọt ngào mà cự tuyệt. Sau nữa, thật sự là bị sự nhiệt tình của y lay động, mới miễn cưỡng ngồi cùng y hai lần, nhưng mỗi lần đều là lơ đãng không tập trung. Quản Tân Vọng thực sự là không chịu đựng được thái độ không lạnh không nóng của vệ tân, đã ngay trước mặt mà hỏi vệ tân rốt cuộc là thích mẫu đàn ông như thế nào, người đàn ông trong suy nghĩ của cô rốt cuộc là kiểu mẫu gì. Vệ tân cũng có lẽ vì khiến quản Tân Vọng dứt bỏ ý định, cũng có lẽ là tự đưa ra quyết định, cho mình một giấc mộng, cô liền nói với quản Tân Vọng mẫu đàn ông hoàn mỹ trong cảm nhận của cô. Quản Tân Vọng lúc ấy cũng không biết vệ tân nói đó là ai, cũng cảm thấy điều kiện của vệ tân yêu cầu quá cao. Người đàn ông trong cảm nhận của cô không thể có, nhưng mà hôm nay, khi y đứng phía sau Hạ Tưởng, nhìn thấy Hạ Tưởng bình tĩnh chỉ huy, với độ tuổi chưa đến 30, đứng sừng sững trong đám người, lấy niềm tin kiên định và tinh thần khí khái không biết sợ, lãnh đạo dân chúng chống lại trận Hồng Thủy, hơn nữa hắn không những trẻ, lại có khuôn mặt khí phách anh hùng, đứng thẳng trong gió mưa, có một loại khí khái tuy thiên vạn nhân Ngô Vãng Hí, dù có nghìn binh vạn mã. Khó khăn có lớn. Tôi cũng sẽ tiếp tục tiến lên, đã khiến y cuối cùng cũng phát ra một tiếng kêu gào vô cùng bi thương. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Hạ Tưởng chính là hình tượng đàn ông hoàn mỹ nhất trong mắt vệ tân. Quản Tân Vọng cũng biết rõ, y không thể so sánh với Hạ Tưởng, không chỉ không thể so sánh về thành tựu, chỉ là dũng khí dũng cảm tiến tới khi đối mặt với gian nan, y cũng biết nếu so sánh với Hạ Tưởng, còn thua kém rất nhiều. Nói về vấn đề kỹ thuật thì y làm đâu ra đấy? Nhưng khi thật sự phải đối diện với Hồng Thủy tới gần, y tin rằng, y không có dũng khí đứng trên đê, mặt không đổi sắc. Tuy nhiên trong lòng y còn tồn tại một chút nghi ngờ, có lẽ khi Hồng Thủy thực sự đến, Hạ Tưởng cũng sẽ không như những gì hắn nói, dũng cảm tiến tới, hoặc là cũng sẽ lùi bước. Nhà chính trị trước giờ nói thì rất hay, thực sự rơi vào tình hình thực tế, có được mấy người có thể xông pha tiến lên đầu tiên. Đến tối, mưa không có chút gì là sẽ dừng, vẫn mưa không ngớt. Thế giảm xuống của nước sông Hạ Mã chậm dần, mơ hồ còn có dấu hiệu tăng trở lại. Quản Tân Vọng sau khi cùng Trần Thiên Vũ dạo một vòng ven sông Hạ Mã, quay lại ban chỉ huy chống lũ báo cáo công việc với Hạ Tưởng. Tổng lượng nước sông Hạ Mã tiếp tục dâng cao, bởi vì địa thế sông Hạ Mã tương đối thấp, rất nhiều lượng nước tích lại của toàn thành phố đều thoát ra sông Hạ Mã, tình thế so với dự tính khá gay gắt. Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng ý thức được khả năng mang lại hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên không phải mưa to, nhưng chủ yếu là hệ thống thoát nước nguy hiểm của thành phố Yến, lạc hậu và cũ kỹ, chính là như bây giờ lượng mưa như vậy cũng không kịp thời tiêu thoát được, kết quả lượng nước tích trong thành phố Yến hội tụ lại thành dòng, toàn bộ đổ ra sông Hạ Mã. Sông Hạ Mã không phải là sông sinh mạng của thành phố Yến, nhưng lại là sông sinh tử của quận Hạ Mã, Hạ Tưởng cũng là kinh nghiệm không đủ, không suy xét đầy đủ vấn đề dòng nước hội tụ của toàn thành phố. Bây giờ hắn ngồi trong ban chỉ huy được dựng lên tạm thời, suy nghĩ tìm đối sách. Sông Hạ Mã không thể vỡ đê, một khi vỡ đê, sự đả kích đối với kinh tế quận Hạ Mã cũng là chí mạng, còn triệt để hơn cả Nguyên Minh Lượng. Quận Hạ Mã hiện tại vừa mới đi vào nền nếp, đang cần ổn định lòng dân, khi kinh tế phát triển mạnh mẽ, một trận Hồng Thủy đã có thể đem tất cả cố gắng của hắn hủy hoại trong chốc lát. Bao gồm cả kế hoạch giai đoạn trước hắn dụng tâm đánh bại Nguyên Minh Lượng. Làm sao bây giờ? Hạ Tưởng trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên. Tân Vọng, chẳng may mực nước sông Hạ Mã nguy hiểm, có cách nào cứu chữa không? Quản Tân Vọng là kỹ sư kỹ thuật, xử lý chi tiết kỹ thuật còn được, cái nhìn đại cục vẫn còn có khiếm khuyết, suy nghĩ rồi lắc đầu. Tạm thời không có cách gì, ai cũng không ngờ Hồng Thủy trăm năm mới gặp một lần, lại để chúng ta gặp phải. Có lúc khi thi công... Kỳ thực có nhiều vấn đề không phải nghĩ không tới, mà là cho rằng không cần thiết mà đã coi nhẹ. Tôi cảm thấy chỉ có một biện pháp phụng về có thể làm giảm nước sông Hạ Mã thành tai họa, chính là tổ chức mấy chục đến 100 máy bơm nước loại lớn, trực tiếp hút nước trong dòng sông. Bởi vì bây giờ thế nước dâng lên không nhanh, biện pháp này có thể ở một trình độ nhất định làm giảm nước sông dâng lên đến mực nước nguy hiểm. Biện pháp của Quản Tân Vọng không phải là biện pháp vừa lóe lên trong đầu Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ biện pháp của hắn không đến thời khắc mấu chốt nhất, thì không thể áp dụng, bởi vì không chỉ nguy hiểm, hơn nữa còn có tính không xác định rất lớn. Biện pháp của Quản Tân Vọng tuy bảo thủ một chút, nhưng thực sự hiệu quả. Tuy là đêm khuya,
đèn đuốc ban chỉ huy vẫn sáng trưng, Hạ Tưởng, Lý Hàm, Trần Thiên Vũ, Phó Hiểu Bân, cùng với mấy vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận, tất cả đều có mặt, mấy người vây quanh Hạ Tưởng, đang nghe Hạ Tưởng bố trí phương án chống lũ. Phía tây quận Hạ Mã là núi hoang và đất hoang, có thể tùy ý tháo nước, do Trần Thiên Vũ khẩn cấp cầu viện ủy ban nhân dân thành phố, hỗ trợ 50 máy bơm nước cỡ lớn, lập tức hút nước xả lũ. Bây giờ đã hơn 22 giờ, mực nước lần nữa đã dâng quá vạch cảnh giới, tình thế vô cùng nguy cấp. Trần Thiên Vũ đáp lại một tiếng, rồi lập tức hành động. Hạ Tưởng lại để Phó Hiểu Bân phụ trách công tác an toàn hiện trường ban chỉ huy, phụ trách hậu cần và các việc vặt khác, nếu nhân sự không đủ, thì Kim Hồng Tâm sẽ giúp đỡ thêm. Phó Hiểu Bân cũng với vẻ mặt nghiêm túc mà đáp lại, đã định ra bản cam kết thi hành quân lệnh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, xin Bí Thư Hạ yên tâm. Bây giờ là lúc đang cần sự một lòng đoàn kết, uy tín tuyệt đối của Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã bây giờ đã phát huy công dụng, một mệnh lệnh được phát xuống, không có bất cứ ai hoài nghi, cũng không có bất cứ ai tìm đủ cách thoái thác, đều dốc hết tinh thần, toàn lực tập trung vào việc chống lũ. Bởi vì không chỉ vì không ai hoài nghi uy quyền của Hạ Tưởng, hơn nữa tất cả mọi người cũng biết rõ trong lòng, sông Hạ Mã là sông sinh tử của quận Hạ Mã, một khi nước tràn bờ gây ngập, ai cũng chạy không thoát, đều phải chịu trách nhiệm lãnh đạo như nhau. 23 giờ hơn, sự việc khiến người ta lo lắng đã xảy ra, thế mưa càng to, nước sông Hạ Mã cách vỡ đê chỉ còn một bước. Hạ Tưởng chờ đợi rồi chờ đợi, vẫn không thấy Trần Thiên Vũ quay lại, nổi giận. Gọi điện thoại cho Trần Thiên Vũ, bảo ông ta lập tức quay về. Mượn máy bơm nước của thành phố mà mượn đến hơn một tiếng đồng hồ, bị thịt quá rồi. Hạ Tưởng lần đầu tiên mở miệng mắng người, hơn nữa còn mắng Trần Thiên Vũ chỗ thân tín của hắn, đã khiến không ít người im bặt như ve sầu mùa đông. Không ngờ Hạ Tưởng vừa dứt lời, Triều Vĩ Cương còn chưa kịp gọi điện đi, Trần Thiên Vũ với khuôn mặt đầy nước mưa vội vàng đi vào, vẻ mặt tức giận bất bình. Bí thư Hạ, thị trưởng Phó không chịu cho chúng ta mượn máy bơm nước, nói là phải đem toàn bộ máy bơm nước đến hồ chứa nước Nam Sơn, hồ chứa nước Nam Sơn báo nguy. Lượng nước trữ trong hồ chứa nước Nam Sơn không tới 100 lần sông Hạ Mã, không chỉ cung ứng nước uống cho người dân toàn thành phố Yến, hàng năm còn phải tiếp tế không ít nước sinh hoạt cho thủ đô. Đúng vậy, là tiếp tế, bởi vì thủ đô đất chật người đông, nước không đủ uống, còn phải mượn dùng từ thành phố Yến. Kỳ thực với nguồn tài nguyên của thủ đô, không thể nuôi sống trên chục triệu nhân khẩu của thủ đô, nếu không phải tỉnh Yến không ngừng cung ứng cho thủ đô các loại tài nguyên, thủ đô bây giờ đã thoi thóp thở rồi. Hồ chứa nước Nam Sơn cấp báo, quả thực là tình hình nguy hiểm rất lớn, nhưng trong ấn tượng của Hạ Tưởng, lượng nước chứa đựng của hồ chứa nước Nam Sơn rất lớn, với thế mưa bây giờ, dù cho trên dưới một tháng cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm. Phó Tiên Phong không cho mượn máy bơm nước, hiển nhiên là cố ý gây khó khăn cho quận Hạ Mã. Đến cả Lý Hàm cuối cùng cũng tức giận hết mức, nổi giận đùng đùng mà nói. Hồ chứa nước Nam Sơn lượng nước bình thường chỉ có 1/10. Bây giờ mưa mới to có bao nhiêu, làm sao có thể có tình thế nguy hiểm. Thị trưởng Phó quá bất công rồi, tôi tìm ông ta nói cho ra nhẽ. Hiếm thấy Lý Hàm ở trước mặt mọi người chỉ trích Phó Tiên Phong, ông ta quay người đi ra khỏi ban chỉ huy, ra bên ngoài gọi điện. Qua không lâu lại quay lại, vẻ mặt tức giận bất bình. Thị trưởng Phó nói, máy bơm nước đã được chuyển đến hồ chứa nước Nam Sơn rồi, kêu chúng ta tự tìm cách giải quyết. Thật mẹ nó chứ, vào lúc quan trọng. Đến cả máy bơm nước cũng thành vật tư khan hiếm. Làm sao bây giờ, Bí Thư Hạ? Hạ Tưởng dẫn mọi người ra bên ngoài, nước sông Hạ Mã trước đây là dòng chảy hiền hòa và êm dịu, bây giờ gầm vang, cuồn cuộn không ngừng. Nước sông trước đây trong suốt động lòng người, bây giờ đục ngầu không tả nổi, bùn cát trôi lẫn lộn, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng cực mạnh, hiện ra trạng thái cuồn cuộn dữ tợn. Hạ Tưởng đứng trên bờ sông, cảm nhận được chấn động và uy lực của nước sông ở dưới chân. Tâm trầm xuống tận đáy. Phó Tiên Phong vào thời khắc mấu chốt, đem toàn bộ máy bơm nước của Ủy ban Nhân dân thành phố điều phối sử dụng khẩn cấp đưa đến hồ chứa nước Nam Sơn, về lý mà nói, Phó Tiên Phong là lấy đại cục làm trọng. Về tình mà nói, Phó Tiên Phong không phải là không cố ý có ý đồ nhằm vào quận Hạ Mã. Nhưng quyết định của ông ta lại hợp tình hợp lý, hồ chứa nước Nam Sơn là hồ chứa nước sinh mạng của nhân dân thành phố Yến, quả thực còn quan trọng hơn sông Hạ Mã. Ai cũng không đào bới được cái lý của Phó Tiên Phong, Hồ Tăng Chu không thể, Diệp Thạch Sinh cũng không thể. Hạ Tưởng chẳng những không thể chỉ trích Phó Tiên Phong,
cũng không thể trước mặt mọi người nói một câu Phó Tiên Phong không đúng, nếu không, chính là hắn đã sai sót. Đứng trên bờ sông trầm tư một lát, Hạ Tưởng đột nhiên hạ quyết tâm, lúc này lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thấm. Lý Thấm, lập tức triệu tập Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ và Tề Á Nam, huy động tất cả bọn họ, đem tất cả máy bơm nước ở công trường, chuyển đến vùng núi hoang ở phía tây sông Hạ Mã, mở hết mã lực, bơm nước xả lũ. Đơn vị thi công đều có máy bơm nước riêng dùng để bơm nước, nhưng không phải là máy bơm nước cỡ lớn trong thành phố, lượng nước bơm nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng có còn hơn không? Lý Thấm không phải cán bộ chính quyền, chỉ là một thương nhân đến quận Hạ Mã đầu tư, nhưng cô vì nguyên nhân của Hạ Tưởng, luôn chú ý đến thế cục của quận Hạ Mã, đối với việc sông Hạ Mã có khả năng phát sinh thảm họa lũ lụt, cũng là thời khắc để lại trong lòng, buổi tối luôn không ngủ. Vừa nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, lập tức biết tình thế đã nghiêm trọng, vội vàng đồng ý. Vâng, tôi sẽ lập tức đi xử lý. 10 phút sau, Lý Thấm gọi điện tới. Bí thư Hạ, tất cả nhân viên đều đã vào vị trí, xin đợi sự dặn dò của anh. Được, lập tức hành động. Hạ Tưởng mặc áo mưa, Triều Vĩ Cương đồng thời ở phía sau giúp hắn cầm ô, vậy mà toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ không bị ướt. Hạ Tưởng mười mấy tiếng không ăn không uống, đói đến không chịu được, nhưng một chút cũng không khát, vì hắn gần như không khác gì những chiếc bong bóng trong nước. Đương nhiên cũng không chỉ có mình Hạ Tưởng không ăn. Các cán bộ đảng và chính quyền quan trọng của quận Hạ Mã có mặt đều không ăn gì, Hạ Tưởng thân là nhân vật số một lấy mình làm gương, người khác dù không tình nguyện cũng phải làm ra thái độ cần thiết. Hơn nữa phần lớn mọi người kỳ thực đều giống Hạ Tưởng, nỗi lo canh cánh, lo lắng một trần hồng thủy của sông Hạ Mã sẽ đem thành tích của quận Hạ Mã cuốn sạch. Nhân lúc chờ đợi các nhà đầu tư khai phá lớn trợ giúp máy bơm nước, Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm gọi người đưa cơm đến, Hạ Tưởng mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Liền cùng mọi người vây quanh trước bản đồ thi công sông Hạ Mã, các lãnh đạo đảng và chính quyền quận Hạ Mã ăn một bữa liên hoan hài hòa nhất giản dị nhất từ trước tới nay. Tuy đồ ăn đơn sơ, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp của một lòng đoàn kết, giữa lúc thời khắc khó khăn lớn đang đến, quận Hạ Mã vẫn là sự đoàn kết nhất trí chưa từng có. Đương nhiên, cũng liên quan đến việc Hạ Tưởng không nói lời suông, lời mạnh miệng, lời nói dối, hắn nơi nơi đi đầu, cũng vì mọi người mà làm gương. Không không giờ hơn, bỗng nhiên thế mưa lại lần nữa to hơn, nước sông Hạ Mã đã tràn đê, hướng hai bên bờ sông mà tạo thế lan rộng, đồng thời, quận Hạ Mã bởi vì nguyên nhân thế thấp và so với thành phố Yến còn thấp hơn, trên đường cái bằng phẳng mà đã có lượng nước ngập sâu đến hơn 2 thước. Chương 754, gặp khó khăn không lùi bước. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, nước sông Hạ Mã không chỉ cuồn cuộn chảy mỗi lúc một nhanh, hơn nữa tiếng gầm rú cũng vang dội hơn. Nghe mà thấy ghê rợn hãi hùng, đối với rất nhiều người dân thành phố Yến chưa từng thấy qua nước lớn như thế trong đời, đêm nay, nhất định là một đêm mất ngủ. Hạ Tưởng dẫm trong vũng nước đọng, nhận điện thoại của Tôn Hiện Vĩ. Lãnh đạo, tất cả có 60 máy bơm nước, đang đưa về vùng núi hoang phía Tây, tuy nhiên có một vấn đề rất nghiêm trọng, núi hoang phía Tây là nơi tốt để xả lũ, nhưng không thông xe, xe dừng lại ở bên núi, cách địa điểm chỉ định, vẫn còn 2 km. Giọng nói của Tôn Hiện Vĩ bỗng nhiên ngắt đoạn, Hạ Tưởng đoán có khả năng do mưa to làm máy bị ướt, một lúc sau, điện thoại của Tiêu Ngũ gọi đến. Lãnh đạo, Tôn Hiện Vĩ vừa bị ngã, người không bị gì, nhưng hình như chân bị sưng rồi, tôi đã cho người đưa ông ta vào viện. Được, tôi lập tức qua đó. Hạ Tưởng xoay người nói với mấy người Lý Hàm. Chủ tịch quận Lý, ông và chủ nhiệm phó ở lại ban chỉ huy để chỉ huy. Tôi tới núi hoang phía tây xem tình hình vận chuyển máy bơm nước, Thiên Vũ, ông đi cùng tôi. Tôi cũng đi. Quản Tân Vọng tình nguyện nói, y chẳng qua muốn xem Hạ Tưởng chỉ là ngoài miệng thì nói cho dễ nghe, hay thật sự là một vị quan tốt một lòng vì việc công. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy cho Quản Tân Vọng đi cùng cũng có hữu dụng, liền vỗ vỗ vào vai y. Vất vả rồi. Sau đó gọi mấy thủ hạ đắc lực, ngồi lên chiếc xe Việt dã duy nhất của quận ủy. Nhanh chóng hướng về phía tây mà chạy. Nước đọng lại đã có độ sâu hơn 2 thước, xe Việt dã lao qua như bay, bổ ra một đường nước mưa, thanh thế kinh người. Mưa rơi bên trên xe, tiếng vang cũng khiến người ta phải giật mình, có thể thấy thế mưa không chút thuyên giảm. Hạ Tưởng không lái xe, ngồi ở phía sau trầm tư. Luôn nói lực lượng chính quyền lớn bao nhiêu, kỳ thực khi thực sự huy động lực lượng mới biết, phiền toái và khó khăn mãi mãi nhiều hơn biện pháp, giải quyết được một việc.
lập tức có một phiền phức khác tìm đến. Trước đây trên TV thường thấy nhiều quan viên bình tĩnh chỉ huy, hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu chống lũ cứu nạn, bây giờ Hạ Tưởng đặt mình trong đó mới biết, diễn kịch thì dễ, làm việc thực mới khó. Nói lời hay thì dễ, đánh một trận chiến đẹp, thì khó khăn chồng chất khó khăn. Giống như ở trước mắt con sông Hạ Mã không lớn, đã làm khó vô số người, cho dù là vấn đề máy bơm nước đơn giản, cũng xảy ra vấn đề khó khăn bất ngờ, ai biết được bước tiếp theo, còn có những phiền toái gì do con người tạo ra đang chờ đợi hắn. Vội đến địa điểm máy bơm nước dừng đỗ, đã là 1 giờ sáng. Trên đường nước đọng lại quá nhiều, tài xế không dám lái xe nhanh. Tài xế là một người đã có tuổi, biết nếu vận tốc xe quá nhanh, dễ dàng trên mặt nước hình thành hiệu ứng nổi trên nước, chẳng may bánh xe không chịu khống chế, sẽ có khả năng xuất hiện hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngồi trên xe là bí thư quận ủy và phó chủ tịch thường trực quận Hạ Mã, càng không thể có một chút sơ suất. Hơn nữa bí thư Hạ là một bí thư tốt luôn nghĩ cho dân chúng, xảy ra chuyện gì, tài xế không thể tha thứ cho mình. Cho dù Hạ Tưởng có thúc giục, ông vẫn lấy sự chắc chắn mà tiến, vững vàng khống chế ở tốc độ xe an toàn. Tuy là đêm khuya, lại trong lúc mưa to gió lớn, nhưng mười mấy chiếc xe tải xếp thành hàng ở phía trước, trên xe toàn là máy bơm nước cỡ nhỏ, đơn vị thi công đều có máy bơm nước tự trang bị, dùng để khoan giếng hút nước. Máy bơm nước loại nhỏ dài 2 mét, nặng khoảng 50 kg, một người vác thì hơi tốn sức, hai người vác cũng không dễ, bởi vì hai đầu đều là hình trụ, không có chỗ để tay cầm. Hạ Tưởng nhìn mọi người đang có mặt, Tôn Hiện Vĩ cũng nhất thời vội vàng, chỉ cho mười mấy công nhân đi theo. Mười mấy người chuyển 60 máy bơm nước đến nơi cách hơn 2 km, cho dù làm dốc hết sức lực, đến khi trời sáng cũng không thể được, hơn nữa còn có mấy máy phát điện dầu ma tút tự trang bị cỡ lớn, một máy phát điện tự trang bị chỉ ít cũng phải 4 người mới vác nổi. Hạ Tưởng thầm lắc đầu, sơ suất rồi, không ngờ khó khăn khắp nơi, vẫn đúng là ít kinh nghiệm, khi suy nghĩ vấn đề không đủ toàn diện, chuẩn bị không đủ. Hắn còn chưa kịp mở miệng bảo Tiêu Ngũ lập tức gọi người đến, Tiêu Ngũ đã nói. Có 50 công nhân đang lần lượt tới, có lẽ đủ dùng. Hạ Tưởng gật gật đầu, cũng được, Tiêu Ngũ nói cho cùng xuất thân là người tham gia quân ngũ, vào thời khắc mấu chốt có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết và sắp xếp kịp thời, cũng coi như không tồi. Hắn còn chưa kịp khen Tiêu Ngũ một câu, điện thoại lại reo lên. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ là, điện thoại gọi đến, không ngờ là Trần Cẩm Minh. Bí thư Hạ, tôi là Trần Cẩm Minh ở tập đoàn Kim Thụ. Tình thế sông Hạ Mã nguy cấp, tập đoàn Kim Thụ muốn chia sẻ nỗi lo cùng quận ủy và ủy ban nhân dân quận, vì dân chúng quận Hạ Mã muốn cống hiến tình yêu thương, cao ốc Hỏa Thụ bây giờ miễn phí mở cửa ra bên ngoài, để dân thành phố vào tránh hiểm, đồng thời, tập đoàn xuất người xuất lực xuất vật tư, chỉ cần một tiếng phân phó của anh, cần gì có ấy, chỉ cần có thể duy trì sự bình an cho quận Hạ Mã, anh nói gì tôi đều làm theo toàn bộ. Từng ở thời kỳ xác của hậu thế, có không ít thương nhân khủng hoảng tài chính quốc gia, không màng đến lợi ích sinh mạng của quần chúng và quốc gia, chỉ để ý số tiền phi pháp quá ngưỡng của bản thân. Mà khi quốc gia mới thành lập, cũng có những nhà tư bản ác tâm bên trong chiếc áo bông chỉ dùng giấy mục nát thay thế sợi bông, kết quả làm chết còng vô số chiến sĩ. So sánh với việc Trần Cẩm Minh vào thời khắc mấu chốt đứng ra, nguyện ý cùng quận ủy và ủy ban nhân dân quận chống lũ cứu nạn, thật là khác nhau một trời một vực. Trung Quốc từ trước đến nay không thiếu những thương nhân thiếu đạo đức, cũng từ trước đến nay đều có những công ty có lương tâm thực sự. Thành Đạt Tài cũng thế, Trần Cẩm Minh cũng vậy. Sau khi Hạ Tưởng biểu thị sự cảm ơn với Trần Cẩm Minh, thì tắt điện thoại vừa dừng lại một lát, lại gấp gáp mà reo lên. Điện thoại vào thời điểm hiện tại, mỗi một tiếng đều khiến người ta giật mình thổn thức, đều khiến người ta có cảm giác thất thần. Hạ Tưởng nhìn thấy số lạ, ngây người ra, lòng nghĩ điện thoại vào giờ phút này. Hẳn là không có chuyện nhàn rỗi, liền bấm nghe điện thoại. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc và gấp gáp. Bí thư Hạ, tôi là Hùng Hải Dương, nghe nói bây giờ anh cần nhân sự. Cần bao nhiêu, chỗ tôi đều có. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bạn cũ đáng tin cậy. Cũng không biết Hùng Hải Dương nghe được tin tức từ đâu, không ngờ chủ động gọi điện đến yêu cầu giúp đỡ, Hạ Tưởng cũng có chút cảm động. Lão Hùng! Tôi thay mặt quận ủy và ủy ban nhân dân quận cùng 100.000 dân chúng quận Hạ Mã, cảm ơn anh. Hùng Hải Dương thấy thật không xứng với lời cảm ơn nghiêm chỉnh trịnh trọng của Hạ Tưởng, vội vàng nói. Bí thư Hạ đừng nói như thế, anh nói như thế, xem như đã coi tôi là người ngoài rồi. Anh nói đi, cần bao nhiêu anh em, tôi lập tức tổ chức,
trong vòng 1 giờ sẽ đến nơi. Dùng người khác Hạ Tưởng vẫn rất yên tâm, để Hùng Hải Dương xuất lực, trong lòng hắn càng thoải mái, liền không khách khí nói. Người càng nhiều càng tốt, lập tức đưa đến vùng núi hoang phía tây. Anh chờ cho, lập tức tới ngay. Hùng Hải Dương thô kệch mà hô lên một tiếng, trong giọng nói lộ ra tinh thần hưng phấn. Bí thư Hạ, lão Hùng không để anh phải mất mặt, anh chờ nhé. Hạ Tưởng trong lòng nóng lên, khẩu khí vừa rồi của Hùng Hải Dương, vẫn không khác gì khi hắn ở huyện An. Người luôn có những tâm tư nhớ chuyện xưa, nhưng lời nói của Hùng Hải Dương, lập tức khơi lên ngọn lửa cháy hừng hừng trong lòng Hạ Tưởng, hắn hét lớn một tiếng. Tiêu Ngũ, lập tức dỡ toàn bộ máy bơm nước xuống, đợi nhân lực đầy đủ, lập tức hút nước. Hạ Tưởng ra lệnh một tiếng, đồng thời trước một bước, nhảy lên một chiếc xe, cười nói với một công nhân đang đứng ngây ra. Ngây ra làm gì nữa? Nhanh góp một tay đi. Người công nhân tên là Đường Giật, năm nay 20 tuổi, vừa từ quê ra chưa được mấy ngày, cán bộ lớn nhất trước đây thấy qua là bí thư chi bộ thôn, so sánh một bí thư chi bộ thôn 50 tuổi và một vị quan lớn chỉ ngoài 20 tuổi, đã khiến y sững sờ tại chỗ, đầu óc có chút chập mạch, giống như bị rỉ sắt không thể vận hành. Ông trời ơi, một bí thư chi bộ ở trong thôn ngày ngày hướng lỗ mũi lên trời đi so sánh với một thanh niên vẻ mặt tươi cười ở trước mắt, nghe nói cấp bậc còn kém xa tới 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng vị quan lớn trước mắt tại sao lại bình dị gần gũi như thế? Tại sao lại tươi cười hiền lành như vậy? Trong lúc sửng sốt thất thần, Đường Giật đã đánh mất cơ hội tốt cùng Hạ Tưởng khiêng máy bơm nước, bị Trương Dương người cùng thôn giành mất, Trương Dương lộ ra một hàm răng trắng, y có bộ dạng đen nên càng hiện rõ hàm răng trắng. Lanh lợi mà cười, giành ngay trước mặt Đường Giật. Em đến phụ bí thư Hạ một tay, em rất khỏe, Đường Giật không có sức lực, vác cùng cậu ta, sẽ mệt cho anh. Thằng nhóc khá lanh lợi, Hạ Tưởng cũng không có thời gian để chú ý tới cảm xúc của Đường Giật, cùng Trương Dương vác máy bơm nước, từ thùng xe phía sau của xe tải đi xuống. Đợi cả hắn và Trương Dương đã xuống đất, Đường Giật mới tỉnh lại, hối tiếc không kịp, một cơ hội quá tốt có thể cùng lãnh đạo lớn khiêng máy bơm nước. Đã bị y bỏ phí rồi, thật là ngu ngốc. Sự hối hấn của Đường Giật không ai để ý đến, nhưng Hạ Tưởng vừa đụng tay, sức mạnh của sự gương mẫu quả nhiên là vô cùng tận, nhất là Hạ Tưởng với thân phận bí thư quận ủy, lại không có một chút hành động ra vẻ ta đây, lập tức giành được thiện cảm của tất cả mọi người có mặt ở đấy, ba chân bốn cẳng mà lao vào làm việc. Không đến nửa tiếng đồng hồ, đã đem toàn bộ máy bơm nước chuyển xuống dưới. Đường Giật đột nhiên làm ra một quyết định kinh người. Y nghiến răng, một mình vác một máy bơm nước, to giọng nói. Khoảng 50 kg, không chìm được, một mình tôi một tiếng có thể khiêng tới nơi, các anh em, lên. Đường Giật là người thấp nhất, yếu nhất trong tất cả số công nhân, y vừa lấy sức, cũng có thể khiêng được cái máy bơm nước nặng hơn 50 kg, mọi người liền không chịu yếu thế, đều lần lượt khiêng, đi theo sau Đường Giật, tiến về địa điểm còn cách hơn 2 km. Quản Tân Vọng bị lực lượng nhiệt huyết sôi nổi của đám công nhân cuốn hút, y luôn khinh thường những công nhân không có văn hóa, cho rằng bọn họ là người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, thô lỗ hơn nữa còn bất trị, chỉ biết làm những việc nặng nhọc thô kệch, không có chỗ nào đáng để học tập. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, sức mạnh của những công nhân phát ra, cũng có sức cổ vũ lòng người, y liền tình nguyện lên phía trước dẫn đầu, muốn đi cùng đám công nhân. Hạ Tưởng ở tại chỗ đợi khoảng nửa giờ sau. Hùng Hải Dương đã đưa đội ngũ công nhân lớn đến. Điều khiến Hạ Tưởng ngạc nhiên là, Lão Tiền không ngờ cũng trong đội ngũ. Lão Tiền sau lần trước bị thương ở chân, ước chừng đã nằm dưỡng thương hơn nửa năm mới xuất viện, sau đó lại tính dưỡng nửa năm, xem như đã khôi phục được việc đi lại bình thường, tuy nhiên đi vẫn chưa vững, chỉ có thể chậm chậm từng bước. Hạ Tưởng thường xuyên bớt thời gian đi thăm Lão Tiền, còn cố ý dặn dò Tiêu Ngũ, nhất định phải chăm sóc tốt cuộc sống của Lão Tiền. Cả nhà Lão Tiền không phải làm việc ở bất động sản Giang Sơn thì làm ở bất động sản Thiên An, thu nhập không tồi, đãi ngộ rất tốt, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hùng Hải Dương đến trước mặt Hạ Tưởng, xoa xoa đôi bàn tay thô ráp, tuét miệng cười. Có thể cùng nhau kề vai chiến đấu với bí thư Hạ, khắp người tôi tràn đầy sức mạnh. Hạ Tưởng bắt tay Hùng Hải Dương, vỗ vỗ vào vai gã. Lão Hùng, sự an nguy của 100.000 dân chúng quận Hạ Mã giao cho các anh rồi. Nói với các anh em, đừng sợ mệt, đừng sợ khổ, đừng sợ đau vai, đem máy bơm nước an toàn vận chuyển đến địa điểm chỉ định, ghi nhớ công lao của họ, tôi đích thân mời họ ăn cơm, mỗi người mời họ một ly rượu.
Hùng Hải Dương khí thế dâng cao, quay đầu hô to. Các anh em, đã nghe thấy Bí Thư Hạ nói chưa? Bí Thư Hạ muốn mời rượu chúng ta, mọi người nếu bị thịt, thì bây giờ hãy quay về, tôi không ngăn cản. Mọi người nếu sợ sệt, nửa đường chùn bước, không uống được rượu của Bí Thư Hạ, cũng đừng trách tôi không gọi mọi người đến, là tự mọi người không có trí. Không để bị xấu mặt. Bí Thư Hạ yên tâm, chúng tôi không phải là bị thịt. Ai cũng không chùn bước, lên. Tên tuổi của Hạ Tưởng đủ vang dội, trong công nhân có uy quyền tuyệt đối và sức kêu gọi kinh người, Hùng Hải Dương hét lên, tinh thần mọi người kích động, tiếng hoan hô không ngừng. Tuy trời mưa to như chút nước, nhưng dập không tắt ngọn lửa và sự nhiệt tình trong lòng các công nhân, họ lần lượt nhảy xuống khỏi xe tải, hai người một tổ, khiêng máy bơm nước lên hướng về mục đích mà xuất phát. Khoảng thời gian mấy phút đồng hồ, mấy chục máy bơm nước được hơn 200 công nhân do Hùng Hải Dương đưa đến dọn sạch bách, số công nhân còn lại tổ thành những đoàn đội 7-8 người, bắt đầu khiêng máy phát điện tự trang bị lên. Hạ Tưởng bị khuyên sang một bên thân là nhân vật số 1 và là tổng chỉ huy, hắn không thể lại xông vào tuyến đầu, Trần Thiên Vũ không cho phép, Triều Vĩ Cương không đồng ý, đến cả Hùng Hải Dương cũng vậy, hắn cũng không miễn cưỡng, liền đến trước mặt Lão Tiền, nửa trách móc nửa quan tâm nói. Lão Tiền, chân của ông không nhanh nhẹn, sao cũng đến đây? Lão Hùng cũng thật là, sao phải kéo Lão Tiền đến làm gì chứ? Vừa đêm khuya lại mưa to, hơi lạnh vào người, để Lão Tiền bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Lão Tiền xua tay lia lịa. Bí Thư Hạ đừng nói như thế, tôi cả đời mệt nhọc quen rồi, an nhàn không quen. Chủ yếu là nhớ ngài, nên muốn đến xem, liệu có gì giúp được không? Chân tuy không còn tốt nữa, nhưng cũng có thể giúp một tay. Chỉ cần ngài đừng ghét bỏ tôi không trọng dụng tôi nữa là được rồi. Lão Tiền vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì ông không thể giúp được chuyện to tát nên trong lòng thấy bất an, áy náy. Hạ Tưởng cảm khái vô cùng, kéo hai tay của Lão Tiền lại, người anh em công nhân tốt, từ trước tới giờ vẫn mang thái độ cúi mình khiêm tốn, từ trước tới giờ không cảm thấy lần trước cứu hắn là ân huệ to bằng trời, mà cho rằng là chuyện lẽ thường nên làm, tình cảm giản dị khiến người ta thật lòng cảm thán. Hạ Tưởng để cho Lão Tiền đi sát cạnh mình, còn cố ý bảo Triều Vĩ Cương đưa ô cho Lão, để Lão chỉ việc cầm ô cho hắn. Quả nhiên Lão Tiền rất vui, hai tay cầm lấy ô, giữ một khoảng trời quang cho Hạ Tưởng, xin Bí Thư Hạ yên tâm, chuyện cầm ô nhỏ nhặt này tôi còn làm không tốt, thì tôi thật là không có chút tác dụng gì rồi, không cần ngài nói, tự tôi sẽ đi. Cái Hạ Tưởng muốn chính là để Lão Tiền cảm thấy ông vẫn còn đất dụng võ, nếu không hắn cũng không muốn để Lão che ô cho mình. Triều Vĩ Cương và Trần Thiên Vũ nhìn nhau, đều thấy được sự thán phục trong mắt của nhau. Bí Thư Hạ tuy là bí thư quận ủy cao quý, nhưng lại tỉ mỉ mà quan tâm đến cảm nhận của một người công nhân già, thật là một lãnh đạo tốt hiếm thấy. Trần Thiên Vũ cũng thầm khâm phục, ông biết mình không làm được như Hạ Tưởng trên những tình tiết nhỏ mà suy xét vô cùng chu đáo. Ông tuy cũng biết Lão Tiền đã làm gì cho Hạ Tưởng, nhưng sau khi Hạ Tưởng vì Lão Tiền làm bao nhiêu chuyện, thì không cần phải đối đãi Lão Tiền như người nhà. Không hiểu thì không hiểu, Trần Thiên Vũ vẫn vô cùng yêu thích cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, nhận định Bí Thư Hạ có thể có tình có nghĩa với một công nhân, đối với những người luôn đi theo sát hắn, cũng nhất định sẽ không vứt bỏ. Hạ Tưởng sau đó cũng cùng mọi người đi đến địa điểm hút nước. Đường núi gập ghềnh khó đi, trên trời đổ mưa, dưới đất bùn lầy, còn có nước đọng lại và cỏ dại, cả đoàn người đi ước chừng một tiếng mới đến địa điểm. Hạ Tưởng từ sáng sớm ngày hôm qua, vẫn kiên trì đến hôm nay, tuy ỷ vào sức trai trẻ, vẫn còn có thể chịu nổi, tuy nhiên cũng cảm thấy có chút cạn kiệt thể lực. Hơn nữa đêm mưa lạnh lẽo, dầm ướt mưa hơn nửa ngày, hắn dần dần có hiện tượng cảm lạnh. Trần Thiên Vũ cũng hắt xì không ngừng, đã bị cảm rồi. Triều Vĩ Cương còn đỡ một chút, theo y nói trước đây y thích chạy bộ trong trường, tố chất thân thể rất tốt, cho nên là người khỏe mạnh nhất trong mấy người. Hạ Tưởng cố lấy tinh thần, không tận mắt nhìn thấy việc bơm nước làm giảm bớt áp lực sông Hạ Mã, cho dù bây giờ cho hắn một cốc nước nóng một chiếc giường thoải mái, hắn cũng không thể chợp nổi mắt. Cũng may Tiêu Ngũ và Quản Tân Vọng không làm hắn thất vọng, khi hắn tới nơi, Quản Tân Vọng đã chỉ huy công nhân đặt xong máy bơm nước, và khởi động máy phát điện, sau đó mấy chục máy bơm nước xếp thành hàng, một đầu duỗi xuống sông Hạ Mã, một đầu hướng về phía núi hoang, theo sau là tiếng lệnh của Tiêu Ngũ. Mấy chục máy bơm nước lần lượt chuyển động, trong tiếng nổ vang, nước sông cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong vùng núi hoang, chảy về phía đồng hoang rộng lớn. Đồng hoang cũng đủ rộng,
phóng tầm mắt mà nhìn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, cho dù đem nước của toàn bộ sông Hạ Mã tưới hết lên trên đó, cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy nước chảy ào ào về vùng xa không biết tên, trái tim Hạ Tưởng xem như cũng nằm vào đúng chỗ. Tiêu Ngũ tiếp cận lên trước, không hiểu mà hỏi. Lãnh đạo, trực tiếp đào đê là được rồi, sao phải tốn sức mà kéo máy bơm đến hút nước? Hạ Tưởng chưa nói gì, vừa lúc Quản Tân Vọng đi tới, liền giải thích nói. Thế đất sông Hạ Mã thấp, không thể hình thành hiệu ứng chảy ngược, nhất định phải bơm nước mới giải quyết được vấn đề. Còn nữa, máy bơm hút nước có thể khống chế lượng nước, đào đê. Đào đê dễ tạo nên khó khăn. Tiêu Ngũ ha hả cười. Tôi là không hiểu, cho nên mới hỏi. Tuy nhiên tôi không phải thuận miệng hỏi, lãnh đạo nói làm như thế nào, thì làm như thế ấy. Quản Tân Vọng đùa giỡn mà nói một câu. Vậy tức là nói, nếu bí thư Hạ bảo anh nhảy sông, anh cũng nhảy sao? Lãnh đạo nói làm như thế nào, thì làm như thế ấy. Tiêu Ngũ chỉ là đơn giản mà lặp lại một lần lời nói vừa rồi, nhưng ngữ khí lại kiên định không có nghi ngờ. Quản Tân Vọng ngây người, không hiểu mà nhìn Tiêu Ngũ mấy cái, dường như không thể hiểu nổi Tiêu Ngũ rốt cuộc tại sao chết cũng phải nghe theo lời Hạ Tưởng. Mấy chục máy bơm nước tuy toàn là máy bơm nước cỡ nhỏ, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều, cùng lúc khởi động, tiếng cũng như sét đánh, uy lực kinh người. Nước sông Hạ Mã cuồn cuộn, dưới sự luân phiên hoạt động của mấy chục máy bơm nước, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đã hóa thành bạch long chảy về phương xa mờ mịt, thanh thế rất lớn, cảnh hài lòng người, khiến người ta nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, cho dù trên trời mưa chút xuống không giảm, nhưng không lâu sau, đã có thể nhìn thấy thế nước sông Hạ Mã dâng lên chậm dần. Lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lý Hàm. Bí thư Hạ, mực nước sông Hạ Mã trong nội thành đã giảm xuống rồi. Tuy nhiên, lại có vấn đề mới xuất hiện. Chương 755, thiên tai chưa thành, nhân họa đã đến. Vấn đề gì thế? Hạ Tưởng bây giờ cũng vô cùng nóng ruột, e sợ chỗ nào đó có chút sơ suất. Không ít người dân thành phố sống ở vùng có địa thế thấp đều không dám ngủ, đều tới tấp gọi điện tới, yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận cung cấp một nơi che chở tạm thời, nhưng quận Hạ Mã vừa mới thành lập chưa lâu. Giọng nói của Lý Hàm lộ ra vẻ khó xử. Hạ Tưởng biết Lý Hàm không muốn gánh trách nhiệm, hội trường quận ủy mới xây, còn có trung tâm hội nghị sang trọng nhất rộng rãi nhất của toàn tỉnh Yến, đều ở gần quận ủy, đều có thể cung cấp cho dân thành phố một nơi lánh nạn tạm thời. Ông ta không chủ động đề xuất, là muốn để tự mình nói ra, ngộ nhỡ xảy ra cục diện không có cách nào để thu dọn, bản thân sẽ là người đầu tiên phải gánh trách nhiệm lãnh đạo chính. Đã là lúc nào rồi, vào lúc sinh mạng quần chúng nhân dân đang chịu sự uy hiếp, còn tính toán được mất cá nhân, còn không quên cách tầm thường nhất là trên quan trường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, Hạ Tưởng có chút thất vọng với Lý Hàm. Hãy để dân thành phố trước tiên tiến vào hội trường và trung tâm hội nghị của quận ủy lánh nạn, xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ gánh trách nhiệm. Tình hình nguy hiểm chính là mệnh lệnh, để dân chúng an toàn là trách nhiệm của người làm quan. Làm chậm trễ một phút, là có thể gây thành tai nạn do con người tạo ra. Nếu sông Hạ Mã không cuồn cuộn thành thiên tai, nhưng bởi vì sự hoảng loạn của dân chúng mà gây thành nhân họa, Hạ Tưởng không có cách nào để tha thứ cho mình. Lý Hàm ít nhiều cũng có chút xấu hổ, nghe được những lời nói như đinh đóng cột của Hạ Tưởng, cũng không tránh khỏi có chút thẹn ướt mồ hôi, vội nói. Được, được, sẽ làm như thế, có hậu quả gì, tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm. Nghe được lời này của Lý Hàm, Hạ Tưởng thở dài một hơi, cũng xem như không bận vô ích, mực nước xuống thấp, chỉ ít có thể tạm thời duy trì sự bình an cho quận Hạ Mã, hơn nữa lại có thể để dân chúng ngủ ngon giấc. Nghĩ tới ngủ, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Hạ Tưởng cùng mấy người quay trở lại xe, dưới vài lần khuyên bảo của Triều Vĩ Cương, Hạ Tưởng vẫn quyết định chợp mắt trên xe một lúc, không về nhà, mà ở nơi hút nước đợi mực nước tiếp tục giảm xuống, hoàn toàn khống chế được mới thôi. Đồng thời hắn để cho Hùng Hải Dương và Tiêu Ngũ tiếp tục từ các công trình thu thập máy bơm nước, càng nhiều càng tốt, đề phòng bất trắc. Bởi vì người tính không bằng trời tính, ông trời nếu cho một trận mưa lớn nữa, mấy chục máy bơm nước hiện tại có lẽ cũng sẽ không đủ dùng. Không ngờ sau khi Hùng Hải Dương và Tiêu Ngũ gọi điện đi, nhận được thông tin phản hồi lại là, máy bơm nước của công trường quận Hạ Mã, ngoài mấy chục máy hiện tại ra, toàn bộ đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố trưng dụng rồi. Cái gì? Hạ Tưởng một chút buồn ngủ cũng không còn, giật mình tỉnh lại. Quả thực là họa vô đơn chí,
Thành phố Yến lớn như vậy, quận khác không trưng dụng, nhất thiết trưng dụng của quận Hạ Mã, là ý gì vậy? Hạ Tưởng lập tức trong lòng nổi cơn giận dữ, trực tiếp gọi điện cho Phó Tiên Phong. Điện thoại vừa kết nối, Hạ Tưởng liền nghe thấy bên trong microphone truyền đến âm thanh gào thét của gió mưa, giọng nói của Phó Tiên Phong bị mưa gió thổi đi, trong mơ hồ có chút không thật, gã lớn giọng hét. Ai vậy? Tôi là Phó Tiên Phong. Thị trưởng Phó, tôi là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng nghe ra, Phó Tiên Phong cũng đang ở hiện trường chỉ huy cứu nguy, tuy nhiên mọi người đều đang cứu nguy, không cần thiết phải chặn đứt đường lùi của quận Hạ Mã. Nghe nói ông đã trưng dụng toàn bộ máy bơm nước trên công trường của quận Hạ Mã, tôi muốn hỏi một chút, quận Hạ Mã chúng tôi có một con sông Hạ Mã, bây giờ cũng đang trong tình hình nguy hiểm khẩn cấp, làm sao bây giờ? Phó Tiên Phong gần như ngây người ra, sau đó tiếng một trận gió cực nhanh truyền tới tai Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng cũng nhận ra sóng gió của hồ chứa nước Nam Sơn, sau đó giọng nói của Phó Tiên Phong lẫn với tiếng gió truyền tới, lạnh ngắt mà không nể mặt. Hồ chứa nước Nam Sơn là hồ chứa nước của người dân toàn thành phố Yến, quan trọng gấp trăm lần sông Hạ Mã. Đồng chí Hạ Tưởng, phải lấy góc độ đại cục làm trọng để xem xét vấn đề, là sông Hạ Mã quan trọng, hay là hồ chứa nước Nam Sơn quan trọng. Hồ chứa nước Nam Sơn còn cung ứng nước sinh hoạt cho thủ đô, rất nhiều lãnh đạo trung ương cũng rất chú ý đến tình hình nguy hiểm của hồ chứa nước Nam Sơn. Phó Thủ tướng Triệu vừa gọi điện đến, yêu cầu bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hồ chứa nước Nam Sơn. Chúng ta là đảng viên Đảng Cộng sản, là cán bộ đảng, phải có tinh thần kính dâng bỏ nhỏ lấy lớn, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo chính xác của cậu và đồng chí Lý Hàm, có thể thuận lợi mà giải quyết. Điện thoại đã tắt, giọng nói của Phó Tiên Phong dường như vẫn còn vọng bên tai, là đang nói cho hắn biết, gã là thị trưởng, đứng đầu một thành phố, đứng cao nhìn xa, có ánh mắt nhìn xa trông rộng hơn Hạ Tưởng, vấn đề cần suy xét càng xa càng toàn diện hơn Hạ Tưởng, gã chỉ để ý chủ tính chung cho toàn cục. Về phần vấn đề của quận Hạ Mã, gã không đưa ra bất kỳ ý kiến mang tính xây dựng nào. Điển hình là chỉ quản vấn đề chế tạo, không quản phương pháp quan liêu để giải quyết phiền toái. Hạ Tưởng không nói gì, hắn lại không thể chỉ trích chức trách của thị trưởng, không thể phản bác những gì đã làm của thị trưởng là không chính xác, không thể nói cách làm của thị trưởng là trong ngoài không đồng nhất. Về phần tại sao thị trưởng phải trưng dụng máy bơm nước của quận Hạ Mã mà không phải là quận khác. Xin lỗi, quyết định của thị trưởng không cần phải giải thích gì với một bí thư quận ủy. Hạ Tưởng cố nén sự oán giận trong lồng ngực, không muốn phải ác ý mà đi suy đoán Phó Tiên Phong tại sao phải cố ý điều phối sử dụng máy bơm nước từ quận Hạ Mã. Nếu sự tình đã phát sinh rồi, nói nhiều vô ích, chỉ có thể lại tự mình nghĩ biện pháp. Hạ Tưởng cũng không quản bây giờ đang là rạng sáng, trực tiếp gọi điện cho Thành Đạt Tài. Điện thoại của Thành Đạt Tài vừa kết nối, hiển nhiên. Thành Đạt Tài cũng chưa ngủ say. Giọng nói của ông vô cùng tỉnh táo, vừa nghe là biết luôn chú ý đến vấn đề lũ lụt. Bí thư Hạ, là muốn dùng nhân lực hay là vật tư? Chủ tịch Thành. Hạ Tưởng vừa mở miệng liền bị một cơn gió bất ngờ ập vào, lảo đảo suýt nữa bị ngã, hắn đã quá mệt rồi, một ngày một đêm không chợp mắt, hơn nữa còn ngâm mình trong mưa gần như trọn một ngày, có chút cảm giác đầu váng mắt hoa, cố lấy khẩu khí, từng chữ từng câu mà nói. Hết cách rồi, xin chủ tịch Thành cho tôi mượn 100 máy bơm nước. Thành Đạt Tài hơi trầm tư một chút. Tôi chuẩn bị cho cậu 150 máy, đề phòng bất trắc xảy ra. Bây giờ là thời khắc nguy cấp, không chỉ là nguy cấp của sông Hạ Mã, cũng là nguy cấp cho tiền đồ của cậu và quận Hạ Mã, nhất định phải thận trọng xử lý. Không được nóng nảy, không được hoảng, khó khăn sẽ có rất nhiều, nhưng biện pháp giải quyết khó khăn cũng có rất nhiều, mấu chốt là phải vững vàng. Không được phạm sai lầm, nhất là sai lầm trên mặt trách nhiệm lãnh đạo, nếu không một trận mưa to, có khả năng dập tắt tiền đồ của cậu. Thành Đạt Tài không phải người trong quan trường, nhưng ông cùng quan trường có vô số quan hệ, cũng rất rõ những đấu đá trên quan trường, có bàn tay đen phía sau, cũng có những chèn ép danh chính ngôn thuận ở ngay mặt, nhất là lúc những sự kiện trọng đại, có thể mượn quyền lực trong trợ thủ, lấy một lý do quang minh chính đại để tiến hành đả kích báo thù. Cũng thấy nhiều thủ đoạn đày đọa con người trên quan trường không sao đếm xuể, cũng biết những hiềm khích giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng dễ dàng không hướng ông cầu viện, một khi mở miệng, khẳng định là tình huống khẩn cấp rồi. Hạ Tưởng nghe ra ý dạy bảo thành thật chất phát của Thành Đạt Tài, trong lòng cảm kích. Cảm ơn thiện ý nhắc nhở của Chủ tịch Thành, tôi nhớ rồi. Trước đây ở huyện An đã từng trải qua sóng to gió lớn, tuy nhiên lúc ấy chỉ là gió to mưa to, không có trời đất bao la.
Bây giờ là trời bao la đất cũng bao la, lại thêm vào gió to mưa cũng to, mưa gió mịt mù không sợ, chỉ sợ lòng người cũng mượn cơ hội để lộn xộn. Có được sự bảo đảm của Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng yên tâm không ít. Cứ thế chờ đến khi trời sáng, 150 máy bơm nước của Thành Đạt Tài toàn bộ chuyển đến, Hạ Tưởng liền dặn dò Tiêu Ngũ và Trần Thiên Vũ, nghiêm phòng tử thủ, không thể rời khỏi hiện trường nửa bước, cần phải bảo đảm việc tiến hành công việc hút nước bình thường, chỉ cần mưa không ngừng, thì việc hút nước không ngừng. Trần Thiên Vũ và Tiêu Ngũ đều đưa ra sự bảo đảm. Hạ Tưởng và Quản Tân Vọng theo đường cũ quay về ban chỉ huy chống lũ của quận Hạ Mã, lúc này sắc trời đã tờ mờ sáng, trên bầu trời mây đen vẫn dày đặc, mưa vẫn rơi không ngừng, không chút thuyên giảm, tuy nhiên cũng may không tăng mạnh. Mặt đất của quận Hạ Mã vẫn còn nước đọng sâu hai thước, tuy nhiên mực nước sông Hạ Mã giảm xuống không ít, đã không còn cuồn cuộn dâng lên, không còn khí thế như lũ nữa, những dân thành phố chưa thấy qua nước lớn, cũng xem như được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên Hạ Tưởng và Lý Hàm vừa chạm mặt nhau, hai người căn cứ vào sự tổng hợp tình hình ở các nơi, vẫn cảm thấy tình hình không mấy lạc quan. Bởi vì theo tin tức mới nhất của Đài Khí Tượng, thế mưa có khả năng nghiêng về hướng Tây Bắc, chính là nói mưa ở thành phố Yến và quận Hạ Mã sẽ không to lên, nhưng vì phía Tây Bắc thành phố Yến có núi, có nguyên nhân tầng đối lưu, mây tích mưa đều hướng về phía Tây Bắc mà tụ hội, có khả năng sẽ hình thành một trận mưa như chút ở phía Tây Bắc. Nơi 20 km ở Tây Bắc, chính là hồ chứa nước Nam Sơn. Hồ chứa nước Nam Sơn dung lượng không nhỏ, nhưng dung lượng thiết kế và dung lượng thực tế sẽ có chênh lệch, hơn nữa đập lớn xây dựng năm đó chưa chắc có năng lực chống chọi với lũ lụt quá lớn. Hạ Tưởng và Lý Hàm nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất an trong mắt của đối phương. Hồ chứa nước Nam Sơn không chỉ liên quan đến nước dùng của gần 3 triệu dân chúng toàn thành phố Yến, còn liên quan đến việc trợ giúp nước sinh hoạt cho thủ đô, quả thực là quan trọng nằm trong quan trọng. Hơn nữa hồ chứa nước Nam Sơn cách thánh địa cách mạng chỉ có mấy cây em, có thể nói gần trong gang tấc. Tình hình nguy hiểm của sông Hạ Mã vừa mới được hóa giải, liền nghe được tin tức hồ chứa nước Nam Sơn sắp nguy cấp, đã khiến Hạ Tưởng trong lòng trầm xuống. Phó Tiên Phong đêm qua cũng cả đêm đến hồ chứa nước Nam Sơn, Hồ Tăng Chu không đi, mà tham gia hội nghị khẩn cấp do tỉnh ủy tổ chức, nghiên cứu đối sách. Vừa bắt đầu, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng vô cùng chú ý đến tình hình sông Hạ Mã, nhiều lần nhắc nhở Hồ Tăng Chu phải chú ý chặt chẽ tình hình nguy hiểm của sông Hạ Mã, phải dốc toàn lực để giúp đỡ việc chống lũ cứu nạn ở quận Hạ Mã, bởi vì sông Hạ Mã là con sông trong nội thành duy nhất của thành phố Yến thậm chí là tỉnh Yến. Trong lúc tỉnh ủy đang muốn xác định quan điểm cơ bản của hội nghị là toàn lực giúp đỡ quận Hạ Mã, Phó Tiên Phong gọi điện tới, nói là hồ chứa nước Nam Sơn nguy cấp, đồng thời, cùng lúc báo cáo tình hình nguy hiểm, đã nhấn mạnh tính quan trọng của hồ chứa nước Nam Sơn với Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng nghe xong báo cáo của Phó Tiên Phong, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hồ chứa nước Nam Sơn một khi xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng đến nguồn nước uống của mấy triệu dân thành phố Yến không nói. Ngộ nhỡ ảnh hưởng đến việc trợ giúp nước dùng cho thủ đô, lãnh đạo trung ương trách tội xuống, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm chính trị lớn như thế. Sau đó hội nghị được tổ chức lần nữa, quan điểm chủ yếu đã thay đổi, phải huy động sức lực toàn thành phố, bảo đảm an toàn cho hồ chứa nước Nam Sơn, sự an nguy và tình hình nguy hiểm của sông Hạ Mã, liền bị dẹp sang vấn đề thứ yếu. 7 giờ hơn, ánh mặt trời đã chiếu rọi, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Hồ Tăng Chu. Hạ Tưởng, hội nghị của tỉnh ủy và thành ủy quyết định, nhiệm vụ đầu tiên là bảo vệ hồ chứa nước Nam Sơn, nhiệm vụ thứ hai là bảo đảm an toàn cho sông Hạ Mã. Tôi nói hết ngọn ngành cho cậu, trên cơ bản sông Hạ Mã sẽ dựa vào chính mọi người rồi, Trung ương đã gọi điện tới, yêu cầu cần phải bảo đảm an toàn cho hồ chứa nước Nam Sơn. Phải có ý thức lấy đại cục làm trọng, tỉnh ủy và thành ủy e là không lấy được nhân lực giúp đỡ các cậu. Hiện tại đại bộ phận tinh binh đều cố gắng đi về hồ chứa nước Nam Sơn rồi, hồ chứa nước Nam Sơn toàn tuyến cấp báo. Xem ra không phải Phó Tiên Phong thổi phồng rồi, mà là hồ chứa nước Nam Sơn quả thực nguy cấp. Vừa tắt điện thoại của Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Cao Hải. Hạ Tưởng, có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bây giờ hồ chứa nước Nam Sơn bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm nước lũ trên núi đổ xuống. Làm sao có thể, Hạ Tưởng kinh ngạc. Sau đó trong sự trần thuật lại của Cao Hải, Hạ Tưởng mới hiểu rõ là chuyện gì, ban đầu dung lượng nước của hồ chứa nước Nam Sơn không ít, thiết kế tuy cũ, nhưng với mức độ thế mưa hiện tại, cũng không đủ để hồ chứa nước hình thành sự đe dọa,
nhưng vì chỉ huy sai lầm của Phó Tiên Phong, kết quả dẫn đến hồ chứa nước Nam Sơn trở thành một quả bom rất lớn. Mưa lớn vừa chút xuống, liền có nhân viên kỹ thuật hướng Phó Tiên Phong kiến nghị tháo nước xả lũ, vì hồ chứa nước Nam Sơn bình thường lượng nước cất trữ chỉ có 1/10 dung lượng thiết kế, từ trước tới giờ chưa khi nào tới 1/5. Tuy dựa theo thiết kế ban đầu, cho dù mực nước của hồ chứa lên trên mực nước cảnh giới, cũng có thể an toàn vô sự, nhưng dù sao hồ chứa nước đã xây dựng được 50 năm rồi, không dám đảm bảo dung lượng nước vượt quá 1/5 còn có thể bảo đảm an toàn. Nhưng Phó Tiên Phong lại không nghe lời của nhân viên kỹ thuật, gã cho rằng thành phố Yến xưa nay thiếu mưa ít nước, hồ chứa nước Nam Sơn cũng luôn trong tình trạng thiếu nước, hàng năm khi trợ giúp nước dùng cho thủ đô, luôn là kéo vạt áo hở cổ tay, bây giờ cơ hội đến rồi, vừa lúc có thể lợi dụng trận mưa to trăm năm không gặp, trữ nước nhiều một chút, cũng tốt để trợ giúp nước cho thủ đô nhiều một chút. Thử nghĩ, gã đảm nhiệm chức thị trường, cung cấp nước sinh hoạt cho thủ đô lại nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa không còn cần phải như trước đây luôn trả giá một hồi mới vận chuyển nước vào thủ đô. Như vậy, gã ở trong mắt lãnh đạo trung ương, tăng thêm không ít ấn tượng, cũng khiến gã trong gia tộc, có thêm thể diện, là một chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Phó Tiên Phong thậm chí còn có ý nghĩ là may có trời giúp ta, cho nên gã kiên trì với quan điểm của mình, mệnh lệnh từ bây giờ bắt đầu trữ nước, trước khi mực nước chưa dâng lên đến vài cảnh giới, không được phép mở cống xả lũ. Nhân viên kỹ thuật họ Hoàng, gọi là Hoàng Hiểu Minh, cùng họ cùng tên với ngôi sao điện ảnh Hoàng Hiểu Minh, nhưng diện mạo bình thường, tuy nhiên tính cách lại thẳng tính, không sợ quyền thế của Phó Tiên Phong, cùng Phó Tiên Phong tranh luận đúng sai, không nói hồ chứa nước Nam Sơn nhiều năm không tu sửa, không chỉ là đập phòng vệ có khả năng không chống đỡ nổi lượng nước 1/5, cho dù là xung quanh rất nhiều vách núi cũng có thể bị ăn mòn, áp lực một khi lớn lên, thì có khả năng vỡ đê. Cũng chính là nói. Dung lượng nước trước mắt là dung lượng an toàn nhất cho hồ chứa nước Nam Sơn, quá một phân nguy hiểm một phân, bởi vì không biết ở chỗ nào sẽ đột nhiên nhô lên một cái mồm rộng, từ đó dẫn đến nước lũ trên núi đổ xuống. Hồ chứa nước Nam Sơn cách phía đông thành phố Yến 20 km, cách phía tây thánh địa cách mạng không đến 3 km, phía nam phía bắc là núi lớn, một khi sụp đổ, chỉ có hai nơi có thể xả lũ, một là hướng phía tây, hai là hướng phía đông. Hướng về phía tây. Thánh địa cách mạng không dễ xâm phạm, không bất kỳ người nào dám xuống lệnh xả lũ về thánh địa cách mạng, trách nhiệm chính trị ai cũng không gánh nổi. Hướng về phía đông, là sinh mạng của mấy triệu dân thành phố Yến, cũng không thể gánh được trách nhiệm. Bởi vậy, việc cãi lý của Hoàng Hiểu Minh, hoàn toàn hợp tình hợp lý, cũng là suy xét từ đại cục, là biểu hiện của một nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm có cách nhìn nhận có triển vọng, nhưng lý do của y không đả động được Phó Tiên Phong. Trong xương cốt của Phó Tiên Phong, có tâm lý đầu cơ thâm căn cố đế của Phó gia. Ban đầu Phó gia trong gia tộc ở thủ đô, cũng không thuộc vào đẳng cấp gì, cũng không đáng chú ý, nhưng vì có mấy lần đầu cơ hiểm trong hiểm được vận hành thích đáng, thành công mà khiến cho Phó gia hái được lợi ích hậu hĩnh, mới khiến cho Phó gia cuối cùng bộc lộ toàn bộ tài năng, đứng cuối trong 4 gia tộc. Bởi vậy, theo cách nhìn của Phó Tiên Phong, cơn mưa lớn trăm năm không gặp lúc này, chính là cơ ngộ vô cùng lớn trăm năm không gặp trong sinh mạng chính trị của gã. Thà rằng giết nhầm, chứ không thể buông tha. Một kỹ thuật viên nho nhỏ thì hiểu được gì. Ăn nói bừa bãi mà thôi, núi lớn và đập lớn bằng bê tông, sẽ bị đè sụp. Nói đùa, số liệu trên kỹ thuật và GDP của chính phủ giống nhau, đều có chỗ khuyết đại không thực tế, không đáng tin và không thể tin hoàn toàn, nếu tin hoàn toàn chính là kẻ ngốc rồi. Rất nhiều ô tô ghi rõ trọng tải là 30 tấn, ai không kéo lên tới 50 tấn. Không phải bình an như nhau mà chạy tới chạy lui sao? Phó Tiên Phong liền không kiên nhẫn mà ngắt ngang lý luận của Hoàng Hiểu Minh, trực tiếp sai người bảo y ra ngoài cho xong chuyện, không muốn nghe y léo nhéo ở bên tai mãi. Những lãnh đạo địa phương và nhân viên quản lý hồ chức nước nịnh nọt bỡ đỡ, đều không dám nói thêm một câu khiến ngài thị trưởng không vui, đều thuận theo lời của Phó Tiên Phong mà nói là hồ chứa nước Nam Sơn phòng thủ kiên cố, tuyệt đối có thể bảo đảm chắc chắn không sai sót nhầm lẫn. Thị trưởng Phó thế chút nước từ trên xuống, có cái nhìn lâu dài, bây giờ chính là thời cơ rất tốt để trữ nước. Hơn nữa mấy chục đến 100 máy bơm nước thị trưởng Phó điều đến, vào thời khắc mấu chốt có thể xem là tác dụng lớn, có thể hóa giải áp lực cho đập, có thể hút nước giảm áp lực, v.v., khiến cho Phó Tiên Phong có chút lâng lâng, nhận định quyết định của bản thân là quyết sách chính xác duy nhất. Nhưng sau khi Vu Phồn Nhiên và Cao Hải thị sát một vòng ven đập lại đưa ra ý kiến khác, bởi vì hai người thực tế mà xem xét đập nước,
quả thực nhiều năm chưa tu sửa, hơn nữa còn hỏi không ít nhân viên công tác của hồ chứa nước, thống nhất nguyên tắc và quan điểm xử lý là khả năng trữ nước của hồ chứa nước Nam Sơn có hạn, dung lượng nước thiết kế ban đầu căn bản không suy xét tình trạng mưa to ngàn năm không gặp, hơn nữa người dân thôn ở gần đấy còn phản ánh với Vu Phồn Nhiên và Cao Hải một tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Phía nam hồ chứa nước và núi lớn ở phía bắc, có nguy hiểm nước lũ trên núi đổ xuống, bởi vì trên núi mạch suối phong phú, bây giờ mưa lớn không ngừng, các nơi dòng suối hội tụ thành sông nhỏ lại hình thành sông lớn, sẽ có khả năng hình thành nước lũ trên núi. Nước lũ trên núi một khi đổ xuống, hậu quả không thể lường được. Vu Phồn Nhiên và Cao Hải vội vàng báo cáo với Phó Tiên Phong, đề xuất tốt nhất bây giờ sẽ mở cống xả lũ, nếu không đợi khi thế nước quá lớn không thể khống chế, lại chẳng may dẫn phát nước lũ trên núi đổ xuống, thì có khả năng tạo thành hậu quả không thể ước lượng. Phó Tiên Phong đã quyết định chủ ý phải mượn cơ hội đánh cuộc một phen, gã cũng đã hỏi ý kiến chuyên gia đài khí tượng tỉnh, nói là có khả năng sẽ có trận mưa lớn ở khu vực hồ chứa nước Nam Sơn, lượng mưa này đạt đến lượng mưa của trận mưa rất to. Tuy đã có sự cảnh báo của chuyên gia đài khí tượng, nhưng khi Phó Tiên Phong nhìn thấy lượng nước chưa đủ 1/5 vạch mực nước thiết kế của hồ chứa, còn cho rằng mưa lớn đã rơi một ngày một đêm, cho dù có thêm một trận mưa thật to nữa, cũng chưa chắc đã có được bao nhiêu nước. Bây giờ nước trữ trong hồ chứa nước mới chỉ là 1/5, sau cơn mưa to, có thể đạt tới 1/3 là không sai. 1/3, dù là đập nước cổ xưa cũng có thể chống vững, làm sao cũng không thể làm vỡ đê, hơn nữa cho dù nếu chẳng may vỡ đê, cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên mặt thiết kế hồ chứa nước, gã cũng không cần phải gánh bao nhiêu trách nhiệm lãnh đạo. Hơn nữa nói trắng ra, làm sao có thể vỡ đê được chứ? Chương 756, mượn việc công trả thù riêng. Phó Tiên Phong khăng khăng ý kiến của bản thân, lời của ai cũng không nghe, trực tiếp phủ quyết ý kiến của Vu Phồn Nhiên và Cao Hải. Hơn nữa khiến gã cảm thấy vui mừng chính là, trời vừa sáng, cơn mưa rất to như hẹn mà tới, nhưng mưa to cứ thế rơi đến 9 giờ, khi mắt thấy thế mưa nhỏ dần, hồ chứa nước vẫn bình yên vô sự, lượng nước trữ lại tăng lên không ít, gã liền không khỏi mừng thầm trong lòng ăn chắc rồi, từ nay về sau muốn không phát đạt cũng khó đấy. Không ngờ cái ý niệm vui sướng của Phó Tiên Phong vừa dấy lên, liền đột nhiên nghe được một tiếng núi lở đất sụt vang dội cực lớn, làm gã ta giật mình ngồi thụp xuống đất. Chưa kịp làm rõ là chuyện gì, thì từ xa nghe vọng đến âm thanh rít gầm chói tai, giống như vạn mã phi băng băng, lại như rời núi lấp biển, trong nháy mắt, sắc mặt Phó Tiên Phong trắng ngoét, đến cả nói cũng lắp ba lắp bắp. Sao, sao thế, xảy ra chuyện gì thế? Vừa dứt lời, liền có người chân nam đá chân chiêu từ ngoài lao vào. Không hay rồi, không hay rồi, nước lũ trên núi đã đổ xuống. Cái gì, tất cả mọi người có mặt đều giật nảy người, Phó Tiên Phong lập tức cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, gã ta vốn đang đứng, phút chốc ngồi sụp xuống ghế, lắp bắp hỏi một câu. Sao có thể là nước lũ trên núi đổ xuống? Câu hỏi này thật sự rất không có tu dưỡng hàng ngày, lại không có trình độ, nhưng không có ai quan tâm để ý đến gã, tuy gã là thị trưởng, nhưng tiếng vang long trời lở đất khiến cho dưới chân lung lay, tất cả mọi người lao ra bên ngoài trước tiên, muốn tận mắt chứng kiến rốt cuộc đã xảy ra biến đổi lớn gì. Phó Tiên Phong cũng không quan tâm chỉ trách đến sự thất lễ của người khác, cũng theo sau mọi người chạy ra bên ngoài phòng, chỉ thấy trên núi xa, một khối đá rất lớn nặng nề từ từ rơi xuống. Sau đó rơi vào trong hồ chứa nước, tạo nên một đợt sóng rất lớn. Sau khi khối đá to rơi xuống, từ phía sau khối đá trào ra một dòng nước lũ như con rồng lớn, cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong hồ chứa nước, dưới sự đổ vào của mười mấy vòi rồng, mực nước trong hồ chứa nước với tốc độ tận mắt có thể thấy đang dần dần dâng lên. Cứ như thế này, không đến mấy tiếng đồng hồ, nước trữ trong hồ chứa đừng nói đạt đến dung lượng 1/3, phỏng chừng chưa đến buổi chiều, là có thể đạt đến toàn bộ dung lượng. Người phụ trách văn phòng quản lý hồ chứa nước kinh hoàng, giọng nói run bắn lên. Thị trưởng Phó, nếu tiếp tục không tháo cống xả nước thì e không kịp mất, cống nước của hồ chứa nước Nam Sơn thiết kế rất nhỏ, lượng nước xả ra có hạn, lũ núi một khi đổ xuống, lượng nước xả ra không kịp với lượng nước đổ xuống, sẽ có nguy hiểm làm sụp đổ đập nước. Phó Tiên Phong cũng không còn vui nổi với cái tâm trạng đánh bạc của mình, dưới chân ở nơi không xa sóng cả cuồn cuộn. Trong nháy mắt dường như có thể nuốt chửng gã, nịnh bợ lãnh đạo trung ương. Trước mắt bảo vệ cái mạng quan trọng hơn, gã vội vung mạnh tay. Tháo nước, khẩn trương tháo nước. Người phụ trách nhận lệnh mà đi,
không đến 10 phút lại vội vàng quay về, vẻ mặt hoảng sợ, đến trước mặt Phó Tiên Phong, chân mềm nhún, không ngờ ngồi luôn xuống đất. Thị trưởng Phó, đại sự không tốt, khối đá lớn khi nãy đã chặn mất miệng cống, bây giờ miệng cống không thể mở được. Hả, Phó Tiên Phong sợ đến run lên cầm cập, chiếc bộ đàm vẫn luôn trên tay bỗng chốc rơi xuống đất. Chiếc bộ đàm bật nảy lên ở dưới đất một lúc, giống như vận động viên nhảy cầu phấn đấu quên mình, lấy đà nhảy phốc lên, nhảy xuống hồ chứa nước Nam Sơn. Trong sóng cả cuồn cuộn, đến cả một gợn sóng nhỏ cũng không bắn lên, biến mất không còn thấy bóng dáng. Phó Tiên Phong sợ run bắn lên, vội lùi về sau mấy bước, e sợ gã cũng không cẩn thận mà rơi xuống hồ chứa. Làm sao đây, làm sao bây giờ đây? Gã ta cũng sốt ruột rồi, sự tình vừa khéo, chỉ rớt xuống người gã, may mắn một phần vạn chính là sự xui xẻo 100% rồi. Phó Tiên Phong đã mất đi sự trấn tĩnh và ung dung chỉ huy ban nãy, cái gọi là phong độ lãnh đạo và phong thái một lời mà quyết đều hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có sự bất lực và tuyệt vọng. Cho dù Phó Tiên Phong không hiểu về thủy lợi, không phải là nhân viên kỹ thuật, gã cũng có thể nhìn ra, trong tiếng nổ mạnh mẽ ấy, vô số vòi rồng với thế khí phách lớn lao chút nước xuống, thời gian nói chuyện, mực nước đã dâng lên hơn nửa mét. Quá khủng bố rồi, quá ghê rợn rồi, Phó Tiên Phong lần đầu tiên trong đời cảm nhận được uy lực của mẹ thiên nhiên, gần như đứng cũng không vững. Đương nhiên, còn có bởi vì hậu quả nghiêm trọng mang đến mà dẫn phát ra phản ứng dây chuyền, cũng khiến gã ớn lạnh trong lòng. Không còn cách nữa rồi, nếu sớm xả nước, cũng không có tình hình nguy hiểm bây giờ. Hoàng Hiểu Minh không biết từ đâu chạy đến, còn không hề nể mặt thị trưởng Phó Tiên Phong. Thị trưởng Phó, biết trước như bây giờ thì lúc trước việc gì phải thế? Bây giờ chỉ còn một con đường có thể đi, nhanh chóng chạy thoát thân là quan trọng nhất, muộn chút nữa, đập nước sụp xuống, ông đường đường là thị trưởng chết đuối ở hồ chứa nước Nam Sơn. Cũng thành một tin tức rất đặc biệt đấy. Hoàng Hiểu Minh quả nhiên lợi hại, dám trước mặt châm chọc thị trưởng, về sau cái vị trí nhân viên kỹ thuật của hồ chứa nước Nam Sơn này, thì đừng có mơ mà làm nữa. Phó Tiên Phong sắc mặt xanh mét, nhưng gã không hiểu kỹ thuật, lại thấy người phụ trách hồ chứa nước đều mỏi mắt trông chờ mà nhìn Hoàng Hiểu Minh, biết Hoàng Hiểu Minh là nhân viên kỹ thuật quyền uy nhất của trạm quản lý hồ chứa nước, nên chỉ đành nhẫn nhịn mà hỏi. Đồng chí Hiểu Minh, bây giờ không phải lúc nói mát, bây giờ lửa đã cháy xém lông mày rồi, cậu đưa ra một phương án, vì sự an nguy của hồ chứa nước Nam Sơn, vì hồ chứa nước sinh mạng của nhân dân thành phố Yến. Hoàng Hiểu Minh xua tay, một bước đi đến phía trước bộ chỉ huy, lấy một bản vẽ mở ra trên bàn, dùng tay chỉ vào góc trên cùng của bản đồ. Có ba phương án xả lũ, một là cho nổ miệng cống, chuyện phiền toái là miệng cống một khi bị nổ, nước trong hồ chứa sẽ chảy hết không còn một giọt. Đợi sau khi mưa tạnh, sẽ khôi phục lại miệng cống, lần nữa đợi hồ chứa bắt đầu có nước trữ lại, chí ít cần một tháng. Phó Tiên Phong lập tức phủ quyết phương án này. Không được, hồ chứa một tháng không có nước, dân thành phố Yến ăn gì đây? Nếu tôi để cho dân thành phố Yến một tháng không có nước dùng, thành phố Yến sẽ lâm vào hỗn loạn. Sự lo lắng sâu xa nhất mà gã không dám nói ra là, cho dù còn có một chút lượng nước có thể miễn cưỡng cung cấp cho thành phố Yến. Nhưng nếu không thể trợ giúp cho thủ đô, gã cũng bị lãnh đạo trung ương phê bình đến không tìm thấy phương hướng nữa. Phương án thứ hai, cho nổ đập nước phía Tây, để nước lũ chảy về đồng bằng phía Tây, nếu không đợi đến khi lượng nước trong hồ đến mức độ nhất định, có khả năng toàn bộ đập sẽ bị sụp đổ. Hoàng Hiểu Minh dùng tay chỉ vào phía Tây. Phó Tiên Phong vừa nhìn, nơi không xa chỗ Hoàng Hiểu Minh chỉ, chính là thánh địa cách mạng. Xả lũ về hướng Tây, cự ly mấy cây em. Thế nước xuôi dòng đổ xuống, mười mấy phút đã có thể biến thánh địa cách mạng thành một vùng ngập nước. Nghĩ đến hàng năm mấy nhân vật đứng đầu trung ương đều đến thánh địa cách mạng tham quan, hơn nữa thành phố Yến còn đặc biệt xây dựng quốc lộ thượng đẳng thông tới thánh địa cách mạng, xả lũ về thánh địa cách mạng sao? Phó Tiên Phong chỉ có một cái đầu. Nếu là thời cổ đại, là tội bị chém đầu. Còn bây giờ, một khi gã làm chuyện này, không đến hai tháng, tiền đồ của cái chức thị trưởng của gã xem như xong. Ai bảo đảm cũng vô dụng, về sau liệu sẽ có thể bắt đầu lại. Khả năng không thể là 90%. Vết bẩn chính trị quá lớn, chọc vào không phải là tổ ong vỏ vẽ, là con mắt của cấp cao nhất. Cấp cao nhất không phẫn nộ mới là lạ. Phó Tiên Phong xua tay lia lịa, lại phủ quyết phương án thứ hai của Hoàng Hiểu Minh. Hoàng Hiểu Minh dường như sớm đã dự đoán được lựa chọn của Phó Tiên Phong, dùng tay chỉ về phía đông. Phương án cuối cùng,
cho nổ đập nước ở hướng đông, xả lũ về thành phố Yến. Phó Tiên Phong như hít phải một hơi khí lạnh. Gã bây giờ cũng rõ ràng mà nhận thức được thế cục trước mắt, thật giống như những gì Hoàng Hiểu Minh nói, không còn đường có thể lui. Phía nam và phía bắc là núi lớn, nghĩ muốn cho nổ tung núi lớn là chuyện nghìn lẻ một đêm, phía tây là thánh địa cách mạng, nghĩ cũng không muốn nghĩ, trước mắt chỉ có phía đông là có thể đi, để nước lũ cuồn cuộn chảy về thành phố Yến. Hồ chứa nước Nam Sơn cách thành phố Yến 20 km, ở giữa là đường núi và làng mạc không nhiều, chỉ có 2-3 nơi, 2 tiếng đồng hồ có thể sơ tán xong, hơn nữa vùng đồng ruộng rộng lớn 20 km vừa khéo có thể hóa giải sức xung kích của nước lũ. Đương nhiên, tổn thất của thôn xóm vẫn rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể suy xét được nhiều như thế. Phó Tiên Phong trong nháy mắt đưa ra quyết tâm, quyết định. Xả lũ về hướng đông, lập tức sơ tán người dân ở thôn làng ven đường. Phồn Nhiên, ông phụ trách an toàn ở hai bên quốc lộ, Cao Hải, ông phụ trách sơ tán thôn, cho hai ông thời gian 2 tiếng. Phu Phồn Nhiên và Cao Hải kiên định mà gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài. Phó Tiên Phong lại mang đến một tấm bản đồ địa hình chi tiết của thành phố Yến, ngồi cùng Hoàng Hiểu Minh nghiên cứu làm thế nào để đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất. Cho dù gã rất không hài lòng với Hoàng Hiểu Minh, cảm thấy Hoàng Hiểu Minh có chút tính cách cậy tài khinh người, giống như Dương Tu. Phó Tiên Phong cố nhẫn nhịn, tạm thời xem mình là Tào Tháo. Chính là cách dùng người, trước tiên vượt qua khó khăn trước mắt rồi nói sau. Nửa tiếng sau, mực nước đã dâng lên vị trí 1/3 dung lượng thiết kế của hồ chứa, lúc này phóng tầm mắt nhìn ra, hồ chứa nước Nam Sơn to hơn lúc bình thường gấp hơn 3 lần, khói sóng mênh mông cuồn cuộn, không bờ bến, mà mấy cái vòi rồng vẫn cuồn cuộn không ngừng, sự hùng vĩ giống như khi đập nước cỡ lớn tháo cống xả nước. Hồ chứa nước lộ ra hình cái phễu, càng hướng về phía trên mặt nước càng rộng, đồng thời, động năng của sự hội tụ dòng chảy càng lớn, nói cách khác, nếu đê vỡ, sức xung kích sẽ rất kinh người. Lại thêm nửa tiếng đồng hồ, sau khi tất cả mọi người đã sơ tán toàn bộ, mực nước tuyệt đối có thể dâng lên vị trí 1/2, sẽ khiến hồ chứa nước từ khi xây dựng đến nay, lần đầu tiên có lượng nước trữ nhiều nhất trong lịch sử, chỉ tiếc là, sau một tiếng vang lớn, sắp sẽ chảy hết, sạch bách không còn gì. Nếu có thể giữ lại tất cả, tất sẽ trở thành món quà tặng cho thủ đô, phải là một phần chính tích rất lớn. Phó Tiên Phong thầm kêu đáng tiếc, nhưng lại không có cách nào khác. Trận mưa lớn trăm năm không gặp không thể trở thành kỳ ngộ trăm năm khó gặp của gã, thật là thời gian không đợi người. Không ngờ mới sau một tiếng, mực nước đã dâng lên đến vạch 1/2, lúc này một lần nữa nhìn hồ chứa nước Nam Sơn, như biển lớn sóng dâng ào ạt, đứng trên đập nước, cảm nhận được sự nhỏ bé của nhân loại và uy lực của mẹ thiên nhiên, khiến người ta không khỏi tự chủ mà trong lòng dâng lên ý vừa kính vừa sợ. Gọi điện thoại đi, Phu Phồn Nhiên và Cao Hải đều nói. Chỉ còn cần nửa tiếng đồng hồ nữa mới có thể sơ tán xong toàn bộ. Theo tình hình này, sau nửa tiếng đồng hồ, mực nước có khả năng tiếp tục dâng lên trên vạch 2/3, vô cùng khẩn cấp. Phó Tiên Phong chằm chằm nhìn vào bản đồ không rời, đem bản đồ địa hình của thành phố Yến tỉ mỉ nghiên cứu mấy lần, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề quan trọng. Sau khi nước lũ của hồ chứa nước Nam Sơn xả về thành phố Yến, đứng mũi chịu sào chính là quận Hạ Mã. Mà trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu nằm ở đầu phía tây bắc quận Hạ Mã, cũng là nơi đầu tiên mà cơn sóng lũ ập tới. Trang trại chăn nuôi là chỗ mạch máu của tập đoàn Tứ Ngưu, cũng là việc liên quan đến lợi ích bản thân của Phó Tiên Phong, gã không thể không thận trọng làm việc. Địa thế thành phố Yến là hướng tây bắc lệch về hướng đông nam, hồ chứa nước Nam Sơn một khi vỡ, với thế nước lũ xung kích, khoảng cách 20 km, cũng không cần bao lâu. Chỉ mong là đồng ruộng rộng lớn trong 20 km có thể hóa giải phân tán thế nước của con lũ, đến thành phố Yến, chỉ hình thành một dòng chảy với uy lực không lớn là tốt rồi. Biện pháp của không có biện pháp, cũng không quan tâm được quá nhiều, ngộ nhỡ đê vỡ, e là tổn thất sẽ càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Phó Tiên Phong bỗng nhiên mắt sáng lên, gã vạch tay lên khoảng cách giữa hồ chứa nước Nam Sơn đến thành phố Yến, bỗng nhiên trong lòng lóe lên một ý niệm, nếu chỗ đê vỡ lệch về hướng đông bắc một chút. Đứng mũi chịu sào dòng nước chảy là trang trại chăn nuôi của Tứ Ngưu. Nhưng nếu lệch về hướng đông nam, dòng nước sẽ xung kích vào thành phố Yến, đầu tiên sẽ ập vào quận Hạ Mã ở phía tây thành phố Yến. Phó Tiên Phong chống ngực nhanh hơn, cho dù gã cũng biết rõ là quận Hạ Mã toàn tuyến nguy cấp, việc liên quan đến sự an nguy của 100.000 dân quận Hạ Mã, nhưng sông Hạ Mã là sông chính tích của Hạ Tưởng, là sông kinh tế của quận Hạ Mã,
mà trang trại chăn nuôi là gốc rễ của tập đoàn Tứ Ngưu, nếu có khả năng, ai cũng nguyện ý làm lung lay gốc rễ của người khác, không muốn để lợi ích của bản thân chịu một chút tổn hại nào. Phó Tiên Phong chỉ do dự một chút, trong lòng âm thầm đã có quyết định. Gã lại e sợ là tính toán của gã có sai sót, lại gọi Hoàng Hiểu Minh tới, nói ra ý tưởng của gã, Hoàng Hiểu Minh mang thước đến tính toán, loay hoay rất lâu mới nói. Trên lý luận ý tưởng của thị trưởng phó là chính xác, nhưng cũng không loại bỏ được sự bất trắc xuất hiện. Nhưng nói về kỹ thuật thì cho qua được. Hoàng Hiểu Minh chỉ là nhân viên kỹ thuật, y không suy xét đại cục, cho dù hướng mở của đập nước khác nhau, tổn thất tạo thành sẽ có sự khác biệt bao nhiêu. Một tiếng sau, mực nước dâng lên vạch 3/4, công việc nổ mìn đã vào vị trí, Phó Tiên Phong đã cho người thông báo tới quận Hạ Mã, làm tốt chuẩn bị đón nước lũ. Nhưng lại không nói chi tiết lượng nước sẽ nhiều bao nhiêu, điểm tới đầu tiên là chỗ nào. Sau khi Vu Phồn Nhiên sơ tán làng mạc ven đường, lập tức quay trở về ban chỉ huy hồ chứa nước, ông muốn ở cự ly gần quan sát một chút cảnh tượng xả lũ, và xem thêm còn có chỗ nào mà công tác chưa vào vị trí. Phó Tiên Phong ở bên ngoài chỉ huy bố trí, ông liền đi vào trong phòng, trong vô ý phát hiện một tấm bản đồ ở trên bàn, tiến lại gần nhìn là bản đồ địa hình thành phố Yến, nhìn kỹ hơn, bên trên dùng bút đỏ đánh dấu vào nơi cho nổ mìn. Nước chảy và hướng chảy ở mỗi nơi nổ mìn đều có đánh dấu khác. Vu Phồn Nhiên lúc đầu không để ý lắm, chỉ nhìn qua, rồi xoay người định đi, bỗng nhiên lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng, lại quay người lại, tập trung nhìn một lần nữa, mới phát hiện hai địa điểm đánh dấu, điểm xung kích đầu tiên của dòng chảy tới thành phố Yến hoàn toàn khác nhau, một nơi là trang trại chăn nuôi của Tứ Ngưu, một là sông Hạ Mã. Sông Hạ Mã, ông bất thình lình thấy giật mình. Khi biết hôm nay Phó Tiên Phong toàn quyền chỉ huy chống lũ, đặc biệt hạ lệnh đem toàn bộ máy bơm nước điều tới hồ chứa nước Nam Sơn. Tuy nói vẫn chưa dùng tới, nhưng ai cũng không thể chỉ trích mặt suy xét chu toàn của thị trường. Trong lòng ông lại biết rõ, Phó Tiên Phong có ý nhân cơ hội gây khó khăn cho Hạ Tường. Sông Hạ Mã toàn tuyến nguy cấp, trong lòng ông cũng biết rõ, lại nhìn vào bản đồ địa hình trước mắt, trong lòng hiểu rõ được mấy phần. Ánh mắt đảo qua, thấy xung quanh không có ai. Chỉ có một mình Hoàng Hiểu Minh cúi đầu vẽ đồ họa, ông liền dấn lên phía trước, đưa một điếu thuốc qua. Đồng chí Hiểu Minh, nghiệp vụ của cậu rất thành thạo, là một đồng chí không tồi. Hoàng Hiểu Minh hơi ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười. Có tác dụng gì, tôi đã đắc tội thị trưởng rồi, sự việc qua đi, phòng quản lý hồ chứa nước Nam Sơn tuyệt đối không có chỗ cho tôi khẳng định phải rời đi. Tôi lại có thể sắp xếp cho cậu một công việc, với tài hoa của cậu. Nơi cần cậu có rất nhiều. Vu Phồn Nhiên mang vẻ mặt mỉm cười thăm dò. Hoàng Hiểu Minh ngẩn người ra, tuét miệng cười. Phó thị trưởng Vu, ngài muốn biết gì, thì cứ hỏi tôi có thể nói, khẳng định sẽ nói. Nước sông Hạ Mã vào khoảng 11 giờ trưa, đã quay về mực nước bình thường, Hạ Tưởng cuối cùng cũng ngủ được một chút, ăn ít đồ ăn, khôi phục lại chút tinh thần. Lúc trước hắn đã nhận được thông báo hồ chứa nước Nam Sơn phải xả lũ. Nhưng cũng không bận tâm. Hồ chứa nước Nam Sơn cách thành phố Yến 20 km, nước có lớn nữa, xả lũ qua 20 km, chia đều lên mấy chục cây em vuông ruộng hoang, nước đọng cũng không quá sâu. Cho dù từ giữa hồ chứa nước Nam Sơn đến thành phố Yến không phải là vùng đất bằng phẳng, nhưng trên cơ bản tất cả là vùng đồng bằng, hơn nữa ở giữa hoang vắng, cũng xem như là biện pháp tốt để xả lũ. Hạ Tưởng rất rõ tình cảnh của hồ chứa nước Nam Sơn. Phía nam và bắc toàn là núi, hướng tây lại là thánh địa cách mạng, chỉ có một con đường có thể đi là xả lũ về hướng đông, chỉ là hắn không dự đoán được, hồ chứa nước Nam Sơn lại đột nhiên nước lũ trên núi đổ xuống, nguy cấp đến mức độ cần phải cho nổ đập tháo lũ. Sau khi nước lũ của hồ chứa nước Nam Sơn đến thành phố Yến, đứng mũi chịu sào là quận Hạ Mã, với tốc độ hút nước như bây giờ, qua mấy tiếng nữa, nước sông Hạ Mã sẽ có thể xuống thấp một nửa, cho dù nước lũ ập tới. Cũng sẽ có thể ứng phó. Hơn nữa một điểm khiến hắn được an ủi nhất là, thế mưa đã giảm đi không ít, mưa to đã chuyển thành mưa vừa. Chia sẻ nỗi lo lắng vì thành phố Yến, suy nghĩ vì hồ chứa nước Nam Sơn, hy sinh cho việc lấy đại cục làm trọng, những đạo lý này Hạ Tưởng cũng hiểu, cũng có thể lý giải, điều khiến hắn lo lắng duy nhất là, nếu ngày mai trời quang mây tạnh thì tốt, nếu trời tiếp tục đổ mưa to, sông Hạ Mã thực sự tiêu không nổi. Cũng may dự báo của đài khí tượng nói, đêm hôm nay trời âm u chuyển sang nhiều mây, ngày mai hẳn sẽ là trời đẹp, khiến Hạ Tưởng thở phào một hơi nhẹ nhõm,
Cơ bản tất cả các lãnh đạo đảng và chính quyền quận Hạ Mã bao gồm cả hắn trong đó đều vô cùng mệt mỏi rồi. Có người xả lũ, có người huy động quần chúng, có người ổn định lòng dân, tóm lại, ai ai cũng mệt đến kiệt sức, không có một chút rảnh rỗi. Trong lúc Hạ Tưởng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị để mọi người thay nhau nghỉ một lát, 12 giờ hơn, hắn lại bất ngờ nhận được điện thoại của Vu Phồn Nhiên. Hạ Tưởng, tình hình có chút không ổn, ở cửa xả lũ thị trưởng phó có chút thiên hướng, cậu phải cẩn thận một lần nữa dẫn phát mực nước sông Hạ Mã tăng vọt. Vu Phồn Nhiên hiển nhiên một lòng với Hạ Tưởng, không muốn nhìn thấy Hạ Tưởng bởi vì sông Hạ Mã mà lật thuyền ở quận Hạ Mã. Ông liền đem tình hình mà ông hiểu biết được khách quan mà nói cho Hạ Tưởng biết, cung cấp để Hạ Tưởng tham khảo. Ông tin rằng với trí tuệ của Hạ Tưởng, điểm một chút là hiểu thấu đáo, hẳn là sẽ hiểu rõ dụng tâm của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng cảm ơn Vu Phồn Nhiên, đối với lời nhắc nhở của Vu Phồn Nhiên vào thời khắc mấu chốt, trong lòng cảm động, cách làm của Phó Tiên Phong mịt mờ hơn nữa khiến người ta không thể nhận ra, nếu không phải là sự cẩn thận của Vu Phồn Nhiên. Cao Hải có ở đấy, có thể cũng sẽ không phát hiện ra manh mối trong đó. Phó Tiên Phong liệu có phải có tâm lý lợi dụng việc công để trả thù cá nhân hay không? Hạ Tưởng không muốn ác ý mà suy đoán, nhưng có thể rõ ràng Phó Tiên Phong có dụng tâm bảo vệ tập đoàn Tứ Ngưu. Nhưng bây giờ không phải lúc chỉ trích gã, cũng không phải lúc nghĩ cách đối phó với gã, lúc này quan trọng nhất là, làm thế nào để một lần nữa bảo vệ được sông Hạ Mã. Bởi vì Vu Phồn Nhiên vừa buông điện thoại xuống, điện thoại của Cao Hải lại gọi tới, chính thức thông báo cho Hạ Tưởng, hồ chứa nước Nam Sơn đã cho nổ đập tháo nước, muốn quận Hạ Mã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Chuẩn bị vẹn toàn sao? Ở đâu có chính sách vẹn toàn gì đó? Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, chỉ đành một lần nữa sốc lại tinh thần, lập tức tổ chức hội nghị toàn thể, thảo luận đối sách. Nhưng mà lúc Hạ Tưởng triệu tập mọi người, khi lấy ra bản đồ địa hình nhìn, lập tức giật mình, sau khi nước lũ chảy qua trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu. Địa điểm xung kích đầu tiên, không ngờ lại là nơi đang hút nước. Không xong rồi, chuyện lớn không tốt rồi. Chương 757, trời gây họa, có thể tránh. Địa điểm hút nước là vùng núi hoang đất hoang, hơn nữa địa thế cao hơn quận Hạ Mã một chút, một khi nước lũ cuồn cuộn đổ về, rất dễ dàng hình thành hiệu ứng chảy ngược. Nếu chẳng may lực xung kích của nước lũ đủ lớn, máy bơm nước và nhân viên hút nước ở hiện trường có khả năng bị cuốn sạch xuống sông Hạ Mã. Nếu thật sự có nước lũ lớn như thế, tổn thất về nhân viên ở hiện trường chỉ là tai nạn đầu tiên, đợi sau khi nước lũ cuốn theo nước sông được hút ra chảy ngược về sông Hạ Mã, nước sông Hạ Mã tăng vọt, trong phút chốc sẽ có thể lao vào quận Hạ Mã sẽ trở thành một đại dương mênh mông. Như thế, tình thế của sông Hạ Mã mà hắn vất vả vừa mới ổn định lại, sẽ bị nước lũ của hồ chứa nước Nam Sơn quét sạch, sẽ đem quận Hạ Mã đánh cho tan tác, mà hắn vẫn không thể chỉ trích được gì Phó Tiên Phong. Bởi vì Phó Tiên Phong cũng vì lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ vì lợi ích của thành phố Yến. Phó Tiên Phong tuy là người chủ sự, nhưng gã cũng đã trưng cầu ý kiến của tỉnh ủy và thành ủy, tuy nhiên là người chỉ huy hiện trường, ý kiến của Phó Tiên Phong vẫn là ở vị trí đầu. Tỉnh ủy và thành ủy đều tỏ vẻ ngầm chấp nhận. Nhưng nếu nước lũ đến trang trại chăn nuôi đầu tiên, trang trại chăn nuôi có địa thế hơi cao, hơn nữa có ngọn núi nhỏ làm giảm sóc, có thể hình thành hiệu ứng đi vòng quanh. Nước lũ có khả năng sẽ đổ về đồng ruộng ở giữa huyện Thường Sơn và quận Hạ Mã, tuy nhiên sẽ hủy hoại không ít đồng ruộng, nhưng so sánh ra tổn thất sẽ ít hơn nhiều so với việc kinh tế quận Hạ Mã bị hủy hoại. Đương nhiên, trang trại chăn nuôi cũng sẽ bị thương nặng. Nếu như nói không có sự ích kỷ của Phó Tiên Phong trong đó, Hạ Tưởng tin mới lạ. Làm sao bây giờ? Hạ Tưởng lúc này đem hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn phát nói rõ cho mọi người. Những người có mặt nghe xong, ai ai cũng chết lặng. Lý Hàm đem bản đồ địa hình chỉ nhìn qua vài lần, lập tức đấm mạnh xuống bàn, mắng. Mẹ nó chứ, khinh người quá đáng, cái chó gì quyết định, thật là bắt nạt kẻ yếu mà. Tập đoàn Tứ Ngưu đắc tội không nổi, lại lấy sông Hạ Mã chút giận sao? Sông Hạ Mã là sông trong đất liền duy nhất của toàn tỉnh Yến, là hy vọng để nền kinh tế quận Hạ Mã bay lên. Kỳ thật Lý Hàm không nói. Ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sông Hạ Mã. Đến cả mấy ủy viên thường vụ bình thường có quan hệ không tồi với Phó Tiên Phong, cũng mang vẻ mặt tức giận, cho rằng khẳng định là Phó Tiên Phong ở hồ chứa nước Nam Sơn chỉ huy bất lực, mới dẫn đến hậu quả bây giờ không thể không hướng về quận Hạ Mã mà xả lũ. Cho dù một số người không rõ là quyết định đưa ra như thế nào, nhưng nghĩ lại cảnh tượng nước sông Hạ Mã hôm qua tràn ra hai bên bờ đê, liền không khỏi sợ hãi. Hiện tại chế giễu
nước lũ một khi tràn về, cái thế này không thể ngăn, e là sẽ không phải là dịu dàng mà tràn ra, mà là rời sông lấp biển. Không còn thời gian nữa rồi, Hạ Tưởng không kịp trưng cầu ý kiến của mỗi người, lập tức hạ lệnh. Chủ tịch quận Lý, chủ tịch quận Tạ phụ trách sơ tán dân chúng của quận Hạ Mã, bảo đảm không thương vong một ai. Tôi và trưởng phòng Hoàng, bí thư Lý tới điểm hút nước tổ chức sơ tán, những người khác hướng Ủy ban Nhân dân thành phố xin cứu viện, giúp đỡ chủ tịch quận Lý sơ tán nhân dân. Trọng điểm của công việc là, cần phải bảo đảm quận Hạ Mã không có một ai thương vong, và mức độ lớn nhất là bảo đảm tài sản không bị tổn thất. Tất cả mọi người đều nghe được ý bi tráng từ trong lời nói của Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng chỉ là đưa ra bảo đảm quận Hạ Mã không có ai thương vong, lại không đề cập đến vấn đề an toàn cá nhân của nhân viên ở địa điểm hút nước, rõ ràng là đối với sự an toàn cá nhân của nhân viên ở nơi hút nước, không dám đưa ra bảo đảm không có thương vong. Lúc này tuy rằng trời mưa không to, nhưng gió lại thổi rất mạnh, ai cũng rõ, địa điểm hút nước là nơi nguy hiểm nhất. Bí thư Hạ đến nơi nguy hiểm nhất, mà đám người chủ tịch quận Lý ở lại quận Hạ Mã sơ tán dân chúng, tinh thần không biết sợ lấy mình làm gương, với khí khái lấy thân làm gương, khiến một số người bình thường nhìn Hạ Tưởng không thuận mắt có ý kiến với Hạ Tưởng đều âm thầm cúi đầu. Thì cùng tiết nãi hiện, nguy nan xuất anh hùng. Vào lúc khó khăn, khí tiết của một người mới được thể hiện ra, nguy nan tạo ra anh hùng. Lý Hàm cũng là một lần kích động khó mà có được. Bí thư Hạ, tôi đi đến nơi hút nước, anh ở lại quận Hạ Mã sơ tán dân chúng. Hạ Tưởng nắm lấy hai tay Lý Hàm. Chủ tịch quận Lý, ông lớn tuổi rồi, thời tiết lại lạnh, cẩn thận kẻo bị lạnh, cứ để tôi đi là được rồi. Tôi trẻ, khỏe mạnh lắm. Khụ khụ, tôi hơi bị cảm, đợi tôi uống thuốc xong rồi đi. Lý Ứng Dũng bị Hạ Tưởng điểm danh phải đi đến nơi bơm nước, trong lòng ông ta hơi sợ, vốn không muốn đi, thấy bầu không khí trang nghiêm lúc này, lại ngại mở miệng, chỉ đành lấy cớ uống thuốc để lấy được sự đồng cảm. Hạ Tưởng đoán được dụng tâm của Lý Ứng Dũng, vốn hắn cho rằng Lý Ứng Dũng là bí thư ủy ban chính trị, ông ta ra mặt, có tác dụng ổn định lòng dân, chưa mở miệng nói gì, Biện Tú Linh chủ động đứng ra. Bí thư Lý không cần đi, bị cảm nóng sốt là bệnh nặng, vào thời khắc mấu chốt làm không tốt sẽ đứt dây, để tôi đi. Đường đường là đàn ông lại không bằng đàn bà con gái, không ít người đều có ánh mắt khinh miệt nhìn sang Lý Ứng Dũng. Hạ Tưởng đang muốn mở miệng khuyên Biện Tú Linh, cô là phụ nữ, không thích hợp cùng đàn ông vật lộn ở tuyến đầu, không ngờ Biện Tú Linh lại ưỡn thẳng ngực. Bí thư Hạ, anh không cho tôi đi, chính là coi thường cánh phụ nữ chúng tôi, phụ nữ có thể chống đỡ được nửa bầu trời, là lời của lãnh tụ đã nói. Mỗi người đều có cảm xúc mãnh liệt và nhiệt huyết, Hạ Tưởng không muốn đả kích sự chủ động tích cực của Biện Tú Linh. Được rồi, đi thôi. Lý Ứng Dũng mấp máy môi nói. Bí thư Hạ, tôi. Ông ở lại quận Hạ Mã, chăm sóc tốt cho chủ tịch quận Lý, chăm sóc tốt mỗi một người dân. Vào giữa lúc nguy cấp, Hạ Tưởng cũng không muốn nói nhiều, chỉ dùng sức vỗ vỗ lên vai Lý Ứng Dũng. Lý Ứng Dũng vẻ mặt hổ thẹn. Đúng, đúng. Cho dù tôi bị nước lớn cuốn đi, cũng không thể để dân chúng bị thương. Hạ Tưởng xoay người đi ra ngoài cửa, Hoàng Kiến Quân và Biện Tú Linh đi sát theo sau. Vừa ra cửa, một cơn gió mạnh thổi tới, thổi khiến cho tóc của Hạ Tưởng rối mù lên. Hắn đứng vững trước gió, híp mắt nhìn về phía tây, vung mạnh tay. Xuất phát! Rất có sự khẳng khái của Bi Ca, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, gió vi vu thổi sông dịch lạnh. Tráng sĩ một khi đi chưa hoàn thành nhiệm vụ tạm thời chưa quay về. Mấy nghìn năm trước, Kinh Nha cũng từ bên bờ sông dịch trên đất Yến mà xuất phát đi về nước Tần để do thám Tần, mà lúc này, Hạ Tưởng xuất phát từ bờ sông Hạ Mã, đi chống lũ cứu nạn. Đều là cùng sự bi tráng, cùng mối tâm tình như nhau. Mộ Duẫn Sơn trốn ở phía sau đám người nhìn bóng dáng dứt khoát kiên quyết của Hạ Tưởng, thầm lắc đầu. Ông nhìn mà không hiểu Hạ Tưởng, thực sự nhìn không hiểu. Trên chính trị, Hạ Tưởng gần như tính không lộ chút sơ hở, đối đãi với đối thủ chính trị có lúc không chút nể tình, lạnh lùng quả quyết đến mức khiến người ta cười chê. Trong chuyện ra sức đánh Nguyên Minh Lượng, không thể nhìn ra hắn có chỗ nào có chút dịu hiền và mềm lòng. Nhưng hôm nay, vào thời khắc này, Mộ Duẫn Sơn rõ ràng thấy được sự hướng về và thâm tình trong mắt Hạ Tưởng, là biểu lộ tấm thâm tình chân thật nhất đối với thân là bí thư quận ủy có trọng trách trên vai. Là tình yêu thương chân thành nhất đối với dân chúng quận Hạ Mã, hắn dũng cảm tiến về phía trước, đối mặt với lũ lụt, đến một chút do dự cũng không có, tự đứng ra,
là mối tâm tình như thế nào đây? Thật là một người phức tạp, ánh mắt Mộ Duẫn Sơn lóe lên, trong lòng thầm nghĩ may mắn Hạ Tưởng không dẫn ông ta đi đến địa điểm bơm nước, nước lũ đến, địa điểm hút nước đứng mũi chịu sào, nói không chừng sẽ nhấn chìm rất nhiều người. Nếu chẳng may đường đường là bí thư quận ủy bị chết đuối, có thể sẽ trở thành một chuyện lớn như trời, quận Hạ Mã sẽ kết thúc như thế nào đây? Lý Hàm nhìn theo bóng hình rời đi của Hạ Tưởng, cảm khái vô cùng, lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra ngoài miệng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí cứ xoay tròn không ngừng, vô cùng khó chịu một ngạt. Chỉ là bây giờ đã là thời gian không cho phép ông có thêm sự cảm khái, trong ban chỉ huy tiếng chuông vang lên, tất cả mọi điện thoại đều tập trung lại, đều báo cáo cùng một tình hình, thế nước quá lớn, sau khi đến quận Hạ Mã, con sóng vẫn cao khoảng 1 mét. Có lẽ đối với người ở ven biển mà nói, con sóng cao 1 mét chẳng qua chỉ là cơn mưa bụi, nhưng đối với thành phố đồng bằng này của thành phố Yến, đất bằng nổi sóng 1 thước chính là con nước lớn kinh người rồi, bây giờ không ngờ sóng cao 1 mét, Hạ Tưởng bọn họ có thể ngăn được con nước lũ lớn như vậy không? Đàm Quảng Hồng sống trong biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, sau khi gã bị tạm thời đình chỉ công tác, vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, trồng hoa, đọc báo, đợi ngày khôi phục trở lại. Mưa lớn vẫn rơi không ngừng, trong lòng gã cũng bực bội. Tuy không còn đảm nhiệm chức vụ nữa, nhưng vẫn luôn lo lắng bò sữa ở trang trại có thích nghi với thời tiết mưa dầm hay không, thức ăn có bị mốc không, liệu có sinh bệnh không, sản lượng sữa sẽ bị giảm không, vv. Đương nhiên điều gã càng lo lắng chính là tình hình tiêu thụ sữa bột, melamin, trên thị trường vừa gặt hái được thành công, nghe nói triển vọng tiêu thụ rất tốt. Sản lượng tiêu thụ tăng cao, bởi vì nhãn hiệu của các loại dinh dưỡng rối mắt ở bên trên khiến người tiêu thụ không biết nội tình cho rằng là thật. Và sẵn lòng bỏ ra nhiều hơn mấy chục tệ để mua sữa bột cao cấp. Hai mặt lượng tiêu thụ và lợi nhuận được nâng cao, có công lao của gã trong đó, hiện tại gã lại bị bỏ không ở nhà, trong lòng hiển nhiên tức giận bất bình, có một loại khó chịu như quả đào bị người ta hái xuống. Trời đổ mưa to, sông Hạ Mã nguy cấp, khiến trong lòng gã mừng thầm. Hừ, Tiếu Lão Tuyền không muốn sống, muốn nhảy xuống sông Hạ Mã gì đó, bây giờ làm ông trời tức giận, khiến sông Hạ Mã tràn lũ, đáng đời. Gã ở trong biệt thự, xem thời sự, nghe tin tức, ngồi chờ tin vỡ đê của sông Hạ Mã truyền tới. Không ngờ tin tức mong đợi lại là sông Hạ Mã không bị vỡ đê, hồ chứa nước Nam Sơn lại xả lũ về thành phố Yến, gã liền dùng mình, nhận thức được nước lũ từ hồ chứa nước Nam Sơn đổ về, nơi nhằm vào đầu tiên là trang trại chăn nuôi. Đàm Quảng Hồng ngồi không vững, gọi điện thoại đến tập đoàn, sự hồi âm có được là, qua tính toán chính xác, nước chảy sẽ đi qua nông trại chăn nuôi, sau đó qua một vùng núi hoang, rồi đổ vào sông Hạ Mã. Đàm Quảng Hồng lúc trước đã biết được tin tức nước sông Hạ Mã đã được khống chế, nghe được tin sông Hạ Mã sắp nguy cấp một lần nữa, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Gã hận sông Hạ Mã đến tận xương tủy, chính là bởi vì sông Hạ Mã đã dẫn đến kết cục hôm nay của gã. Hơn nữa Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân liên hợp lại, trừng trị gã đến mức nhếch nhác khốn khổ, gã liền ước sông Hạ Mã dâng lũ lớn, sau đó cuốn sạch tất cả, cuối cùng đem mũ quan của Hạ Tưởng nhấn chìm luôn là tốt nhất. Hoa Viên Tây Sơn cũng nhận được thông báo từ trong thành phố, hồ chứa nước Nam Sơn xả lũ, yêu cầu các hộ gia đình huy động, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận nước lũ ập tới. Nhưng vì địa thế biệt thự Hoa Viên Tây Sơn khá cao, mưa lớn một ngày một đêm cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với trong hoa viên, thậm chí không đọng nước, cho nên bao gồm cả quản lý tài sản trong đó, tất cả các hộ gia đình trong tiểu khu đều không quan tâm đến sự ập đến của nước lũ, cho rằng nước lũ có lớn, cũng không có liên quan gì đến họ. Đàm Quảng Hồng cũng có tâm tư như vậy, cho rằng nước trong hồ chứa nước Nam Sơn từ giữa núi phía sau Hoa Viên Tây Sơn đi vòng qua, cũng không có chút ảnh hưởng gì đến tiểu khu. Đương nhiên, nếu không lựa chọn tuyến đường hiện tại, mà xả lũ về trang trại chăn nuôi như đã sớm định ra ban đầu, biệt thự Hoa Viên Tây Sơn càng bình yên vô sự. Tuy nhiên bây giờ cũng không có trở ngại gì, biệt thự Hoa Viên Tây Sơn địa thế cao, sau lưng giáp núi, nước lũ làm sao có thể ngập quá đỉnh núi chứ. Đàm Quảng Hồng một chút cũng không để ý đến nước lũ, hơn 1 giờ chiều, sau khi ăn trưa xong, lão Đàm cha của gã theo thường lệ ra ngoài dạo chơi. Gã sớm đã mất mẹ, luôn có quan hệ khá tốt với cha, nên người cha vẫn luôn sống cùng gã. Ban đầu gã còn khuyên cha hôm nay đừng ra ngoài đi dạo, nhưng thói quen hàng ngày của người cha là sau bữa ăn thì đi dạo, nhưng dù sao có nước lũ về, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nhưng lão Đàm lại không nghe, cho rằng không có chuyện gì to tát,
trong tiểu khu đến tích nước cũng không có, mưa chuyển thành mưa nhỏ, khí trời khoan khoái, vừa thích hợp ra ngoài tản bộ, thả lỏng tâm hồn. Đàm Quảng Hồng khuyên không nổi cha, chỉ đành để ông ấy ra ngoài. Gã chờ đợi bên điện thoại, lúc nào cũng nghe ngóng ảnh hưởng mà nước lũ tạo thành đối với sông Hạ Mã. Lần trước gã bị Hoàng Kiến Quân thẩm vấn cả đêm, giải thích sự thật bởi vì mâu thuẫn trong công việc mà đã bức bách Tiếu Lão Tuyền, về sau qua không nổi sự hiểu lầm và cuộc chiến tâm lý của Hoàng Kiến Quân, cũng đã nói ra nguyên nhân là bởi vì sự việc thêm chất phụ gia. Gã cũng biết Tiếu Ba và Tiếu Lệ khẳng định biết được điều gì, gã không nói, Hoàng Kiến Quân sẽ không buông tha gã. Gã nói rồi, cũng không có chuyện lớn gì, vị trí của tập đoàn Tứ Ngưu ở thành phố Yến không thể lung lay, một trưởng phòng công an quận nho nhỏ, căn bản là không thể đụng chạm tới cấp trên của tập đoàn Tứ Ngưu. Dương Quốc Anh là ủy viên mặt trận Tổ quốc của cả nước, hưởng thụ tiền trợ cấp đặc biệt của Hội đồng Nhà nước, bà ta quá quan trọng, quá chói mắt, ai cũng không đụng được đến bà ta. Đừng nói cái chức bí thư quận ủy nho nhỏ của Hạ Tưởng, dù là Phó Tiên Phong cũng không dễ đắc tội với Dương Quốc Anh. Các lãnh đạo lớn nhỏ trong tỉnh, cũng rất nể mặt Dương Quốc Anh. Đàm Quảng Hồng tự nhận không giải thích cụ thể, thì không qua cửa nổi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, giải thích rồi thì sẽ có thể như thế nào. Vẫn không khác gì không ai dám công khai, ai cũng không gánh nổi kết cục đắc tội với tập đoàn Tứ Ngưu, ai gây khó dễ cho tập đoàn Tứ Ngưu, kẻ đó là tội phạm của thành phố Yến. Quả nhiên, sau sự việc gã bình an thoát thân, một số vấn đề gã giải thích, không ai dám nhắc tới, một chút tin tức cũng không lộ ra, giống như chẳng có gì xảy ra vậy, khiến gã thầm đắc ý, quả nhiên lưng dựa vào cây lớn thì được mát, chiêu bài của tập đoàn Tứ Ngưu đủ vang, không ai dám sờ mông hổ. Sự việc yên ắng không một tiếng động mà trôi qua, ngoài việc gã bị tập đoàn tạm thời đình chỉ công tác ra, mọi việc khác đều được giải quyết thuận lợi, Tiếu Lão Tuyền cũng chết vô ích, một lão già ngu ngốc, thật là không biết trời cao đất dày, nhảy sông tự sát. Hừ, thật là không muốn sông lâu, chết thì chết rồi, nhiều lắm chính là tạo nên một con sóng nhỏ ở sông Hạ Mã. Nếu lần này sông Hạ Mã có thể lại lũ lụt, cuốn Hạ Tưởng đi, khiến hắn không ở nổi quận Hạ Mã, cũng là một chuyện vô cùng tốt. Hạ Tưởng một khi đi, ảnh hưởng tiêu cực từ cái chết của Tiếu Lão Tuyền sẽ vô cùng bé nhỏ, cái ngày gã trở lại tập đoàn Tứ Ngưu đang đến gần. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày tốt, Đàm Quảng Hồng ngồi trên sofa, vừa xem thời sự, vừa nhịp nhàng mà gõ vào cạnh bàn, trong lòng vừa thoải mái thích thú, lại tràn đầy sự chờ đợi. Đột nhiên, điện thoại reo lên, gã giống như sợ hãi mà nhảy dựng lên, lẽ nào nước lũ đã tràn tới rồi. Thật tốt quá rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi. Gã nhận điện thoại, vừa alo, một tiếng, liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói lạ. Xin hỏi ông có phải là Đàm Quảng Hồng không? Cha ông bị nước lũ cuốn trôi rồi. Cái gì? Điện thoại của Đàm Quảng Hồng phút chốc rơi xuống đất, gã như khúc gỗ đứng chết lặng tại chỗ, rất lâu không có phản ứng gì, làm sao có thể? Người cha ngậm đắng nuốt cay cả đời làm sao có thể bị nước lũ cuốn đi? Không, không thể. Gã giống như phát điên lao ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy bảo vệ thở hồng hộc chạy tới. Ông Đàm, nhanh, cụ Đàm vừa rồi ra sau núi, đột nhiên nước lũ ập tới, ông cụ không cẩn thận bị rơi xuống dòng nước lũ, trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Hả? Đàm Quảng Hồng gào thét lên như tan nát cõi lòng. Cha! Khi chạy tới phía sau núi, chỉ thấy cảnh đẹp vốn xanh tươi tốt như hoa viên ở phía sau núi đã biến mất không còn gì, thay vào đó là nước lũ mênh mông. Sóng lớn đục ngầu, nước chảy cuồn cuộn, dòng chảy gào thét, thanh thế rất lớn, mang theo cái uy của trời đất, từ dưới chân ở phía trước gầm vang mà cuồn cuộn chảy qua, trong nước có gỗ, có những động vật đã chết, ở đâu có bóng người gì chứ? Đàm Quảng Hồng co quắp ngồi bên bờ nước, gào khóc thét lên, so với cái uy của trời đất, sức lực của con người quá nhỏ bé rồi. Tiếng khóc của gã dù có thê thảm dù có to hơn, cũng bị nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm. Nước lũ đổ thẳng xuống. Theo một sườn khác mà lao về sông Hạ Mã. Không được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu cha già bị nước cuốn về sông Hạ Mã, nói không chừng xác cũng không tìm thấy, Đàm Quảng Hồng lại tỉnh lại, men theo hướng nước lũ đổ về, như bay mà đi. Khi đoàn người của Hạ Tưởng chạy đến địa điểm hút nước, mấy chục cảnh sát do Hoàng Kiến Quân lệnh cho Lịch Phi khẩn cấp điều động đã đến hiện trường, đồng thời, Hạ Tưởng cũng đã hướng trong tỉnh xin cứu viện. Yêu cầu trung đoàn cảnh sát vũ trang của tỉnh Yến tiến hành trợ giúp, Diệp Thạch Sinh cũng đã đích thân ra lệnh trung đoàn cảnh sát vũ trang nhanh chóng đến địa điểm hút nước, nghiêm phòng tử thủ,
phải bảo đảm an toàn cho sông Hạ Mã. Từ sớm trước khi Hạ Tưởng đến, đã nhắc nhở Trần Thiên Vũ và Tiêu Ngũ, làm tốt công tác phòng bị trước. Hạ Tưởng vừa xuống xe, liền nhìn thấy Hùng Hải Dương đang chỉ huy 200 công nhân, đóng các túi cát, làm đê chống lũ, làm đến khí thế ngất trời. Tiêu Ngũ cũng cùng Trần Thiên Vũ đích thân làm, vác từng bao cát lên, đắp lên đê chống lũ. Đê chống lũ đã đắp cao hơn nửa người, dài khoảng 100 mét, đem sức mạnh ngăn cản nước lũ chảy ngược về sông Hạ Mã. Thấy Hạ Tưởng đến, Trần Thiên Vũ vội vàng không để ý đến toàn thân bùn đất, kéo tay áo, trên mặt cũng đầy vết bùn bắn, một chút cũng không còn hình tượng mà đến trước mặt Hạ Tưởng, giới thiệu nói, cách đê chống lũ không xa, có một khe núi, nếu đê chống lũ đủ kiên cố, có thể ngăn được đợt sóng xung kích đầu tiên của nước lũ, và nếu chặn được nước lũ ở bên ngoài, thì có hy vọng đem nước lũ dẫn vào khe núi, mang đến tác dụng xả lũ, sẽ có hy vọng hóa giải được áp lực của nước lũ, bảo vệ sông Hạ Mã, bảo vệ quận Hạ Mã. Hạ Tưởng thấy Trần Thiên Vũ làm việc chắc chắn, cũng đồng ý làm, trên mặt cũng không biết là mồ hôi hay là mưa, toàn thân không chỗ nào khô ráo, không khác gì với các công nhân, đâu còn bộ dạng của Phó Chủ tịch Thường trực quận, khiến hắn có thêm vài điểm nhận thức về Trần Thiên Vũ, vỗ vỗ lên vai Trần Thiên Vũ. Rất tốt, Thiên Vũ, tôi không nhìn lầm ông, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra gánh trọng trách lớn, tôi yên tâm rồi. Trần Thiên Vũ thấy Hạ Tưởng biết rõ nước lũ tràn về, thân là nhân vật số một còn chủ động đến nơi hiểm nguy nhất, trong lòng cũng vô cùng kính phục Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, uy lực của nước lũ có thể sẽ rất lớn, vừa rồi nhận được điện thoại, nói là nước lũ đã đến biệt thự Hoa Viên Tây Sơn. Biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, làm sao có thể, nếu là thật, thì quá bất ngờ cũng khiến người ta quá khiếp sợ rồi. Chương 758, không làm điều xấu không thẹn với trời đất. Hạ Tưởng hơi sửng sốt, không đúng, theo lộ tuyến trước, nước lũ sẽ đi vòng qua biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, giờ sao lại chảy thẳng vào biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, chẳng lẽ là ở giữa xảy ra sai sót gì? Phía sau biệt thự Tây Sơn là núi có một thung lũng, sau đó được con người xây dựng thành vườn hoa, cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng chiều rộng nhất không quá 100 mét, chỗ hẹp nhất gần 50 mét, Hạ Tưởng bởi vì hiểu biết về thiết kế, nên tình trạng hậu hoa viên của biệt thự Tây Sơn như thế nào đều biết rõ. Nếu là lãnh đạo khác, chắc chắn sẽ không nhớ được số liệu rõ ràng thế. Nhưng đúng là bởi vì hắn nhớ số liệu rõ ràng, lại càng hiểu được tính nguy hiểm của nước lũ nếu đi qua vườn hoa phía sau biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, bởi vì sau khi tụ hội trong thung lũng, nước lũ vốn phân tán sẽ tụ cùng một chỗ, tạo thành một vòi rồng, đến lúc đó sức mạnh của dòng nước sẽ tăng vô số lần, trước mắt chỉ có không đến 300 người, chắc chắn không ngăn cản được sức nước lớn như thế, dưới sự xung kích của đợt sóng đầu tiên. Không chừng toàn bộ phòng tuyến sẽ tan tác. Hơn nữa, sau khi qua thung lũng tụ hội động năng, tốc độ dòng nước sẽ nhanh hơn rất nhiều, từ biệt thự Hoa Viên Tây Sơn đến địa điểm bơm thoát nước, chỉ có 2 km, quãng đường 2 km thì nước lũ đi đến chỉ vài phút mà thôi, trong vài phút đó lực lượng cảnh sát đến trợ giúp sẽ không di chuyển tới kịp. Trong nháy mắt Hạ Tưởng làm ra một quyết định bất đắc dĩ buông tay. Không buông tay thì làm sao bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn anh em công nhân ở trước mắt, còn có Trần Thiên Vũ, Tiêu Ngũ không công táng thân vào dòng nước, huống chi còn có Biện Tú Linh ở đây, thời khắc mấu chốt, không thể để phụ nữ lấy thân mình thử nguy hiểm. Nam nhân đổ máu lưu mồ hôi không là gì, nếu để một nữ nhân cũng mạo hiểm đi theo, không phải phong cách của hắn, cũng là sự sỉ nhục của quận Hạ Mã. Hạ Tưởng giơ tay lấy loa công suất lớn, hơi lấy giọng hơi chua xót nói. Các đồng chí, các anh em công nhân. Nghe lệnh của tôi, bây giờ lập tức rời khỏi nơi bơm thoát nước, tất cả bỏ lại, lập tức di chuyển lên bãi đất trên cao, lập tức hành động. Tiếng nói Hạ Tưởng truyền đi xa xa, ở nơi đồng ruộng trống trải mà vang vọng, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, đứng im tại chỗ không hiểu vì sao Hạ Tưởng đột nhiên làm ra hành động như vậy. Không thể vứt bỏ được, bí thư Hạ, chúng ta sẽ giữ được. Bản thân Hùng Hải Dương làm việc hăng say. Cảm thấy tự hào vì bản thân có thể bảo hộ sông Hạ Mã, đột nhiên bị mệnh lệnh Hạ Tưởng làm khiếp sợ, không thể tin được lỗ tai của mình. Trong ấn tượng của ông, cho tới bây giờ tính cách bí thư Hạ là không chịu thua, trong lũ lụt ở huyện An, khoảnh khắc cuối cùng đã cứu được lão Tiền, sau khi bị nước lũ cuốn đi, cũng kiên trì tới cuối cùng, chưa bao giờ buông tha hy vọng muốn sống, hôm nay vì sao phải buông tha cho sự cố gắng chống lũ lâu như vậy? Tất cả mọi người không hiểu. Đều mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cổ họng có chút nghẹn ngào, trước mắt đều là anh em đồng chí tốt mà hắn tin cậy nhất,
là lực lượng thân thiết nhất của hắn, bằng hữu tin cậy nhất, chính vì như thế, hắn không muốn để cho bọn họ phải hy sinh gì, quan trọng là, có khả năng dù hy sinh mạng người cũng ngăn không được nước lũ tấn công. Hy sinh vô nghĩa, thật sự không đáng giá. Hắn cố nén sự bi thương và bất đắc dĩ từ đáy lòng, mặc kệ là làm sai thế nào, mặc kệ quyết định của Phó Tiên Phong có bao nhiêu sai lầm, về sau tính nợ thế nào là chuyện từ nay về sau, lúc này, phải đảm bảo các anh em nhiệt huyết ở đây bình an, sao phải vì sai lầm của Phó Tiên Phong, để cho anh em công nhân phải mất mạng. Sông Hạ Mã đổ vào quận Hạ Mã, làm ngập thành một đại dương mênh mông, chỉ tổn thất về tài sản, không có ai bị chết. Lũ lụt cùng lắm lại phá hủy kinh tế vùng sông Hạ Mã, khiến hắn có vết đen trong chính trị, nhưng ngay cả như vậy, so với sinh mạng 300 người trước mắt có khả năng biến mất thì vẫn tốt rất nhiều. Hắn gánh không nổi việc để cho 300 người mạo hiểm sinh mạng cứu sông Hạ Mã, phiêu lưu quá lớn. Hạ Tưởng đắn đo suy nghĩ, trầm mặc hơn 10 giây, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Nước lũ tiến tới rất hung mãnh, khả năng chúng ta không ngăn được. Và khả năng toàn bộ chúng ta bị cuốn vào sông Hạ Mã, cũng ngăn cản không được bước tiến của nước lũ. Mọi người đều là đứa con quý báu của cha mẹ, đều là những người cha tốt của những đứa con, đều là anh em tốt của tôi không thể để cho mọi người có một chút sơ suất. Sinh mạng mỗi người đều vô cùng quý giá, mọi người ai có một chút sơ suất, đều là sai lầm của tôi. Chúng ta lui lại, sông Hạ Mã, khó giữ nữa. Hạ Tưởng gần như rơi lệ, Hùng Hải Dương mang đến hơn 200 công nhân. Một nửa hắn đều biết, đều là anh em công nhân lúc hắn ở huyện An quen biết. Một nửa thì không biết, nhưng đều là thanh niên trên dưới 20 tuổi, bọn họ vốn lúc này không nên ở đây, chống lũ cứu tế, bảo hộ sông Hạ Mã, đều không phải là chức trách của bọn họ cũng chẳng được thù lao, không để ý sinh mạng nguy hiểm mà chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, vì là cái gì? Tất cả đều là bởi vì Hùng Hải Dương nhiệt thành đối với hắn, tất cả đều là anh em công nhân tín nhiệm cá nhân y mà ủng hộ. Cho nên bất cứ một người nào nếu chẳng may có bất trắc gì, thì hắn đều không chấp nhận được. Hùng Hải Dương qua tiếp xúc với Trần Thiên Vũ, biết tầm quan trọng của dòng sông này đối với quận Hạ Mã, biết Hạ Tưởng quyết tâm bảo vệ sông Hạ Mã. Hiện tại thấy Bí Thư Hạ lo lắng bọn họ sẽ bị thương tổn mà buông tay việc bảo vệ sông Hạ Mã, y có thể cảm nhận được sự đau lòng và bất đắc dĩ của Bí Thư Hạ. Hùng Hải Dương lớn hơn Hạ Tưởng 10 tuổi, ở mặt ngoài y tuy rằng vẫn kính trọng Hạ Tưởng. Nhưng trong lòng không có xem Hạ Tưởng thành lãnh đạo, mà giống như là thành người thân, trở thành cháu trai của mình, dù y biết mình không dám trèo cao, nhưng ở sâu trong tâm là thực sự yêu thích và kính nể Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gặp nạn, y chưa từng có hai lời, chưa bao giờ tính thù lao, cũng không nghĩ có nguy hiểm hay không. Không có Hạ Tưởng, vốn không có y ngày hôm nay, mà Hạ Tưởng thì vẫn trợ giúp y, nhưng chưa từng có yêu cầu y hồi báo gì cả. Y cũng không có gì có thể hồi báo Bí Thư Hạ. Ngoại trừ sức lực của một nhóm người, là một nhóm công nhân chịu nghe y chỉ huy. Hôm nay, thấy được Bí Thư Hạ bất đắc dĩ và đau lòng, Hùng Hải Dương trong lòng khó chịu, y liều mạng toàn lực hô to một tiếng. Bí Thư Hạ, cậu từng nói, làm việc phải đến nơi đến chốn, hiện tại chúng ta đã làm một nửa, không thể vứt đi tất cả. Cậu là Bí Thư quận Hạ Mã, là Bí Thư của chúng tôi, quận Hạ Mã là nhà của chúng tôi, bảo vệ nhà mình, ai cũng không thể lùi bước. Lùi bước thì không phải đàn ông. Có đúng không các anh em? Đúng. Mấy trăm người cùng nhau hô to, vang vọng trong không trung, tạo ra rất nhiều tiếng vọng, làm cho tâm trạng mọi người càng kích động. Biện Tú Linh lần đầu tiên biết được tình cảm chân thành tha thiết giữa đàn ông với nhau, làm cho cô cũng là dâng trào xúc động, chỉ cảm thấy máu chảy ngược lên, hai mắt căng ra khó chịu, trong lòng buồn bã. Mắt Trần Thiên Vũ đã ươn ướt. Mắt Tiêu Ngũ cũng vậy. Hoàng Kiến Quân cúi đầu, không muốn trước mặt cấp dưới lộ ra sự yếu đuối, bởi vì mắt ông cũng muốn rơi lệ. Hạ Tưởng không có rơi lệ, bởi vì hắn đã nghe được tiếng ầm ầm, cảm nhận được tiếng gió gào thét trước khi nước lũ tiến đến, thổi tới trên mặt, lạnh lẽo mà đau rát, nước chưa tới, gió tới trước, có thể thấy được uy lực của nước lũ quả thật kinh người. Tất cả công nhân đều sợ ngây người, quay đầu lại nhìn về phía xa xa đường chân trời. Mắt thường chỉ có thể thấy được một cơn thác lũ đang điên cuồng lao đến, tất cả mọi người cảm giác được gió lốc lạnh như băng cùng tiếng nước đinh tai nhức óc, đều trợn mắt há hốc mồm không nhúc nhích. Hạ Tưởng hô to một tiếng. Nghe lệnh của tôi, tất cả mọi người chạy mau. Hùng Hải Dương không nhúc nhích, Lão Tiền không nhúc nhích, Trần Thiên Vũ không nhúc nhích, Tiêu Ngũ không nhúc nhích, Biện Tú Linh không nhúc nhích, tất cả công nhân,
hơn 300 người đàn ông nhiệt huyết, không ai nhích một bước. Bởi vì Hạ Tưởng không nhúc nhích. Hạ Tưởng biết rằng, hắn không chạy, tất cả mọi người sẽ không chạy. Nhưng hắn là bí thư, là chủ quản mọi người ở đây, làm sao có thể là người đầu tiên chạy đi khi thấy đại nạn đang tới. Hạ Tưởng nóng nảy, trong tình thế cấp bách hắn đã làm ra hành động làm cho rất nhiều người đều không tưởng tượng đến, bộp một tiếng mà quỳ gối trong bùn nước, khàn cả giọng. Tất cả chạy mau, coi như tôi cầu xin mọi người đấy. Tiêu Ngũ cách Hạ Tưởng gần nhất, kéo Hạ Tưởng đứng dậy, không kéo được, y cũng là xúc động, bi thương mà quát to một tiếng. Lãnh đạo, anh không đi, chúng tôi đều không thể đi. Y cứng rắn mà cũng quỳ gối phía sau Hạ Tưởng. Trần Thiên Vũ nhớ không rõ bao nhiêu lâu rồi mình không chảy nước mắt, giờ khắc này, rốt cuộc không kìm nổi nước mắt bay theo gió, cũng quỳ xuống ở trước mặt Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, muốn nói gì đó lại nói không nên lời, cổ họng như bị cái gì chặn lại, khó chịu đến muốn chết. Lão Tiền ngã tới trước mặt Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, anh không đi, tôi chết cũng không đi. Hùng Hải Dương định nói gì rồi lại thôi, cắn chặt môi, môi bị cắn đến chảy máu. Quay đầu lại nhìn nhóm công nhân một cái, quay người lại, hai tay ôm chặt lấy nhau để trước ngực, thẳng người mà quỳ xuống. Bí thư Hạ không đi, lão Hùng tôi và hơn 200 anh em dù chết cũng muốn chết ở chỗ này. Hơn 200 anh em công nhân, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vẻ mặt kiên định, có người rơi lệ, có người nắm chặt tay, có người tuy rằng thân thể dùng mình, nhưng ánh mắt kiên định, mọi người, không ai chỉ huy, không ai bị sai khiến, cứ như núi sụp, đất lở giống nhau. Toàn bộ quỳ rạp xuống trong bùn nước, tiếng động khi quỳ xuống, giống như đánh một hồi chuông lớn giữa trời đất, tiếng vọng rất lâu, làm trời đất biến sắc, khiến mọi người cảm phục, gây xúc động lòng người trên thế gian nhất chính là sự ấm áp. Giờ khắc này, là thể hiện tất cả chân tình của những người đàn ông nhiệt huyết, là nam nhân vì điều quan trọng mà lấy cái chết để biểu lộ quyết tâm, là tình cảm đáng trân trọng nhất trong cuộc sống. Đối mặt nước lũ đang gào thét tới, không có một người lùi bước, không có một người tuyệt vọng. Càng không có một người khiếp đảm, sôi sục trong lòng mỗi người chính là sức mạnh, là khẳng khái, là kích động. Là ý chí thà chết chứ không chịu khuất phục. Biện Tú Linh khóc đến rối tinh rối mù, từ trước cho tới bây giờ chưa khi nào lại cảm động như vậy, cũng chưa từng có cảm thấy công nhân đáng yêu đến thế, càng không có cảm thấy mặt vĩ đại của Hạ Tưởng. Cô cắn răng một cái, làm ra một việc đáng tự hào nhất trong đời, kéo tay áo, bước đi nhanh vào phía trước đê chống lũ, dùng sức phác một bao cát lên. Dùng hết sức lực hô. Đàn ông đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, có khí phách, tất cả mọi người không đi, tôi với các người cùng nhau chống lũ. Ai sợ chết, người đó vứt đi. Biện Tú Linh quần áo phong phanh, sau khi bị gió mưa làm ướt nhẹp, bó sát vào người, đường cong tùy mị thướt tha lộ ra, nữ tính động lòng người. Dừng ở trong mắt mọi người, nhưng lại không có bất cứ ý tưởng bất lương gì, cô thánh khiết giống như người mẹ, và sáng chói như một nữ thần. Hạ Tưởng kinh ngạc, lúc này trong đầu hắn cũng không có bất cứ ý tưởng gì, chỉ có một ý niệm không ngừng vang vọng, liều mạng, lấy sinh tử làm lợi cho đất nước, không vì tai họa mà trốn đi, không phải lời hay, không phải mạnh miệng, mà thật sự là lý tưởng của đời người. Có mấy trăm người anh em chân thành, có Biện Tú Linh tuy là nữ nhân, không tin hơn 300 người liên kết lại, tạo thành tường người, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mà ngăn không được thế tiến mãnh liệt của thác lũ. Hạ Tưởng từ trên mặt đất bật dậy, hét lớn một tiếng. Tiêu Ngũ, lấy dây thừng, làm tường người. Thiên Vũ, đưa bí thư Biện đến phía sau, để cô cổ vũ vì chúng ta. Lão Hùng, để các anh em tay cầm tay, vai sóng vai, tôi và các anh em song vai chiến đấu đến giây phút cuối cùng. A! À, sau một trận hô to, mọi người lập tức hành động, ngắn ngủn trong một phút liền hợp thành một bức tường người. Hạ Tưởng ở giữa Tiêu Ngũ và Hùng Hải Dương. Hơn 300 người xếp thành hàng, thể hiện dũng khí và tin tưởng không biết sợ, mỗi người cột chắc dây thừng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về cơn thác lũ đang cuồn cuộn lao tới, không ai sợ hãi, không có một người nào lùi bước, trên mặt mỗi người biểu hiện rõ tinh thần làm việc nghĩa không được chùn bước, trong đôi mắt lóe lên ánh mắt kiên định. Trần Thiên Vũ vốn định đứng chung một chỗ với Hạ Tưởng, nhưng biết, trọng trách bảo vệ Biện Tú Linh cũng không phải nhỏ, đành phải dưng dưng nhìn Hạ Tưởng trong bức tường người. Thân hình hắn cũng không cao lớn, không khỏe mạnh như Tiêu Ngũ, lại không cường tráng bằng Hùng Hải Dương, nhưng là trung tâm linh hồn của mọi người. Mấy trăm người kề vai sát cánh, tâm liên tâm, thác lũ đầy trời cùng tiếng gào thét mà lao tới, 20 mét, 10 mét, 5 mét.
Ầm 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 một tiếng, nước lũ đập vào bức tường người, đã đánh bay mấy người, may mắn có dây thừng, nên không bị cuốn theo nước lũ, tuy nhiên cũng có vài anh em bị thương không nhẹ. Đúng lúc nước lũ lao tới, Tiêu Ngũ và Hùng Hải Dương không hẹn mà cùng tiến lên trước một bước, vừa lúc che phía trước của hạ tường, ngăn cản phần lớn lực đánh vào hạ tường. Hắn có thể thấy rõ hai người bị nước lũ đánh lui về sau vài bước, mặt đỏ bừng, đến lời nói cũng không nói ra được. Thật sự là những người anh em tốt sinh tử chi giao, hạ tưởng cũng không cố tỏ vẻ gì, bởi vì nước lũ đánh vào thật sự quá mạnh, hơn 300 người giống như một con thuyền nhỏ trong đại dương mênh mông, bập bềnh, lung lay như sắp đổ. Tuy nhiên cũng đúng là có nhiều người thì sức mạnh càng lớn, hơn nữa nước lũ trên đường lao đến đã bị phân tán bớt, bị bức tường 300 người cản lại, lại bị bức tường bằng bao cát chặn tiếp, uy lực giảm đi. Đại bộ phận bị chắn ở ngoài sông Hạ Mã, bắn ngược về hướng xa xa khe suối mà trút xuống. Nhưng vẫn có một phần chảy vào sông Hạ Mã, còn làm đổ không ít máy bơm nước. Cho dù là phần nhỏ nước lũ đổ vào sông Hạ Mã, cũng khiến nước sông Hạ Mã lập tức dâng lên. Dù sao nước lũ quá lớn, nên một phần nhỏ cũng là rất kinh người. Nước lũ ngập đến ngang hông mỗi người, bởi vì lực đánh vào quá lớn, mỗi người đều lắc lư lung lay, không thể đứng thẳng, còn có cảm giác khó thở. Nhưng mỗi người đều cắn răng kiên trì, không vì cái gì khác, chỉ vì không phụ lòng bí thư Hạ tín nhiệm, chỉ vì bí thư Hạ cũng làm gương tốt, cùng bọn họ kề vai chiến đấu, không có lùi bước. Hơn 300 người làm thành tường đồng vách sắt, để chặn cơn sóng đầu tiên của nước lũ, đem phần lớn nước lũ ngăn không cho vào sông Hạ Mã, khiến cho Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh thở phào một hơi. Tuy nhiên hai người dùng mắt thường có thể thấy mức nước đang lên của sông Hạ Mã thì trong lòng lại nóng ruột. Đê của sông Hạ Mã quá mỏng yếu, nhất là phần ở quận Hạ Mã, vừa bị nước đập vào liền vỡ, cho dù đã sơ tán người dân, cũng không dám đảm bảo sẽ không bị tổn thất không thể đánh giá và hậu quả chính trị nghiêm trọng. Lại nhìn đến bức tường người đang lung lay trong nước lũ, gần như sẽ không kiên trì được, Trần Thiên Vũ rốt cuộc không kìm nổi, hô to một tiếng với Biện Tú Linh. Bí thư Biện, cô thế nào cũng phải đứng im ở đây đừng nhúc nhích, tôi đi giúp bí thư Hạ. Còn chưa dứt lời, Trần Thiên Vũ liền nhảy vào trong nước, liều mạng lao về bức tường người. Ông đang ở phía sau bức tường người, nước đã nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn sâu phải nửa mét. Cho dù phần lớn nước lũ bị chắn ở ngoài bức tường người, nhưng dòng nước dưới chân vẫn chảy vô cùng xiết. Ông cắn chặt răng, cẩn thận đi từng bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân mình. Có thể hiểu được hạ tưởng và mọi người ở trong dòng nước xiết phải chịu bao nhiêu áp lực. Cũng không biết trên mặt Trần Thiên Vũ là nước mắt hay là mưa, dù sao tấm lòng của ông là sự bi phẫn và bi tráng trước nay chưa từng có, cảm thấy thân là một người đàn ông, nếu trốn ở sau lưng, quả thực sẽ không phải hành động của một người đàn ông. Hiện tại ông thầm nghĩ lao tới phía trước, cùng hạ tưởng sóng vai đứng chung một chỗ, dù bị lũ lụt cuốn đi, cũng bởi vì từng cùng hạ tưởng kề vai chiến đấu, mà vô cùng tự hào. Trần Thiên Vũ không biết quyết tâm của mình sẽ mang đến một bước nhảy vọt như thế nào cho sự nghiệp chính trị của ông. Làm việc nghĩa không được chùn bước mà lao tới phía trước, mắt thấy đợt nước lũ thứ hai sắp đánh tới, hạ tưởng lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống, ông vội vàng đuổi tới, nâng sau lưng hạ tưởng. Bí thư Hạ, tôi là đàn ông, tôi sẽ cùng anh đồng sức chống cự nước lũ. Hạ tưởng cũng không nói gì, chỉ nặng nề mà gật gật đầu. Đồng tâm hiệp lực. Biện Tú Linh cũng bị cuốn hút theo, cô nhân lúc mọi người không phòng bị, cũng nhảy vào trong dòng nước, từng bước một mà đi đến sau lưng tường người, lớn tiếng nói. Bí thư Hạ, Chủ tịch Trần, tôi ở ngay phía sau mọi người, cùng tất cả đứng vững cùng một chỗ, tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Biện Tú Linh xuất hiện, lại một lần nữa ủng hộ ý chí chiến đấu của mọi người, ai cũng biết rằng phía sau chính là nữ nhân mà bọn họ cần bảo hộ nhất, còn ở xa xa sông Hạ Mã. Đại biểu chính là dân chúng quận Hạ Mã, có già có trẻ, có nam có nữ, đều được bọn họ dùng máu thịt mà tạo thành một trường thành tường đồng vách sắt. Nam nhi có cái nên làm có việc không nên làm, cắn răng liều mạng một lần, không oán không hối hận. Sau khi ngăn chặn hai ba đợt nước lũ tấn công, đã có không ít công nhân bị hôn mê, được người nâng tới trên bãi đất xa xa. Còn lại khoảng hơn 200 người, vẫn kiên trì như cũ. Hạ tưởng vẫn đứng sừng sững giữa đám người. Hắn không ngã, chính là cột trụ tinh thần cho mọi người, là nguồn sức mạnh của mọi người, nên không có một ai buông tay và lùi bước. Lần thứ ba nước lũ lại ập vào, hạ tưởng nhìn xung quanh mỗi người giống như tượng đất, trong lòng tràn đầy cảm động và tự hào. Chỉ là một nhóm hơn 300 người,
còn không phải là cảnh sát vũ trang chuyên nghiệp, ngăn chặn hai đợt nước lũ tấn công, không để nước sông Hạ Mã tăng nhanh, cũng không có tạo thành hiệu ứng chảy ngược, là cũng đủ tự hào và vui mừng rồi. Bọn họ đều là anh em tốt cùng sinh cùng tử với hắn. Nhưng mà hắn biết, sau khi đợt tấn công thứ ba của nước lũ, phỏng chừng sẽ có một nửa số người hôn mê. Tất cả mọi người đã quá mệt rồi, chiến đấu hăng hái lâu như vậy, còn chưa có ai đến trợ giúp, Hạ Tưởng không biết xảy ra vấn đề ở khâu nào, là nguyên nhân con người, hay là bởi vì thành phố Yến chưa từng bị lũ lụt nên bình thường chuẩn bị không đủ. Mặc kệ là thế nào, đã không trọng yếu, bởi vì, bọn họ làm hết sức mình, bản thân cũng không thẹn với lương tâm. Chương 759, khen chê đều có người sau đánh giá. Đợt sóng lũ thứ ba đánh vào. Hạ Tưởng bi phẫn mà hô to một tiếng. Các anh em, hôm nay tôi rất tự hào, bởi vì chúng ta không ai lui ra sau một bước. Hơn 300 người chúng ta làm thành một bức tường bằng máu thịt bảo vệ 10 vạn dân của quận Hạ Mã, mặc kệ có thể kiên trì đến lúc cuối cùng hay không, tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều, mọi người là anh hùng của nhân dân, là ân nhân của quận Hạ Mã, là anh em tốt nhất của tôi. Còn có tôi. Biện Tú Linh nghe được sự bi tráng và bất đắc dĩ trong lời nói của Hạ Tưởng, biết rằng sau khi đợt sóng lũ thứ ba lao tới, đội ngũ có khả năng bị tách ra, có người khả năng sẽ chết, hơn nữa bọn họ cố gắng khả năng sắp thành lại bại. Nhưng, tất cả mọi người không hối hận, không có tiếc nuối, bởi vì bọn họ đã cố gắng, bọn họ đã đấu tranh, bọn họ đã thực sự cố hết sức. Cô cũng vậy, cô cùng với mọi người, dù cho bị lũ lụt cuốn đi, cô cũng không lùi lại một bước. Có khi ở trước mặt thiên tai, dưới máu nóng tuôn trào của muôn người một ý chí vững như thành đồng, chết cũng không là cái gì, trong xương cốt mỗi người đều có một tinh thần khí khái không sợ chết. Tuy rằng là một nữ nhân, cũng từng ở trong quan trường đủ lâu, nhưng vào giờ khắc này, cả người cũng sôi trào tinh thần không sợ chết giống mấy người đàn ông. Hạ Tưởng từng bước một, đi nhanh về phía trước, trầm mặc, làm việc nghĩa không được chùn bước. Người phía sau vẻ mặt cũng như thế, đều chứa ánh mắt kiên định. Cắn chặt hàm, mặc cho cơn lũ sắp đổ ập tới cũng không ảnh hưởng tới 200 người, đối mặt cơn sóng gió lớn, đi nhanh về phía trước, không ai thấy bi thương, không có lời nói hùng hồn, là một sức mạnh vô hình mà xuyên thấu lòng người, mỗi bước một dấu chân, dường như mỗi một bước đều ghi dấu trong tim, thong thả mà kiên định, bi tráng mà tuyệt vọng, dùng ngực để chống lại cơn sóng dữ cuối cùng đang tới. Cảnh tượng này, lưu lại trong mắt rất nhiều người, bao gồm mấy trăm cảnh sát vừa mới chạy tới. Bao gồm bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh, bao gồm cảnh sát hộ tống của Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Đông Thần. Lúc đầu cảnh sát đã sớm tới, nhưng tỉnh ủy đột nhiên nhận được thông báo, nói là Thủ tướng đích thân tới thị sát tuyến đầu của thành phố Yến chống lũ, tỉnh ủy lập tức hoạt động tốc độ cao nhất, chuẩn bị nghênh đón Thủ tướng đến. Thôi Hướng đề nghị, sau khi đợi Thủ tướng Hà tới, rồi mới để cảnh sát vũ trang cùng Thủ tướng đi thị sát ở tuyến đầu, Thủ tướng thị sát chỗ nào? Thì cảnh sát vũ trang quan binh đi theo đến chỗ đó. Diệp Thạch Sinh hơi do dự nhưng cũng đồng ý, bởi vì quân đội cảnh sát vũ trang của tỉnh Yến chưa có kinh nghiệm chống lũ. Hơn nữa phần lớn bị điều động tới hồ chứa nước Nam Sơn, một bộ phận lại khẩn cấp đến trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, chỉ còn phần nhỏ điều tới quận Hạ Mã, bảo vệ sông Hạ Mã. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh cũng không biết sức mạnh của nước lũ lớn thế nào, theo lời của Thôi Hướng. Nước lũ đi qua 20 km mới tới quận Hạ Mã thì nước lũ cũng không còn sức mạnh mấy. Vẫn là bảo vệ sự an nguy của Thủ tướng quan trọng hơn, mà cảnh sát vũ trang thì chưa có kinh nghiệm chống lũ, nên để bảo vệ Thủ tướng an toàn là việc hàng đầu. Bởi vậy, vẫn cứ đợi Thủ tướng tới, quân đội cảnh sát vũ trang mới hộ tống Thủ tướng tiến đến quận Hạ Mã. Thủ tướng chỉ định muốn tới thị sát sông Hạ Mã, đầu tiên tới Bộ Chỉ huy quận Hạ Mã. Nghe Lý Hàm nói Hạ Tưởng ở tuyến đầu chống lũ, chỉ cùng mấy trăm công nhân chống lũ, vẻ mặt Thủ tướng lúc này biến đổi, giận dữ khiển trách thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quấy rối, vì sao không điều động cảnh sát và quân đội đi chống lũ, mà để cho công nhân vốn không có kinh nghiệm chống lũ ngăn cản nước lũ, như vậy là sao? Thủ tướng tức giận, Hồ Tăng Chu khúm núm, không dám nói gì. Phó Tiên Phong lấy cớ để đảm bảo đập chứa nước Nam Sơn cấp nước cho thủ đô, gần như điều động toàn bộ lực lượng. Ông có thể không đồng ý hay sao? Không đồng ý chính là hy sinh ích lợi trung ương để đổi lấy ích lợi cục bộ, là biểu hiện không có cái nhìn đại cục. Thủ tướng trực tiếp phê bình, ông lại không thể ăn ngay nói thật là chỉ trích trung ương không đúng, mà ông thì không có dũng khí nói cái này. Lúc thủ tướng và mọi người cùng nhau đi tới,
nhìn thấy đầu tiên chính là phía trên bãi đất toàn anh em công nhân nằm hôn mê ngổn ngang, thủ tướng đầu tiên là đỏ mắt, lập tức chỉ đạo chăm sóc anh em công nhân. Ông đi tới cạnh một công nhân nhìn qua không đến 20 tuổi, cầm thật chặt tay y, cảm thán nói. Cậu là đứa con quý của nhân dân, là anh hùng nhân dân. Đó là thanh niên đã không cùng Hạ Tưởng bê máy bơm nước tên là Đường Giật, y cũng không biết người vừa nói trước mắt là thủ tướng, mới nghỉ ngơi trong chốc lát cảm thấy khôi phục một chút thể lực, giãy giụa đứng lên, lấy tay chỉ ra tường người ở xa xa. Mau, mau giúp bí thư Hạ, anh ta sắp không chịu nổi rồi. Vừa mới dứt lời, trước mắt tối sầm, lại hôn mê tiếp. Thủ tướng cố nén lệ nóng, quay đầu lại nói với Diệp Thạch Sinh. Đồng chí Thạch Sinh, đây là một thanh niên tốt, ông nhất định phải thay tôi chăm sóc tốt cho cậu ta, chờ cậu ta tỉnh, nói rằng tôi Hà Đông Thần cũng muốn cảm ơn những cống hiến của cậu ấy. Diệp Thạch Sinh vội gật đầu một cái, đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Thủ tướng trịnh trọng phó thác, ai dám không để ở trong lòng. Ngay lập tức có nhân viên hộ tống để tâm ghi nhớ, sau này khi Đường Giật thức tỉnh, còn có chuyên gia đưa đến phòng bệnh đặc biệt chăm sóc. Sau khi khỏe lại còn an bài Đường Giật vào đại học, sau này sau khi Đường Giật tốt nghiệp đại học, thuận lợi theo chính trị, bởi vì đã chịu ảnh hưởng của Hạ Tưởng, lúc bước vào quan trường, vẫn làm quan thanh liêm. Cảnh sát và quân đội đều muốn ở trước mặt thủ tướng thể hiện một chút, cho rằng vì bọn họ vừa đến, khẳng định có thể thành công ngăn chặn nước lũ. So với đội ngũ công nhân không chính quy mà nói, bọn họ mới là lực lượng vững chắc nhất để đảm bảo sinh mệnh và tài sản của nhân dân. Nhưng mà khi tới trực tiếp đây, tất cả mọi người kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt, đều như một tiếng vang đánh vào trong lòng đám cảnh sát và quân đội, anh em công nhân ngã trái ngã phải, dù bọn họ không có trang phục thống nhất, không có chỉ huy thống nhất, nhưng tinh thần dũng cảm tiến tới, khí khái làm việc nghĩa không chùn bước, còn có nghị lực dù chết không chịu chịu thua. Đều khiến đám cảnh sát quân đội những người đàn ông nhiệt huyết này, ai ai cũng đỏ mắt, trong lòng mỗi người đều dựng lên một tấm bia to. Bọn họ chỉ là công nhân xây dựng bình thường, là dân công, không được hệ thống mà trải qua huấn luyện, không có ý chí giống quân nhân, nhưng tình cảm nhiệt huyết của bọn họ giống nhau. Cũng không biết là ai bắt đầu, không nói gì mà giơ tay chào theo nghi thức quân đội, theo sau, tất cả cảnh sát quân nhân nghiêm nghị mà đứng, hướng về anh em công nhân trên mặt đất. Đều chỉnh tề mà nghiêm trang kính chào theo nghi thức quân đội. Cảnh tượng trang nghiêm, lòng người trang nghiêm, Hà Đông Thần hai tay nắm chặt, nhìn về nơi xa đang có bóng dáng của Hạ Tưởng trong dòng nước, rốt cục lệ nóng tràn mi mà ra ngoài. Lại nhìn thấy Biện Tú Linh ở sau lưng tường người, một nữ nhân, tóc rối loạn, cả người là bùn nước, càng không ngừng vung hai tay, hiển nhiên là vì cổ vũ mọi người, mà một hàng dài công nhân, lung lay sắp đổ, rồi lại ngoan cường mà đứng thẳng. Đã từng biết qua các cách phòng chống đại hồng thủy, nhìn thấy vô số cảnh tượng cảm động, trong lồng ngực thủ tướng bắt đầu hiện lên sự xúc động chưa từng có từ trước tới nay. Ông từng nhìn thấy cảnh tượng bí thư thành ủy, thị trưởng nhảy vào dòng nước lũ cuồn cuộn, cũng thấy rất nhiều cảnh sát và quân nhân liên kết tạo thành tường người, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho sống mũi ông cay cay, cổ họng nghẹn lại, không vì cái gì khác, mà chỉ vì Hạ Tưởng, hắn đứng ở giữa đám người, là chỗ sức nước đánh vào mạnh nhất. Chỉ vì một cán bộ nữ, quên mình là nữ nhân nên lúc đối mặt sinh mạng nguy hiểm không tránh ở chỗ cao, mà là đứng ở chỗ nguy hiểm nhất, vì mọi người mà hò hét cố gắng. Bọn họ không phải thể hiện, bởi vì dù bọn họ biết không có đường lui, vẫn như cũ anh dũng tiến về phía trước, không biết có lãnh đạo cấp trên để ý, chỉ vì bảo vệ ích lợi dân chúng, mà liều mạng chiến đấu. Nếu các nơi khác cán bộ đều có tình cảm và nhiệt huyết giống bọn họ, tinh thần chí công vô tư giống nhau. Quốc gia sợ gì mà không hùng mạnh, chăm họ lo gì không an cư lạc nghiệp. Hà Đông Thần không nghĩ tới, ông chưa từng cảm động vì cán bộ cấp giám đốc sở thậm chí cấp phó tỉnh hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu, cũng chưa từng rơi lệ vì biểu hiện của cảnh sát và quân nhan trong lúc chống lũ. Giờ khắc này, là một mình Hạ Tưởng và một đám anh em công nhân đang ngã trái ngã phải, mà cái mũi cay cay, nghẹn lời, lệ nóng chảy dài. Bọn họ chính là nam nhi nhiệt huyết, không cầu danh, không cầu lợi. Không vì có lãnh đạo cấp trên mà thể hiện chính mình, bọn họ chỉ có điều duy nhất đó là vì dân chúng làm tốt việc, chỉ muốn bảo vệ sông Hạ Mã, nhất phương bình an. Hà Đông Thần nước mắt chảy dài mà nhìn về phía Diệp Thạch Sinh. Đồng chí Thạch Sinh, đồng chí Hạ Tưởng là người trẻ tuổi chín chắn dám làm nhất mà tôi thấy, ở chỗ lãnh đạo có đồng chí tốt như vậy thật là quý báu, ông hẳn là cảm thấy tự hào. Yến Triệu nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, hôm nay tôi muốn nói. Sông Hạ Mã là một sông thử vàng,
mà chiếu lên chính là lòng người, là lương tâm và tính giai cấp sáng vàng rực rỡ. Diệp Thạch Sinh cũng rơm rớm nước mắt, ông cả đời làm quan ở bao nhiêu nơi, cũng biết qua bao nhiêu cán bộ lớn nhỏ, Hạ Tưởng là người thứ nhất khiến ông thực sự cảm động. Ông liền vung tay lên nói. Mời Thủ tướng hạ lệnh. Hà Đông Thần hướng về toàn thể cảnh sát và quân nhân mà nói. Các đồng chí, bọn họ đều là công nhân, ở giữa bọn họ có bí thư quận ủy, còn có cán bộ nữ, các cậu phải nhớ kỹ, trước cứu người, sau giải nguy. Báo cáo thủ trưởng, làm không xong nhiệm vụ, chúng tôi không mặt mũi nào trở về gặp ngài. Người chỉ huy đám quân nhân kiên định mà lập quân lệnh trạng. Một đám anh em công nhân có thể tự phát mà ngăn cản nước lũ tấn công, bọn họ thân là bộ đội của nhân dân, nếu mà lùi bước, trên là xin lỗi quốc gia, dưới sẽ không mặt mũi nào gặp lại hương thân phụ lão. Hơn 200 quân binh như giao long rời bến, đều lần lượt nhảy vào bên trong nước lũ, sau một lát, vừa lúc kịp lúc con sóng lũ thứ ba ập đến, nhận thay một kích chí mạng cho đám người của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cuối cùng thấy cứu binh đến, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Tâm lực hắn đều mệt mỏi quá độ, bây giờ có thể đứng vững cũng đã là kỳ tích. Còn một bộ phận quân binh, đem những công nhân đã mỏi mệt đưa đến địa điểm an toàn, Hạ Tưởng còn muốn kiên trì, lại bị hai quân nhân cưỡng ép, cả Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh cùng nhau lôi đi đưa đến chỗ an toàn. Hạ Tưởng chỉ nghĩ cảnh sát và quân binh theo mệnh mà tới, cũng không có để ý đến ai cùng đến với cảnh sát và quân đội. Hắn không thể không nghĩ tới an nguy của sông Hạ Mã, hướng về phía Trần Thiên Vũ hô. Thiên Vũ, xem thay cho anh em công nhân còn lại, ai còn sức lực, tiếp tục lấp bao cát, phải bảo đảm sông Hạ Mã an toàn tuyệt đối. Tiêu Ngũ, tiếp tục bơm nước, mực nước sông Hạ Mã dâng lên tới mức cảnh báo, thì vẫn có sự nguy hiểm. Hạ Tưởng vừa hô lên, rất nhiều công nhân đang nằm trên mặt đất nghe được, lập tức nghiêng người lại đứng dậy, không nói hai lời lại lần nữa lao đến chỗ chống lũ. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Hà Đông Thần và Diệp Thạch Sinh, lại thêm vài phần đánh giá về Hạ Tưởng. Không giả vờ, hoàn toàn là biểu lộ tự nhiên, bởi vì Hạ Tưởng không biết ở cách đó không xa chính là Thủ tướng Quốc vụ viện và Bí thư tỉnh ủy. Rất nhiều công nhân cũng không biết Diệp Thạch Sinh và Hà Đông Thần là người nào, bọn họ cho dù thường xuyên xem TV, cũng cảm thấy Bí thư tỉnh ủy và Thủ tướng cách bọn họ rất xa, cũng không chắc nhớ rõ hình dáng. Cho dù nhớ rõ, đối diện với nước lũ trước mặt, thì trong mắt bọn họ chỉ có nước lũ và Hạ Tưởng, không có Bí thư tỉnh ủy và Thủ tướng. Hà Đông Thần vẫn là lần đầu tiên thị sát hiện trường mà bị người khác không để ý tới, ông cũng không nghĩ đến chuyện đó, thấy Hạ Tưởng đã bình an, trên mặt mới hơi chút thoải mái một chút. Thạch Sinh, hỏi thành phố Yên ai đã quyết định xả lũ? Đập chứa nước Nam Sơn vì sao bị vỡ? Điều tra rõ nguyên nhân chưa, ai phải chịu trách nhiệm, điều tra rõ ràng. Nhiều lúc khi xảy ra thiên tai, dân chúng của chúng ta đã làm ra sự hy sinh vô ích rất lớn, đều là nhân họa tạp thành. Diệp Thạch Sinh gật gật đầu, ông tuy rằng không rõ nguyên nhân nào tạo ra tình thế lúc này, nhưng cũng nghe được một ít, nói là bởi vì Phó Tiên Phong chỉ huy bất lực mới làm cho đập chứa nước Nam Sơn nước lũ trên núi đổ xuống. Thủ tướng đã lên tiếng, chỉ sợ chuyện này phải có một kết luận mới được, mấu chốt là, Thủ tướng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chống lũ cảm động của Hạ Tưởng, còn bị Hạ Tưởng làm cho cảm động mà chảy nước mắt. Ông cũng hiểu biết tính tình của Thủ tướng, rất ít có giọng điệu như đinh đóng cột mà nói chuyện, nhưng tính cách lại như gương sáng. Sự việc của đập chứa nước Nam Sơn, phải giải thích rõ ràng cho Trung ương. Bí thư Hạ, phát hiện thi thể một người. Có công nhân ở bên cạnh một bao cát phát hiện một thi thể người già. Người già đã chết lâu ngày, hiển nhiên không biết là bị nước lũ cuốn từ đâu tới đây. Đem cụ già lau rửa sạch sẽ, đưa lên trên sườn núi. Hạ Tưởng thấy cả người cụ bẩn quá, áo cũng bị cuốn trôi đi, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, cởi áo đắp lên người cụ già. Người chết là chuyện lớn, tôn kính người chết là mỹ đức truyền thống của người trong nước. Hạ Tưởng lại tiếp tục cùng công nhân bê bao cát. Hà Đông Thần từ xa nhìn thấy thế, hơi hơi thở dài. Có lúc cậu ta là tấm gương cho cán bộ đảng viên, có lúc lại là người mà nhóm công nhân tin cậy nhất, có lúc lại là một người trẻ tuổi hiểu được truyền thống Mỹ Đức phải làm thế nào cho một cụ già đã chết. Thạch Sinh, quốc gia nếu có thêm vài cán bộ trẻ tuổi giống Hạ Tưởng, chúng ta cũng có thể thoải mái mà chuyển giao. Diệp Thạch Sinh ngoại trừ gật đầu, còn có thể nói được gì? Những gì Hạ Tưởng đã làm thực sự làm ông cảm động, để ông hiểu rõ, so sánh với Phó Tiên Phong. Trên người Hạ Tưởng đầy ánh hào quang luôn lóe sáng.
Mà Phó Tiên Phong đừng nói cùng Hạ Tưởng so sánh, chính là cùng Khâu Tự Phong, Mai Thái Bình so sánh, cũng là khiếm khuyết rất nhiều. Thành phố Yến có thị trưởng là Phó Tiên Phong, cũng không phải may mắn của nhân dân thành phố Yến. Bởi vì có cảnh sát và quân đội tham gia, nước lũ nhanh chóng được khống chế. Hạ Tưởng lại bận rộn hơn 10 phút, mới nghỉ ngơi một hơi. Hắn và Trần Thiên Vũ cùng nhau, đưa Biện Tú Linh trở lại trên bãi đất nơi làm sở chỉ huy lâm thời. Sau khi cảnh sát quân đội tới, trên bãi đất dựng một chỗ lều tạm, cũng không ai nói cho Hạ Tưởng biết ai tới, hắn cũng không rảnh để hỏi, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, ba người liền cùng nhau đi vào trong lều. Vừa mới vào cửa, một người đi tới trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng, bên trong ánh mắt có sự an ủi và thưởng thức, liền cầm tay hắn. Đồng chí Hạ Tưởng, vất vả rồi. Hạ Tưởng theo bản năng mà cầm tay đưa tới, tập trung nhìn vào, lập tức hoảng sợ, a. Không ngờ là thủ tướng. Là thủ tướng cũng không phải lý do khiến hắn kinh ngạc, mà là hiện tại trên người hắn, một thân bùn nước, trên tay cũng bẩn không ra kiểu gì, lại bị thủ tướng cầm hai tay, còn ra thể thống gì nữa. Chỉ sợ hắn là người đầu tiên trong cán bộ cấp phó giám đốc sở để thân trần được tiếp kiến thủ tướng. Hạ Tưởng trong đầu còn chưa kịp hiện lên một ý vui mừng, muốn rút tay về, nhưng thủ tướng Hà nắm thật sự nhanh, đành phải xấu hổ nói. Thủ tướng, tôi không biết ngài đã tới. Tôi đi thay chút quần áo. Không cần, bản sắc nam nhi là như thế này, ở trước mặt tôi, cậu chính là cậu, vừa rồi cậu và anh em công nhân sóng vai đứng chung một chỗ chống lại nước lũ, tôi và Thạch Sinh ở phía sau nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay trần thì có làm sao? Lúc còn trẻ, tôi cũng từng để tay trần làm việc. Đàn ông để cánh tay trần mới là hảo hán, không mất mặt. Hà Đông Thần vỗ vỗ lên vai Hạ Tưởng, xúc động nói. Trước chịu khổ, về sau hưởng phúc, mới là phong cách phát triển của mỗi một cán bộ đảng viên, không ít người ngoài miệng chỉ nói hay, còn cậu thì thật sự làm được. Hạ Tưởng muốn nói gì, mà lại không còn hơi để mà nói, không thể nói ra miệng. Hà Đông Thần nhìn về phía sau Hạ Tưởng, hỏi một câu. Hai người họ là ai? Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh thấy Thủ tướng Đại giá Quang Lâm, tim đập nhanh hơn, vô cùng hồi hộp, không ngờ, rất không ngờ. Không nghĩ tới thủ tướng đi tới tuyến đầu chống lũ cứu tế, hơn nữa còn không có gióng chống khua chiêng, làm cho bọn họ rất nhiều bất ngờ, cũng cảm thấy vui mừng. May mắn không làm bí thư hạ mất mặt, không có bôi cho chát chấu lên mặt quận hạ mã. Tuy nhiên vừa nghĩ tới trên người mình đang rất bẩn thỉu, không khỏi có chút xấu hổ. Hạ Tưởng vội giới thiệu. Phó Chủ tịch Thường trực quận Trần Thiên Vũ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Biện Tú Linh. Thủ tướng lại chủ động đưa tay đến. Theo thứ tự cùng hai người bắt tay, cổ vũ hai người vài câu, lại hỏi cụ thể tình huống và chi tiết vừa rồi chống lại nước lũ. Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh đều trả lời theo sự thật. Cho dù hai người cảm xúc dâng trào, nhưng không có một chút ý tưởng kể công, bởi vì đầu óc họ đã hoàn toàn bị nước lũ chiếm cứ, hơn nữa cũng quá mệt mỏi rồi, vừa rồi khi vật lộn với nước lũ còn có thể kiên trì, hiện tại buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người đau, đầu đau muốn nứt ra. Nếu không phải cứng rắn chống đỡ, đã sớm ngã quỵ. Thủ tướng cũng nhìn thấy thể lực bọn họ hết chống đỡ được, vừa định cho người an bài bọn họ nghỉ ngơi, Hạ Tưởng bỗng nhiên nói một câu. Thủ tướng, tôi có một tình huống muốn báo cáo một chút. Thủ tướng khẽ gật đầu. Cậu nói đi. Hạ Tưởng há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói ra, lại thẳng tắp mà ngã xuống, cuối cùng hắn đã không thể chống đỡ được, trực tiếp hôn mê ở trước mặt thủ tướng. Cũng không ai gần Hạ Tưởng bằng thủ tướng, cũng thật không ngờ là thủ tướng đưa tay ra tự mình đỡ Hạ Tưởng, lại ngăn người khác hỗ trợ, chỉ để Diệp Thạch Sinh giúp đỡ, đường đường là thủ tướng quốc vụ viện cùng nhân vật số một tỉnh Yến Diệp Thạch Sinh, hai người cùng nhau giúp đỡ Hạ Tưởng, nhẹ nhàng mà đặt Hạ Tưởng lên giường. Hạ Tưởng hôn mê chỉ sợ là kiểu hôn mê cao cấp nhất trong nước, được thủ tướng và bí thư tỉnh ủy tự mình nâng lên trên giường, chẳng những chưa từng có hơn nữa về sau cũng không có. Chắc chắn là người đầu tiên, có khi cũng là người duy nhất. Trước tất cả quy tắc của quan trường cần chú ý tuyệt đối không sai sót, rất khó tái xuất hiện cán bộ có dũng khí như Hạ Tưởng, không nể mặt thủ tướng mà trực tiếp hôn mê. Chương 760, cơ mưu tính toán rất khôn ngoan. Diệp Thạch Sinh còn chưa nói gì, Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh cũng đều đổ người ngã xuống một bên, may mắn bên cạnh có người đỡ lấy, nên không bị ngã xuống đất. Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi, thân mệt tâm mệt, lại gánh vác trọng trách quá nặng. Hà Đông Thần ánh mắt lại một lần nữa ươn ướt,
có bao nhiêu cán bộ ở trước mặt ông mà khẳng khái luận điệu, ở trước mặt ông chỉ nói lời hùng hồn, tươi cười đầy mặt, hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy ba cán bộ cơ sở, lần lượt ngất trước mặt ông, không làm bộ, không phải làm ra vẻ, không nói lời suông mạnh miệng, có dũng khí dám ở trước mặt thủ tướng hôn mê, chân thật mà thể hiện một cảnh tượng cảm động nhất. Hà Đông Thần thị sát vô số nơi, hôm nay thị sát là có ý nghĩa nhất, cảm động nhất. Nhân viên y tế khẩn cấp đo nhiệt độ cơ thể mấy người Hạ Tường, kiểm tra thân thể, Hà Đông Thần tự mình dặn dò, nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Đột nhiên, điện thoại của Diệp Thạch Sinh vang lên, là Tống Chiêu Độ gọi tới. Bí thư Diệp, trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, không giữ được. Cái gì? Diệp Thạch Sinh chấn động. Trước khi Diệp Thạch Sinh đến quận Hạ Mã, Tống Chiêu Độ và Phạm Duệ Hằng đã tới trang trại chăn nuôi, phụ trách công tác chống lũ cho trang trại chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu cũng là một trong những điểm chống lũ quan trọng, liên quan đến gốc rễ của tập đoàn Tứ Ngưu, cũng không thể để xảy ra một chút sai lầm. Tuy nhiên Diệp Thạch Sinh cũng nghe Phó Tiên Phong báo cáo, nói là khả năng nước lũ sẽ không thành nguy hiểm cho trang trại chăn nuôi, lời tuy như thế, nhưng không thể phớt lờ, Diệp Thạch Sinh thảo luận mọi người, vẫn quyết định để Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ đi tới trang trại chăn nuôi đích thân chỉ huy trấn giữ, chỉ đạo chống lũ. Không nghĩ vừa mới giải trừ nguy cơ của sông Hạ Mã, lại nhận được tin tức trang trại chăn nuôi không bảo đảm, quả thật khiến ông rất giật mình. Một khi trang trại chăn nuôi bị ngập, lung lay gốc rễ của tập đoàn Tứ Ngưu, ảnh hưởng kế hoạch lớn của tập đoàn Tứ Ngưu, là đả kích chí mạng, đồng thời, cũng là gánh nặng mà tỉnh Yến không thể chịu nổi. Tập đoàn Tứ Ngưu có vấn đề, sẽ là đả kích chính diện vô cùng lớn cho chiến lược nhãn hiệu nổi tiếng của tỉnh Yến. Diệp Thạch Sinh hy vọng trong lúc mình chủ quản, khiến tỉnh Yến có vài công ty nổi tiếng, cũng sẽ mở rộng lực ảnh hưởng của tỉnh Yến ở cả nước. Thương hiệu tập đoàn Tứ Ngưu hiện tại ở trong nước là có sức kêu gọi cố một, liên tục gần 10 năm chiếm cứ vị trí số 1 về doanh số bán hàng trong lĩnh vực, là sự kiêu ngạo của tỉnh Yến. Diệp Thạch Sinh lòng như lửa đốt. Thủ tướng, trang trại chăn nuôi có hơn 1.000 bò sữa nhập khẩu, một khi có chuyện, tổn thất thật lớn. Đi, đến trang trại chăn nuôi. Hà Đông Thần thấy đã bảo vệ được sông Hạ Mã, cũng vô cùng quan tâm tới tập đoàn Tứ Ngưu. Sau đó ông lại dặn dò vài câu, yêu cầu nhân viên chăm sóc thật tốt cho đám người Hạ Tưởng, khi Hạ Tưởng tỉnh lại, lập tức báo cho ông, sau đó mới cùng Diệp Thạch Sinh, đi tới trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu. Thủ tướng cố ý nói về việc sau khi Hạ Tưởng tỉnh lại, hiển nhiên, là còn muốn cùng Hạ Tưởng hội đàm, rất nhiều người liền âm thầm hâm mộ vận may của Hạ Tưởng, thật sự là trong họa có phúc. Thủ tướng đi không lâu, Hạ Tưởng liền tỉnh dậy. Khi hắn biết được trang trại chăn nuôi xảy ra vấn đề, cũng rất giật mình. Dựa theo sự tính toán chính xác của Phó Tiên Phong, nước lũ chỉ tấn công sông Hạ Mã mới đúng, không ngờ tới, ngay cả trang trại chăn nuôi cũng đã bị liên lụy, thật sự là ứng với một câu châm ngôn, người tính không bằng trời tính. Hạ Tưởng cũng không có ý thấy vui khi người gặp họa, trang trại chăn nuôi bị tổn hại, tổn thất cuối cùng có thể bị tính đến trên người dân chúng, cũng không phải chuyện tốt gì. Chẳng qua, Phó Tiên Phong phỏng chừng phải khóc, ngàn tính vạn tính, lại vẫn không tính bằng ông trời, hơn nữa lúc này gã còn phải chịu trách nhiệm tương ứng việc để đập chứa nước Nam Sơn bất ngờ bị vỡ. Tự làm bậy, không thể sống, có lẽ thực sự cần phải thêm chút dầu vào lửa. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, trong lòng đã có đối sách. Hạ Tưởng vừa tính toán trong chốc lát, Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh cũng tỉnh lại. Sau khi hai người tỉnh lại, đều rất là ảo não. Với cấp bậc của bọn họ đừng nói nhìn thấy thủ tướng, chính là bí thư tỉnh ủy cũng rất khó cơ hội đối mặt. Kết quả chế giễu, ngay trước mặt thủ tướng và bí thư tỉnh ủy, lại ngất đi, thật sự là mất mặt không thể về nhà. Hạ Tưởng cũng ha hả cười. Ba người chúng ta ở trước mặt thủ tướng và bí thư Diệp hôn mê, chỉ sợ ở trong nước là xưa nay chưa từng có, đáng giá ghi lại việc quan trọng. Tuy nhiên mọi người yên tâm, thủ tướng và bí thư Diệp đều là người có tâm, tâm như gương sáng. Lời Hạ Tưởng nói như cho hai người uống thuốc an thần, đều gật đầu. Đang chuẩn bị bố trí công tác tiếp theo, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng khóc nát tan cõi lòng. Ba, ba. Hạ Tưởng và Trần Thiên Vũ, Biện Tú Linh vội vàng ra ngoài lều bạt nhìn, một người nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt ông già bị chết đuối, ôm thi thể lên lớn tiếng khóc. Khi đi đến nhìn, Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, sao lại là Đàm Quảng Hồng? Đàm Quảng Hồng trong lòng còn mang ảo tưởng, nghĩ đến cha già có thể còn sống, không nghĩ tới vẫn không có kỳ tích phát sinh.
gã đau chết đi sống lại, cảm nhận được hoàn cảnh mất đi người thân đau khổ ra sao. Hạ Tưởng đi qua khuyên giải an ủi nói. Nén bi thương đi, nước lửa là vô tình, vẫn là mau chóng xử trí hậu sự cho ông cụ quan trọng hơn. Đàm Quảng Hồng khóc một lúc lâu sau, mới bình tĩnh trở lại, thấy là Hạ Tưởng, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, không biết là thế nào. Nhớ tới việc gã ép bức làm cho Tiếu Lão Tuyền nhảy sông tự vẫn, còn tự cho là đắc ý, không nghĩ tới không quá lâu, cha mình đã bị nước lũ làm chết đuối, thật sự là châm chọc quá lớn. Còn muốn tính toán chính xác để nước lũ nhằm vào sông Hạ Mã, chính là diệu chiêu của Phó Tiên Phong. Nếu không phải Phó Tiên Phong thần cơ diệu toán, có lẽ cha già sẽ không chết. Đàm Quảng Hồng căm hận vô cùng, rồi lại có khổ nói không nên lời. Người bên cạnh thì cứ bàn tán, nói ra quá trình lúc phát hiện thi thể. Còn có người nói cả chuyện Hạ Tưởng đem quần áo cho người chết nói cho Đàm Quảng Hồng biết. Đàm Quảng Hồng nghe xong, chăm chăm mà nhìn Hạ Tưởng một cái, xấu hổ mà cúi đầu, vì gã vừa mới ở trong nhà thấy sông Hạ Mã lũ lụt mà vui sướng khi người gặp họa mà cảm thấy đáng xấu hổ. Hạ Tưởng lại không nói thêm gì, chỉ có vỗ vai Đàm Quảng Hồng, khuyên giải an ủi vài câu, sau đó xoay người rời đi, hắn còn rất nhiều sự tình phải làm, không thể ở lại vì việc của Đàm Quảng Hồng. Đàm Quảng Hồng nhìn bóng dáng Hạ Tưởng rời đi, trong tay nắm chặt áo trên người cha già, là áo sơ mi của Hạ Tưởng, ánh mắt gã chớp chớp rất lâu, sau đó đấm một đấm thật mạnh xuống bùn nước. Hạ Tưởng sau khi thu xếp ổn thỏa cho anh em công nhân, ai nên nghỉ ngơi, ai nên kết thúc công tác ai tiếp tục, hắn để Trần Thiên Vũ và Tiêu Ngũ ở lại giải quyết tốt hậu quả, sau đó cùng Biện Tú Linh, Hoàng Kiến Quân quay trở về quận Hạ Mã. Tới bộ chỉ huy lâm thời, đám người Lý Hàm không ở đây, đã tới trang trại chăn nuôi. Hạ Tưởng hỏi một chút tình huống quận Hạ Mã, nhìn thấy nước sông Hạ Mã ôn hòa mà chảy, trái tim cuối cùng cũng nằm đúng vào vị trí của nó. Thời tiết cũng đang tốt lên, có vài ánh mặt trời xuyên qua tầng mây vừa lúc chiếu vào sông Hạ Mã, chiếu rọi làm sông Hạ Mã thành một màu vàng, bao nhiêu người dân quận Hạ Mã lo lắng đề phòng một ngày, thấy tình cảnh này, lập tức hoan hô. Quận Hạ Mã bình an vô sự, thật sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, cũng không biết trang trại chăn nuôi là sẽ lộn xộn ra sao, không, chắc phải là vô cùng hỗn loạn. Hạ Tưởng lại trở về quận ủy, được đón tiếp long trọng như anh hùng. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, chăm chú nhìn, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười, hướng mọi người khoát tay, hắn cả người toàn bùn nước, nhếch nhác không chịu nổi, nói thật là chả ra kiểu gì cả.